chương một nghìn năm trăm linh một chuyển luân tụ âm trận chỉ một thoáng trong khu vực kim sắc quang trận bao phủ lại vang lên tiếng động vang vọng đất trời quang mạc rung lên kịch liệt mặt đất không ngừng bị xé rách phát ra tiếng ầm ầm không dứt lấy bề mặt cung điện ngầm làm trung tâm mặt đất trong phạm vi vài dặm đều bị vô số đạo quang trụ thô to từ dưới phóng lên phá nát ầm ầm sụp đổ cung điện hoàn toàn đổ xuống đến cuối cùng còn sót lại một hố lớn vô cùng ở bên cạnh miệng hố cũng có vài vết nứt thất lớn như những con mãng xà to cả trượng uốn mình chạy dài hơn 10 dặm ra phía ngoài từ dưới hố phát ra tiếng nộ hống không ngừng linh quang bùng lên rồi bắn ra khỏi miệng hố trong đó có một đoàn linh quang ở hơn trăm trượng phía trước sau khi lao lên khỏi mặt đất thì lập tức phóng đi như chớp giật phi thẳng tới lối vào lam sắc thông đạo rồi lao ra ngoài hắc sắc quang mạc nó lập tức phá không mà đi phóng thẳng về phương xa và đoàn linh quang ở phía sau lại lâm vào tranh đấu chúng một mặt ra tay công kích lẫn nhau một mặt đuổi rát theo quang đoàn phía trước một quang đoàn trong đó đột nhiên thoát ly khỏi cuộc chiến tự động biến đổi phương hướng đơn độc rời đi trong nháy mắt phu cận hắc sắc quang mạc lại yên tĩnh trở lại không có một tiếng động hàn lập một mặt dùng thanh hà cuốn lấy hai người nguyên dao mà phóng đi một mặt cẩn thận dùng thần thức xem xét tình trạng ấn ký bên trong cơ thể hoàn hảo tấn ký cho đến bây giờ vẫn còn bị phong ấn chưa hề bị kích động hàn lập lúc này mới an tâm một chút nhưng cũng không hề dám buông lòng hoàn toàn hắn biết rõ là vì mấy tên yêu thương có việc bên người nên không dành phân tâm để ý tới hắn chờ đám người lục túc giải quyết xong mọi việc thì chắc chắn sẽ thôi động ấn ký hắn căn bản không thể áp chế được lâu cho nên hàn lập mang theo hai người như không định điên cùng cắm đầu chạy trốn bay được hơn trăm ngàn dặm phía trước xuất hiện một phiến núi non nồng đậm âm khí trong lòng hàn lập thoáng động tự đánh giá một chút rồi lập tức mang theo nhị nữ hạ xuống đó thoáng chớp lên vài cái thanh hồng đã nhập vào bên trong hắc khí biến mất vô tung vô ảnh phiến núi non này cũng không hoang vắng tiêu điều như hàn lập tưởng Từng ngọn núi nhấp nhô bất đồng ngoại trừ một số bụi cây màu xám thấp bé thì còn có cả đại thụ sinh trưởng nhan sắc của cây cối nơi đây có chút ảm đạm nhưng cành lá lại cực kỳ tươi tốt cơ hồ bao phủ hơn một nửa đỉnh núi hàn lập bay trong vùng hắc khí một lát rồi quyết định hạ xuống một hẻm đá nhỏ thân niệm của hắn đảo qua nơi đây xác định không có quỷ vật cừu đại cư trú thì lập tức vung tay phóng ra một thanh kim sắc tiểu kiếm hãy láng lên tiểu kiếm hóa thành mấy đạo kim quang cuồng mãnh chém lên trên vách núi tâm thanh ầm ầm không ngừng vang lên thoáng chốc một động khẩu cực lớn đã hiện ra kim quang phảng phất như linh xà chui vào trong nó hàn lập chấp hai tay sau lưng đứng trước động khẩu qua một tuần trà kim sắc tiểu kiếm đã quay trở về thân sắc hàn lập khẽ động hắn lật tay lấy ra một chồng tiểu kỳ màu sắc khác nhau đoạn vung tay ném ra quang mang đủ mọi màu sắc nhập vào bên cạnh động khẩu rồi biến mất nhất thời một cỗ hắc vụ tương tự như âm khí nơi đây cuồn cuộn trào ra bỗng chốc trộn lẫn vào âm khí vùng phụ cận hàn lập hướng một tay ra khẽ vẫy thanh hà phía sau sau còn thân hình hắn ngáng lên một chút rồi bay vào trong đó hai người được thanh hà bao bọc cũng đồng dạng trôi nổi tiến vào trong hắc khí chỗ ẩn núp tạm thời này cũng không lớn lắm chỉ độ hơn người trượng mà thôi nhưng vị trí lại cực kỳ kín đáo núi thẳng tới giữa bụng núi thân ảnh hàn lập xuất hiện ở phía cuối thạch động cuối cùng hắn khoanh chân ngồi xuống tựa lưng vào thạch bích hai người bị thanh hà cuốn tới đây cũng chầm chậm hạ xuống mặt đất thanh hà chật lóe rồi tán loạn biến mất hai mắt nhị nữ vẫn nhắm chặt hôn mê chưa tỉnh hàn lập cũng không có gì lạc nhiên với việc này huyết ti kia vốn là tà vật hơn nữa vì muốn giải trừ cấm chế cho hai người trong khoảng thời gian ngắn nên hắn đã mạnh mẽ sử dụng ích tà thần lôi trên thân thể hai người mà thân thể cả hai là là bán quỷ chi thể Tất nhiên không thể bình yên thừa nhận uy lực của thần lôi được. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc thân thể hai người nguyên giao không được mạnh mẽ. Nếu đổi lại là thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập thì căn bản không cần để ý đến một chút thống khổ đó. Chẳng qua Hàn Lập lúc trước dám thi triển thủ đoạn như vậy thì chắc chắn cũng có biện pháp cứu tỉnh hai người. Chỉ thấy hai tay hắn lóe lên linh quang, hơn người cây ngân châm dài nhỏ cùng một chồng thanh sắc phù triện xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dương một tay lên, hơn người cây ngân châm hóa thành ngân ti lập tức bắn thẳng vào thân thể nhị nữ, chỉ để lộ một nửa thân châm ở bên ngoài hai người tuy chưa tỉnh lại nhưng trên mặt xuất hiện đầy vẻ thống khổ Hàn lập coi như không thấy phu chuyện trên tay kia lại hóa thành một mảnh thanh quang chụp xuống đầu nhị nữ dưới thanh quang lập lòe vẻ thống khổ của nhị nữ chậm rãi tiêu biến khi sắc trở lên tốt hơn hai tay hàn lập tiếp tục khắc quyết từng đạo pháp quyết huyền ảo xuyên thấu thanh sắc quang mạc tiến thẳng vào cơ thể nhị nữ còn hơn người cây ngân châm theo pháp quyết được đánh ra mà không ngừng rung lên một cách có quy luật hàn lập thở nhẹ ra một hơi khẽ phất tay bên ngoài thân thể nhị nữ chật lóe ngân quang hơn 10 sợi ngân ti lập tức bắn trở về trong tay của hắn Hàn lập mở miệng nhàn nhạt, nhạt, lên tiếng hai vị đạo hữu còn không tỉnh lại thanh âm hàn lập ti không lớn nhưng trong khi nói đã thoáng vận dụng thần thông kinh thần thứ đương nhiên chỉ là một chút mà thôi nên căn bản sẽ không đả thương đến thần thức nhìn nữa một chút đó đủ để hoán tỉnh hai người Người giao khẽ yêu một tiếng rồi mở to cặp mắt yêu kiều ánh mắt có thút mê mang nhưng dường như nhớ ra điều gì đó lập tức ngồi dậy hàn đạo hữu là ngươi vừa thấy hàn lập ngay bên cạnh thân sắc nguyên giao mới thả lỏng bồng môi anh đào khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó chỉ là hàn lập nhanh chóng khoát tay biểu tình ân cần nguyên cô nương có chuyện gì thì lát nữa hãy nói trước hết kiểm tra nội thể có việc gì không nguyên giao biến sắc đoạn gật đầu ngồi khoanh chân lại bắt đầu nhắm mắt ngay sau đó đến lượt nhiên lệ tỉnh lại nàng tiếp tục được hàn lập nhắc nhở nên đồng dạng ngồi đả tọa thi triển nội thị thuật kiểm tra thân thể qua một lát sau hai người thở dài một hơi đồng thời mở mắt những thứ trong cơ thể ta đã được thanh trừ sạch sẽ nếu không có hàn huynh ra tay thì ta cùng sư muội khó thoát khỏi kiếp nạn lần này nhiên lệ đứng dậy vòng tay chi lễ với hàn lập trước khi các nàng hôn mê tuy thân thể mất đi tự chủ nhưng thần thức vẫn còn thanh tỉnh vô cùng từ lúc bị thi triển cấm chế toàn thân thì trong lòng hai người vô cùng kinh hãi sợ mỹ phụ đầu bạc hạ độc thủ nhưng không ngờ rằng dưới tình huống như vậy hàn lập còn có thể xuất hiện bên cạnh cứu hai người các nàng sau khi hôn mê nghiên lệ tuy không biết hàn lập rời đi được bằng cách nào nhưng chắc chắn là hung điểm vô cùng cho nên lời cảm tạ này của nàng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng nguyên giao cũng theo nguyên lệ đồng dạng chi lễ tuy rằng không nói gì nhưng vẻ cảm kích trên mặt thi lộ rất rõ hai vị đạo hữu không cần quá để tâm tại hạ làm vậy cũng là vì chính mình mà thôi hiện tại ta đang mạnh mẽ trấn áp ấn ký trong cơ thể nhưng cũng không thể duy trì bao lâu đám người quỷ bà lúc nào cũng có thể thôi động nó hai vị không ngại có thể kiểm tra xem âm khí nơi đầy có đủ để giúp ta giải trừ ấn ký hay không sự tình liên quan đến mạng sống nên hàn lập cũng không khách khí mà trực tiếp nói thẳng đến việc giải trừ ấn ký nghe hàn lập nói vậy thì hai người nguyên giao nguyên lệ khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang quan sát bốn phía cảm nhận âm khí nơi đây tông khí nơi này tuy rằng chưa đến mức ngưng kết như chúng ta mong muốn nhưng dùng để giải trừ ấn ký cũng có bảy tám thành nắm chắc hàn huynh cảm thấy chúng ta tìm một chỗ âm khí ngưng kết hơn hay là nên mạo hiểm ở đây một lần ngươi giao cúi đầu chấm ngâm một chút rồi chậm rãi nói sáu bảy thành thế là đủ nếu tình địa phương khác chỉ sợ thời gian không cho phép đám yêu vương kia nếu đã biết chúng ta không chết thì một khi rảnh tay nhất định sẽ thôi động ấn ký truy tìm hàn lập cân nhắc một chút rồi dứt khoát trả lời tính cách hắn tuy luôn luôn không muốn làm chuyện không lắm chắc nhưng nếu đến lúc cần phải chọn lựa thì hàn lập sẽ không chút do so dự được ta cùng sư muội theo ý huynh lập tức bố trí chuyển luân tụ âm trận bằng vào uy lực trận này trong khoảng thời gian ngắn có thể tụ tập được tông khí kinh người mượn dùng âm khí chi lực ba người chúng ta hợp lực một phen là có thể khu trừ ấn ký kia nhiên lệ thấy hàn lập quả quyết như vậy thì vẻ mặt cũng lộ vài phần tán đồng hiển nhiên nàng ta cũng muốn khai giải ấn ký ngay tại nơi đây một đôi mắt đẹp của nguyên giao thoáng chuyển vài lần rồi cũng gật đầu đồng ý thời gian hạn hẹp nên ba người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì vô nghĩa cả ba lập tức bay ra khỏi động quật hướng lên không trung ánh mắt nhân lệ đảo qua vùng phụ cận rồi nhấc tay âm phong cuồn cuộn ngưng tụ lại trong thoáng chốc hóa thành một cây hôi sắc tiểu kỳ đoạn nàng ném thẳng cơ đầy lên không trung trong miệng khẽ lẩm nhẩm khẩu quyết dưới sự thôi động của pháp quyết tiểu kỳ không ngừng chuyển động trong không trung đồng thời phun ra vô số đạo hôi ti như mưa bay đầy trời Hàn lập hít mắt nhìn lá cờ nhỏ trên không trung kết quả vô số âm ti đó bỗng nhiên ngưng tụ vào một chỗ hóa thành một cây tiêm chủi trực tiếp đánh lên gò đất cách đó không xa tìm được rồi chỗ đó chính là nơi âm khí nồng đậm nhất thích hợp đạt trận nhãn của truyền lân tụ âm trận thanh âm nguyên lệ từ không trung vọng xuống nguyên giao đang đứng sóng vai cùng hàn lập nghe được lời ấy thì sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng lúc này ba người trực tiếp bay qua đó Hàn Lập vẫn tiếp tục lơ lửng trên không trung cảnh giới còn hai người nguyên giao bắt đầu lấy vào đất kia làm trung tâm bố trí một siêu. Cấp đại pháp trận, diện tích của pháp trận này có thể bao quát cả hóa đất phía dưới vào trong nó. Hàn Lập trên không trung nhìn pháp trận đang dần dần thành hình bên dưới, hắn khẽ sờ cằm như nghĩ tới điều gì đó. Chương 1502, khi pháp trừ hoạn hai người bố trí pháp trận lâu như vậy khiến hàn lập có bĩnh tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng một chút dù sao thời gian đối với hắn lúc này là vô cùng quý giá đám người lục túc tùy thời đều có khả năng thôi động ấn ký trong cơ thể hắn chẳng qua do bản thân hàn lập am hiểu trận pháp chi đạo nên cũng biết bố trí đại pháp trận phức tạp thế nào bởi vậy vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng xuống thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua hai người nguyên giao từ dưới bay đến chỗ hàn lập vẻ mặt nhiên luyện mỉm cười hàn huynh pháp trận đã bố trí xong hiện giờ có thể ngưng tụ âm khí khu trừ ấn ký hàn lập vừa định trả lời nàng thì bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch thanh quang bên ngoài cơ thể nộn nhạo liên hồi đây là Nhị nữ hoảng sợ nguyên giao thất thanh hô lên có người thôi động ấn ký nhưng không biết là người nào trong nhóm yêu vương trên người hàn lập lóe lên kim quang sau khi ổn định lại thân hình thì âm trầm mở miệng đang nói chuyện đồng thời hắn cảm thấy tinh lực trong cơ thể trượt cao trượt thấp không ổn định nhị nữ nước mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ lo lắng không vấn đề gì hiện giờ ta còn có thể áp trụ ấn ký này nếu chúng ta khu trừ ấn ký trước khi tiếp tục bị thôi động thì sẽ vô sự hắn lập miễn cưỡng khoát tay cười nói lời của hàn huynh trí lý sư tỷ chúng ta mau thi pháp thôi nguyên giao khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng nói điều này là đương nhiên chẳng qua còn có một chuyện hai người chúng ta cần cảnh báo trước với hàn huynh bí thuật âm khí nhập thể này vốn chỉ dùng trên thân quỷ tu hàn huynh lấy thân thể con người tiếp nhận âm khí khoán thể thì sẽ vô cùng đau đớn nếu không cẩn thận còn có thể ngất đi nhưng một khi hàn huynh hôn mê thì sẽ không thể tự mình dẫn âm khí tiến nhập cơ thể như vậy sẽ khiến thi pháp thất bại hàn huynh hiểu được ý của tiểu mụi chứ thân sắc nhân lệ ngưng trọng nói chút đau đớn đó đối với người khác thì không nói nhưng hàn Mỗ có vài phần tự tin vào thân thể của mình hàn lập mỉm cười không chút để ý trả lời lời này của hàn lập không hề có chút khoa trương thực sự thì thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng trước sau tu luyện qua nhiều loại bí thuật rèn luyện thân thể lại cộng thêm nhiều lần kỳ ngộ dùng qua các loại linh dược có tác dụng luyện hay đối với người khác sự yếu nhược của thân thể có thể là điểm yếu trí mệnh còn đối với hắn thân thể lại là một điểm mạnh thấy hàn lập tự tin như vậy nhiên lệ cũng yên tâm khẽ lật đầu Ba người đồng thời hạ xuống trận nhãn tại gò đất phía dưới, đỉnh gò đất này chỉ rộng hơn 10 trượng, lúc này có một pháp trận loại nhỏ bố trí ở đó. Đây là loại trận trong trận, ba người nhẹ nhàng bước vào bên trong pháp trận loại nhỏ này, Hàn Lập ngồi xếp bằng ở giữa, nhị nữ ngồi ở hai bên sườn phía sau. Hàn Lập chậm rãi nhắm mắt lại, còn nhị nữ đồng thời há miệng phun ra một viên trâu đen thủy, hai viên trâu này quay tròn tự hướng tới phía trung tâm của pháp trận, khẳng vào hai cái rãnh đã được chuẩn bị sẵn ở trong nó. Sau đó nhị nữ đồng thời bắt quyết thôi động pháp trận, từ bốn phía pháp trận nổi lên từng đoàn hôi hà rồi tỏa rộng ra bốn phía trong phút chốc lấy gò đất làm trung tâm cả tòa đại pháp trận cũng đã chính thức được khởi động từng đoàn âm khí từ các nơi khác theo lực hấp dẫn của pháp trận xoay tròn tụ lại với nhau tạo thành một lốc xoáy lớn giữa bầu trời lốc xoáy này diện tích còn lớn hơn bao trùm cả tòa đại pháp trận khiến người khác không khỏi kinh hãi ở dưới hấp lực cực lớn của lốc xoáy vô luận là âm khí tinh thuần trên không hay dưới đất đều hóa thành từng đoàn hắc khí cuồn cuộn chảy vào bên trong khiến lốc xoáy màu đen này càng lúc càng lớn mạnh phạm vi hấp thu âm khí cũng mở rộng ra thêm hà lập lúc này nếu nhìn lên đoàn lốc xoáy trên trời thì sẽ thấy tại khu vực trung tâm có một đoàn hắc sắc quang hà không ngừng chuyển động đánh nát các loại âm khí sau đó một lần nữa dung hợp chúng lại với nhau bên trong đang từ từ hình thành một viên cầu tối đen như mực ở giữa viên cầu đen thủy đó mơ hồ tỏa ra linh áp kinh người tựa hồ trong đó bao hàm một cỗ lực lượng cường đại tùy thời đều có thể phóng ra từ trung tâm lốc xoáy ngươi giao và niên lệ vẫn cúi đầu cùng nhau niệm từng chàng chú ngữ tối nghĩa huyền ảo Hai tay không ngừng huy động đánh ra từng đạo pháp quyết lên pháp trận loại nhỏ ở chỗ mình khiến lốc xoáy trên không trung càng lúc càng xoay tròn nhanh hơn. Một lát sau, số lượng âm khí mà lốc xoáy hấp thu đã đến mức hãi nhân. Đúng lúc này, xa xa bốn phía truyền tới vô số tiếng tiêm minh, tiếng quỷ khiếu liên miên không dứt. Tựa hồ vô số quỷ vật nơi này đều bị cơn lốc màu đen trên không trung hấp dẫn mà đến. Nguyên giao nghe thấy tiếng tiêm minh này thì khẽ cao mày, tuy rằng từ khi tức chúng phát ra thì chưa cảm giác được sự tồn tại của quỷ vật cường đại tới đây nhưng vạn nhất trong lúc thi pháp mấu chốt lại có nhiều quỷ vật như vậy tấn công vào phát trận thì cũng không phải là chuyện hay ho gì xem ra các nàng vẫn xem nhẹ sự hấp dẫn chí mạng của âm khí tinh thuần với đám quỷ vật này nhưng chưa chờ các nàng đứng dậy tiêu diệt đám quỷ vật cấp thấp thì hàn lập vốn đang ngồi phía trước thoáng vung tay phóng ra một đoàn ô quang cùng một đoàn kim quang hào quang chợt tát một đầu báo cùng một đầu tiểu hầu hiện ra đây đúng là đề hùng cùng báo lân thú sau khi tiến giai nhị thú vừa hiện thân thì hàn lập nhanh chóng dùng thần niệm phân phó tiểu hầu hóa thành cự viên cao hơn người trượng ngửa cổ hống to rồi phóng tới đám quỷ vật còn thân hình báo lân thú cũng nhanh chóng huyễn hóa ra hơn người đạo tàn ảnh lao đến một góc khác nguyên giao thấy vậy thì ngần ra Nhưng lệ lại mỉm cười lên tiếng nguyên sư muội không cần lo lắng hàn huynh có thể cứu thoát chúng ta từ trong tay đám người quỷ bà thì có thể thấy được thần thông to lớn thế nào nên đương nhiên sẽ có biện pháp đuổi hết đám quỷ vật này không để chúng quấy dày chúng ta chi pháp sư tỷ nói đúng quả là giao nhi đã quá lo lắng rồi nguyên giao mỉm cười nhưng cô nương quá xem trọng hàn mỗ rồi chỉ là đám quỷ vật này đúng là không cần để ý, Hàn Lập vẫn không mở mắt, chỉ mỉm cười trả lời. đúng lúc này ở xa xa vang vọng tiếng viên đề, tâm thanh cuồn cuộn giữa tầng trời uy phong lẫm liệt. đám quỷ vật bên kia nhất thời không còn một tiếng động, còn phía bên kia thì lại phát ra tiếng quỷ vật kêu gào thảm thiết, dường như chúng vô cùng sợ hãi đang nhanh chóng chạy trốn. xen ra hai linh thú của hắn huynh không hề tầm thường, thoáng chốc đã đuổi sạch đám quỷ vật này, niên lệ thoáng tỏ ra ngạc nhiên nàng ta tuy tin rằng đám quỷ vật kia không phải đối thủ của hai đầu linh thú này như nhanh như vậy cũng khiến nàng có chút bất ngờ hàn lập nghe vậy chỉ cười cười đầu báo lân thú kia hoặc là tự mình giết chết một đám quỷ vật còn đại bộ phận đều chỉ đuổi đi mà thôi còn đám quỷ vật cấp thấp bên đề hồn thú đều đã chui cả vào bụng nó hàn lập không để ý tới sự ngạc nhiên của miên lệ mà lại nói ta đã điều hòa tốt kinh mạch trong cơ thể thấy trên không trung cũng tụ tập được không ít âm khí chúng ta bắt đầu thi pháp thôi hiện tại chỉ có một gã yêu vương thôi động ấn ký nhưng nếu có thêm một hai người nữa thì ta sợ rằng không thể ngăn chặn xem ra cũng đủ rồi sư muội thi pháp thôi như lệ ngẩng đầu nhìn về lốc xoáy trên không trung nàng khẽ nhíu mắt sau đó ngưng trọng nói ngươi giao không nói lời nào chỉ gật đầu đồng ý lúc này trong tay nhị nữ chợt lóe hắc hả mỗi người đều cầm một cây phiên kỳ màu đen sau đó ném tới hai bên sừng pháp trận có một chút chúng đã hóa thành hai cây cự phiên đứng sừng sững trong pháp trận tiếp theo nhị nữ lại kháp quyết ầm ầm tiếng động truyền xuống từ trên cao Mặt ngoài hắc sắc viên cầu bên trong lốc xoáy lóe lên hào quang từ từ chuyển động, phía dưới lại có hai đàn quang hà bao vây lấy hai cỗ hắc khí nồng đậm như dịch thể trực tiếp nhầm vào hai cây cự phiên bên dưới. Tòa thân nguyên giao nguyên lệ ngồi xếp bằng ở phía sau Hàn Lập bỗng cuồn cuộn hắc khí, một cỗ linh áp cường đại phát ra từ trên người các nàng. Nhị nữ đồng thời quát lên một tiếng, bốn tay nhanh chóng cách không đạn chỉ hướng về phía Hàn Lập. Xì xì, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số đạo hắc ti từ đầu ngón tay nhị nữ liên tục nhập vào hai lòng bàn tay Hàn Lập thân hình hàn lập chỉ thoáng rung lên nhưng không hề có việc gì nguyên giao nghiên lệ thấy vậy thì khẽ liếc nhau trên mắt cả hai đều hiện rõ sự không phục chỉ là hắc ti bắn ra từ hai tay nhịn nữ dày đặc như mưa trong phút chốc đã tiến nhập vào tất cả mọi nơi trên thân thể hàn lập nhưng ngoại trừ thanh quang thiểm động bên ngoài cơ thể hàn lập thì không có một chút khác thường đến khi này hai người nguyên giao cùng nghiên lệ cũng không còn tâm trạng bội phục mà cùng hít sâu một ngụm khí lạnh phải biết rằng lúc trước khi hai nàng bị ích tà thần lôi thập thể thì trong nháy mắt đã đau nhức tới mức hôn mê bất tỉnh hiện giờ cường độ âm khí mà hàn lập chịu đựng đã hơn xa số lượng ích tà thần lôi các nàng phải chịu khi trước nhị nữ không khỏi có chút chân trở tiếp tục quán chu âm khí ta đã cảm thấy một ấn ký trong đó hoạt động ngay lúc nhị nữ do dự thì thanh âm nhàn nhạt, nhạt, của hàn lập vang lên nghe thấy hàn lập nói vậy niên lệ hít sâu một hơi ra hiệu trong nguyên giao rồi tiếp tục thúc dục bí thuật trên người niên lệ hắc khí quay cuồng từng trận càng ngày càng đậm sau đó ngưng tụ thành một đoàn hắc quang che phủ toàn bộ thân hình vào trong đó Ngươi giao bên kia thoáng do dự nhìn Hàn Lập nhưng thấy thần thái ổn định của hắn thì cũng tiếp tục thi pháp, trên người đồng dạng hiện lên hắc sắc quang hà. Một lát sau, phốc phốc hai đạo quang trụ đen như mực từ trong hai đàn hắc hà bắn ra nhập vào trong cơ thể Hàn Lập, với một số lượng âm khí lớn như vậy quán trú vào trong cơ thể, Hàn Lập vẫn không kêu rên một tiếng, thân hình thoáng du lên, bên ngoài thân bùng phát thanh quang. Chương 1503, Thối tinh truyền. Một lúc lâu sau, lốc xoáy phía trên không bắt đầu dừng không tiếp tục xoay tròn một viên cầu đen như mực đường kính lên tới hơn 10 trượng từ trong lốc xoáy chậm rãi bay ra, thỉnh thoảng có hắc sắc quang hà thổi quét xuống cuồn cuộn rất âm khí vào hai cây phiên kỳ cực lớn ở giữa pháp trận. Hai thây cự phiên này thông qua lực cấm chế đem một cỗ lực lượng tinh thần rót vào bên trong trận nhãn. Giờ phút này, đỉnh gò đất chỗ đặt pháp trận loại nhào hắc sắc quang hà tràn ngập, thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bị bao phủ trong đó, toàn một màu đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ở phủ cận trừ bỏ tiếng vang trầm thấp do pháp trận vận chuyển ra thì không còn một tiếng động nào khác theo thời gian trôi qua hắc sắc quang cầu cực lớn huyền phù trên không trung cũng dần dần nhỏ đi cũng bởi âm khí tinh thuần bên trong liên tục tuôn ra bỗng nhiên ở phía dưới pháp trận truyền ra một tiếng hô thật lớn khiến hắc sắc quang hà nộ nhạo hẳn lên tiếp theo phanh một tiếng một đoàn lục quang to bằng nám tay phá vỡ hắc hà vọt ra bên ngoài rồi xoay tròn có vẻ như muốn tìm phương hướng bay đi tiếng hử lạnh ở phía dưới vang lên một đạo kim sắc kiếm quang từ dưới hắc hà nhanh chóng bắn ra hóa thành một đoàn kim mang chói mắt chém nát lục quang hắc hà quay cùng một trận rồi dần dần tản ra để lộ bóng dáng ba người đang ngồi xếp bằng bên trong đồng thời âm thanh vận chuyển của pháp trận loại nhỏ cũng tạm thời dừng lại làm phiền hai vị đạo hữu tấn kỳ thứ nhất đã được loại bỏ chúng ta lại tiếp tục thôi từ trong hắc hà truyền ra tiếng hàn lập tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che hết sự hưng phấn bên trong hàn huynh quán chú nhiều âm khí như vậy thân thể của huynh còn có thể chống đỡ được tiếp sao hay là nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến hành thanh âm nữ tử vang lên giọng nàng đầy vẻ quan tâm đa tạ ý tốt của nguyên cô nương, nhưng thời gian cấp bách. Cần phải nắm chắc thời gian giải quyết hết ba ấn ký còn lại mới được, để chậm rất dễ sinh biến, Hàn Lập cười khổ một tiếng, nếu Hàn huynh cảm thấy không sao thì ta cùng sư muội cũng không khuyên nữa. Đạo hữu nếu thấy thực sự không thể kiên trì thì cần phải nói một tiếng, thanh âm nghiêm túc của Nghiên Lệ vang lên, Hàn Mỗ đã biết, chúng ta tiếp tục thôi. Hàn Lập cười nhẹ, khẩu khí không hề do dự, ngươi giao khẽ than nhẹ một tiếng, hắc sắc hà quang bên trong pháp trận đại thị tiếng ông minh tiếp tục vang lên tại hắc hà thân hình hai người nguyên giao trở lên mơ hồ các nàng tiếp tục thi pháp phóng ra từng đạo hắc sắc quang trụ hướng thẳng vào cơ thể hàn lập ngay lúc hàn lập bước ra rồi hủy diệt ấn ký đầu tiên thì ở cách chỗ bọn họ hơn người ngàn dặm tại một tòa núi cao hơn ngàn trượng có một người đang đứng trong lục quang mênh mông vẻ mặt kinh nhi nhìn về phương hướng hàn lập sao lại có thể ấn ký ta lưu lại đã bị hủy cho ly thì tu sĩ chưa đến hợp thể kỳ không có khả năng đó chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp hàn sao bóng người này cao gầy gương mặt thanh tú rõ ràng là mộc thanh nàng ta không biết bởi nguyên nhân nào như không đi cùng nhóm người lục túc mà một mình truy tìm hàn lập hơn nữa ở trên đường nàng còn thi triển bí thuật thôi động ấn ký trong cơ thể hàn lập khiến hàn lập không thể không hủy ấn ký của nàng trước tiên quả là có chút phiền phức tại lúc ấn ký bị hủy tuy có chút cảm ứng được phương hướng nhưng diện tích rộng như vậy rất khó để tìm được đèn trông vào thời vận vậy nàng ta khẽ nhíu mi thì thào vài câu sau đó không chút trần chờ hóa thành một đạo lục hồng bay đi tại một nơi khác trên hoang nguyên đầy dãy bạch cốt có ba người một khối lỗi đang huyền phù trên không lục túc huynh hiện giờ ta đã cắt đuôi được tên phù du tộc nhân cùng hai con minh lôi thú ngươi cũng nên lấy ra minh hà thần ngũ chia đều cho ba chúng ta đi thôi ngươi nói chuyện chính là huyết bảo nhân đang đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi cả người hắn được bao phủ bởi một màn huyết vụ đạo hữu từ nãy tới giờ vẫn hờ hững với đề nghị của chúng ta chẳng lẽ dinh lòng định chiếm làm của riêng sao Lục Túc huynh chắc không quên thệ ngôi chúng ta đã lập lúc trước khi xuất phát cùng với việc dùng huyết chu thuật cấm chế lẫn nhau chứ. Nếu mấy người chúng ta liều mạng đại tổn nguyên khí phát động cấm chu thi tu vị của đạo hữu cũng sẽ tổn thất hơn nửa. Mi phụ đầu bạc đứng giữa tám gã quỷ vương, tân trầm lên tiếng. Lục Túc thân vận hắc bào, trên mặt có một đôi mắt kép đang đứng đối diện với đám người mỹ phụ đầu bạc, ánh mắt đảo qua hai người bên kia, rốt cục cũng nhàn nhạt mở miệng. An chiếu theo ý định ban đầu của ta thì tất nhiên muốn cùng mấy vị đạo hữu chia đều thần nhũ, nhưng đáng tiếc thần nhũ trong thủy chỉ mới bị người khác lấy đi không lâu nên lần này miễn cưỡng lắm cũng chỉ đủ cho mình ta dùng mà. Thôi, sao có thể chia đều cùng các ngươi? Như vậy đi, tất cả thần nhũ thuộc về ta, ta sẽ dùng các vật phẩm quý hiếm để trao đổi, cũng coi như không để các ngươi đi tay không chuyến này. Như vị cảm thấy thế nào? Vật gì quý hiếm có thể so sánh với minh hà thần nhũ đây? Trừ phi ngươi có linh dược có tác dụng giúp tiến giai lên đại thừa, nếu không các đồ vật khác cho dù ở trong mắt tu sĩ phổ thông là vô giá nhưng đối với tu vị của chúng ta đâu có tác dụng Hì, nét mặt nghĩ phụ đầu bạc trầm xuống giận dữ nói huyết bào nhân nghe thấy lời này một quang liên tục chấp động như không lập tức lên tiếng địa huyết lão đệ ngươi cảm thấy thế nào thấy huyết bào nhân cũng không từ chối lục túc trực tiếp gọi tên hỏi tuy rằng trước mắt chỉ có hai người nhưng chỉ cần một người đồng ý thì tên còn lại đương nhiên không thể phản đối dù xa tu vị của lục túc cũng hơn xa hai người bọn họ một người riêng lẻ đương nhiên không phải đối thủ của hắn Địa huyết ngươi sẽ không hổ đồ đáp ứng điều kiện này chứ mi phụ đầu bạc quay đầu lạnh lùng nói nếu quả thực thần nhũ chỉ có một phần thì cho dù lục túc đạo hữu có nguyện ý lấy ra chia đều cho chúng ta nhưng với số lượng ít vỏi như vậy thì cũng không có tác dụng lớn như vậy thì có hay không có cũng đâu có gì khác nhau hay là lam đạo hữu cảm thấy phần thần nhũ này nên thuộc về bản thân huyết bào nhân trồng giọng nói lời của địa huyết đạo hữu rất đúng tại hạ cũng cảm thấy như vậy lục túc âm trầm cười mi phụ đầu bạc thoáng ngẩn ra rồi cười nhặt nói ai biết được trong tay hắn thực sự chỉ có một phần thần nhũ hay không ta chưa tận mắt nhìn thấy đúng vậy đó cũng là điều ta đang băn khoăn lục túc đạo hữu ngươi hãy chứng minh cho chúng ta lời của ngươi là đúng đi ánh mắt huyết bảo nhân thoáng hiện lệ sắc nhìn thẳng vào mặt lục túc đề nghị minh hà thần nhũ chỉ có thần hiệu trong lần đầu tiên dùng đến lần thứ hai tác dụng cũng vô cùng bé nhỏ điểm này hai vị đạo hữu cũng biết rõ tại hạ trừ khi đầu óc không bình thường mới vì thứ vô dụng đó mà trở mặt cùng hai vị đạo hữu hai nị còn không biết minh hà thần nhũ phải lấy thế nào lục túc trầm mặc một lúc rồi thở dài một hơi nói lời của lục túc đạo hữu có ý gì chẳng lẽ việc lấy minh hà thần nhũ ngoại trừ chặt đất liên hệ của nó với linh mạch thì còn điều huyền diệu khác sao mi phụ đầu bạc hoài nghi hỏi ánh mắt lục túc khẽ lái quang mang đoạn phất tay áo phóng ra một vật vật này thoáng lóe lên đã rơi vào trong tay lục túc hắn nhẹ nhàng nâng lên đây là một khối chuyên hình chữ nhật trong suốt, như được làm thành từ thủy tinh, bề mặt sáng bóng trong suốt. Ở giữa khối chuyên có một đoàn chất lỏng lớn bằng nắm tay trẻ con đang nhẹ nhàng đong đưa ở bên trong. Tuy rằng cách một tầng tinh thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí kinh người từ trên khối chuyên phát ra hóa hành bạch sắc. Linh vụ vờn quanh khối chuyên, vật này là thối tinh chuyên, là vật phù du tộc đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra để hấp thu cũng như chứa đựng minh hà thần nhũ. Bình thường vật này luôn được an trí dưới thủy trì hòa hợp cùng linh mạch thành một thể muốn lấy lại ra thì muôn vàn khó khăn thần nhũ một khi bị hấp thu vào vật này thì trừ phi có mật phù do phù du tộc đặc chế còn không thì cho dù là tu sĩ hợp thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy ra thần nhũ trừ phi tu sĩ dùng chân hỏa trong cơ thể lạng lẳng luyện hóa vật này hơn 10 năm lúc đó mới có thể luyện hóa khối chuyên này hiện tại số lượng thần nhũ có bao nhiêu hai vị đạo hữu có thể tự mình xem xét lục túc bình tĩnh nói linh vụ bao phủ bên ngoài vật này giống hệt với vũ khí trong thủy trì là minh hà thần nhũ không giả nhưng nói ta không thể hủy diệt vật này. Đạo hữu không cảm thấy có chút quá lời sao. Huyết bào nhân thoáng quét mù quang qua khối chuyên vài lần. Bất giác hiện lên một tia tham lam. Giọng nói có chút không tin. Xen ra nói không khó tin. Như vậy đi. Ta để vật đó trên đỉnh đầu. Hai vị đạo hữu có thể toàn lực công kích vật này một lần. Nếu có thể gây ra một chút thương tổn đến vật này thì ta lập tức dâng minh hà thân nhũ cho người đó. Còn không vật này sẽ thuộc về. Mài ra ta cũng sẽ bồi thường cho hai vị đạo hữu bảo vật khác nếu không cho dù hai vị đạo hữu thôi động huyết chu thuật thì cũng không tốt hơn so với tại hạ chút nào đâu ngược lại sẽ khiến kẻ khác được hưởng lợi lục túc suy nghĩ một chút rồi nói lời này là thật chứ hai mắt mỹ phụ đầu bạc sáng ngời bà ta đã động tâm chắc chắn là thật lục túc cười hắc hắc được cứ vậy đi nghi phụ đầu bạc đáp ứng hiển nhiên bà ta rất tin tưởng vào bản thân mình nếu ta không thể đánh tan vật ấy thì ta cũng không cần đạo hữu đổi cho vật gì khác mà chỉ cần lục túc huynh cùng ta đến ma thần một chuyến sau đó giúp ta lấy hai kiện bảo vật ở đó là được ánh mắt huyết bảo nhân chớp động vài lần rồi lên tiếng đến ma phần lỗ thiên ngoại ma đầu kia tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng ma khí đã thông linh hóa hình so với thông thiên linh bảo còn lợi hại hơn vài phần hơn nữa tại sâu trong đó hỗn hợp ma khí cùng âm khí dày đặc dị thường người bình thường nửa bước khó đi lần trước mộc thanh đạo hữu cùng các ngươi không phải đã tới một lần nhưng tay không mà về rồi sao lục túc nhíu mày tựa hồ không tình nguyện làm việc này lục túc đạo hữu đã biết rõ cần gì phải hỏi nếu hàn tiểu tử không chết có ích tà thần lôi của hắn mở đường lại có lục túc huynh tương trợ thì việc này không thành vấn đề mộc thanh đạo hữu giữa đường dưới đi nói không chừng cũng đang tìm kiếm hàn tiểu tử chương một nghìn năm trăm linh bốn thực lực của hàn lập nghe huyết bảo nhân nói vậy mi phụ đầu bạc nhíu mày ánh mắt không ngừng chớp động nói tới việc đi ma phần sợ rằng chỉ hoãn không ít thời gian và nhất viện quân phù du tộc bỗng nhiên đuổi tới thì ai cũng không thể rời đi lục túc lên tiếng hắc hắc. Nếu phù du tộc có thể tiến vào không gian này nhanh như vậy thì tên phù du tộc còn sót lại phụ thần vào khôi lỗi kia cũng không. Cần liều mạng với chúng ta như vậy, lúc đó hắn cứ ngồi in chờ viện quân tới chẳng phải tốt hơn sao. Trong khoảng thời gian ngắn phù du tộc có người tiến nhập vào đây được hay không đương nhiên là khó đoán được nên việc này quả có chút mạo, hiểm. Nhưng lục túc huynh đã được hưởng minh hà thân nhũ nên ta cảm thấy huynh có mạo hiểm cùng chúng ta một chút cũng không có gì quá khó. Chữ, huyết bàng nhân cười hắc hắc, vẻ mặt lục túc không chút biểu tình nhưng ánh mắt liên tục chuyển động cân nhắc lợi hại sau một lúc mới chậm rãi nói được ta cùng các ngươi đến ma phần một chuyến nhưng chỉ có thể giúp thu lấy hai kiện ma khí muốn bảo vật nhiều hơn nữa thì đạo hữu cần trông chờ vào bản lĩnh của chính mình ha ha một lời đã định về phân thối tinh chuyên này tại hạ tin tưởng lời của lục túc huynh nên không cần xuất thủ huyết bào nhân cười ha ha, thân hình tự động lui về đằng sau mấy trượng hình dáng tử huyết khôi lỗi lúc này thu nhỏ lại không lớn hơn thường nhân bao nhiêu cũng đồng dạng lui về đằng sau vài bước lam đạo hữu ngươi định thế nào thấy địa huyết lão quái đã đồng ý với điều kiện đề ra lục túc chuyển mắt nhìn về phía mỹ phụ đầu bạc trong mắt ẩn ẩn lệ mang điều kiện của ta cũng giống như địa huyết đạo hữu chẳng qua ta còn muốn thử xem thối tinh chuyên này có thật là không thể phá vỡ hay không đồng tử mỹ phụ đầu bạc co rút lại do dự một chút rồi nhạt giọng nói có thể đạo hữu ra tay công kích đi lúc túc lập tức đáp ứng rồi lùi lại đằng sau khối thối tinh chuyên kia bay lên trên cao cách đỉnh đầu hắn bảy tám trượng huyền phù bất động mi phụ đầu bạc nhìn chằm chằm vào thối tinh chuyên một quang nóng bỏng đoạn phất tay áo tám gã quỷ vương nháy mắt liền nhập lên người bà ta hắc quang chớp động trên người mỹ phụ đầu bạc đã có thêm một tầng hắc sắc chiến giáp trong tay cầm một cây quái chùi cánh tay khẽ chuyển động nhất thời một trận quái khiếu từ trên chùi phát ra tám bóng ảnh khô lâu tại đầu chùi cũng bùng sáng lục túc đảo mắt qua quái chùi thanh âm không chút thay đổi bảo vật này của đạo hữu tuy thần thông không nhỏ nhưng cũng không thể phá vỡ thối tinh chuyên chẳng qua như trước đã nói Lam đạo hữu chỉ nên công kích thối tinh chuyên, nếu trong lúc công kích mà động tay chân hay làm điều gì khác thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình, có thể phá vỡ hay không để lát nữa rồi hãy nói. Mi phụ đầu bạc căn bản không để ý tới lời uy hiếp của Lục Túc, lập tức ném quái chùi về phía đối diện. Trong phút chốc, quy khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn, quái chùi nhanh chóng phóng lớn lên, tám đầu khô lâu khảm trên bề mặt không ngừng há miệng phát ra từng tráng quái khiếu. Tiếp theo, từng đan lục diễm bỗng chốc bùng lên tại phụ cận đầu chùi, đen cả quái chùi hóa thành một hỏa cầu cực lớn lục diễm này tựa hồ có uy lực không nhỏ dưới sức lửa thiếu đốt của nó cả không gian chung quanh đều trở lên vặn vẹo mơ hồ sắc mặt lục túc vẫn không chút thay đổi khoanh tay đứng yên chờ mỹ phụ đầu bạc ra tay huyết bào nhân thấy uy thế quái chùi thì hai mắt nhíu lại huyết quang lập loài đầy vẻ quỷ dị mỹ phụ hét lớn một tiếng quái chùi quay tròn một vòng rồi cuồng mãnh nện xuống khối chuyên lớn độ một xích kia chỉ là trên đường cự truy hạ xuống thì thân chùi đột nhiên rung lên lục diễm tăng vọt biến hóa thành hàng trăm chùi ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời nện tới mặt chuyên một kích này cơ hồ tương đương với hơn trăm đòn tấn công cùng một lúc ánh mắt lục túc ngẩn ra như khóe miệng lại khẽ nhất cười nhạt tiếng nổ ầm ầm trên không trung vang lên liên miên không dứt phà vất như có hàng trăm tia xét đồng thời nổ vang khiến cho không khí quanh đó đều ông ông chấn động sắc mặt huyết bào nhân khẽ biến lúc chùi này đối kháng với hắc sát quang trận dưới cung điện ngồng vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng nhưng đòn công kích hiện tại lại có thanh thế lớn đến vậy còn về phần thối tinh chuyên kia sớm đã bị lục mang chói mắt bao phủ bên trong căn bản khó có thể nhìn ra tình hình thế nào một lát sau mi phụ đầu bạc phất tay trào về phía hư không nhất thời tất cả chùi ảnh đều tan biến bàn thể quái chùi hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về sau đó bà ta lại nhìn về phía thối tinh chuyên sắc mặt vô cùng khó coi khối thối tinh chuyên kia vừa chịu một đòn tấn công mãnh liệt vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao bề mặt vẫn sáng bóng ngay cả một vết sức cũng không lưu lại thế nào hiện giờ lam đạo hữu hẳn là đã tin tưởng lời tại hạ rồi chứ minh hà thần nhũ này tại hạ cũng không thể lấy ra lúc trên đường để mà giờ cho thâu long truyền phượng được lục túc bình tĩnh nói việt đã đến nước này nói những thứ này nữa cũng vô dụng thần nhũ thuộc về ngươi nhưng ngươi cũng cần cùng chúng ta đi đến ma phần một chuyến mi phụ đầu bạc buồn bực thở dài một hơi rồi nói tiếp theo bà ta lại huy động hai tay khắp quyết chiến giáp trên người cùng quái chùi lại một lần nữa hóa thành tám hắc ảnh vậy thì tốt rồi ma phần kia cũng không ngần chúng ta cho dù có đi mau hơn nữa cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian. Chẳng qua trước đó cần tìm một người đã, lục túc gật đầu, đưa tay lên không trung khẽ vẫy, thối tinh truyền chớp lên rồi biến mất trên hư không. Ngay cả hai người phía đối diện cũng không thể nhìn ra vật ấy bị lục túc lấy đi thế nào. Mi phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân liếc mắt nhìn nhau, sự kiên kỵ với lục túc càng thêm sâu động. Trong cơ thể hàn tiểu tử có ấn ký của ta, cho dù có chạy tới chân trời vóc biển cũng không thể thoát được cảm ứng của ta. Lát nữa, ta sẽ thôi động ấn ký để gen tiểu tử này chạy đến chỗ nào người này văn cũng thật lớn dám thử loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta mi phụ đầu bạc nghe nhắc tới hàn lập gương mặt lại hiện lên một tầng sắc khí ha ha lam đạo hữu ngươi biết rõ hàn tiểu tử cùng hai đệ tử của ngươi có quan hệ không rõ hơn nữa còn định hấp thu âm khí của các nà khó trách người ta trở thành anh hùng cứu mỹ nhân bản thân ta cũng không khỏi bội phục tiểu tử này chẳng những có thể bình yên thoát khỏi miệng minh lôi thú mà còn dám ở trước mặt ta ngông nghênh cướp người rời đi chập chập ngay cả hóa thân huyết khôi lỗi của ta khổ tu nhiều năm cũng không thể ngăn lại đây vốn không phải việc một gã tiểu bối dám làm huyết bào nhân lại cười quái dị chực chực xương lại ồ lão quái vật ngươi từ khi nào lại xen trọng cày khác như vậy sao không thu về làm môn hạ nói không chừng về sau trò giỏi hơn thầy mi phụ đầu bạc sắc mặt trầm xuống không khách khí nói lão phu tu luyện huyết chi đạo pháp trừ phi tiểu từ này nguyện ý thay huyết hoán tỷ còn không thì không thể hơn nữa lão phu từ trước tới giờ quen sống một mình chưa từng nghĩ đem thần tông của mình truyền cho người khác nên đâu cần thu đồ đệ địa huyết cười nhạt tiểu tử này tuy tu vị không cao nhưng trên người chỉ sợ có không ít bí mật hơn nữa dám đi theo con đường pháp thể song tu có tu luyện tới trình độ như vậy vô luận là thần thông hay pháp lực đều hơn hẳn người cùng thế hệ nếu có một ngày hắn thực sự có thể tiến cấp đến cảnh giới chúng ta thì chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn đương nhiên điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi pháp thể song tu tiến giai vô cùng khó khăn gian khổ hơn hẳn so với phương pháp tu luyện bình thường, lục túc từ từ nói. Pháp thể song tu. Đạo hữu không nhìn nhầm đó chứ, sao có thể biết việc này, mi phụ đầu bạc có chút giật mình khẽ hô lên, huyết bào nhân nghe vậy, huyết mang trong mắt chật lóe. Tự hồ cũng bất ngờ. Không có gì. Tại hạ sở hữu một loại thiên phú thần thông có thể nhìn thấy độ mạnh mẽ của thân thể một người. Tiểu tử này cũng không phải là người phi linh tộc mà xác thực là tu sĩ nhân tộc tại một góc hẻo lánh ở thiên nguyên đại lục chỉ là không biết như thế nào lại trà trộn vào trong đợt thí luyện thánh tử của phi linh tộc heo ta được biết nhưng tộc tại thiên nguyên đại lục là một trong mấy tộc có thân thể yếu nhất vậy nhưng thân thể tiểu tử này lại rất mạnh mẽ thậm chí không hề kém ta đinh khí bảo vật phổ thông chỉ sợ đều không thể chém đứt được thân thể của hắn luận thực lực chân chính hắn có thể so được với cấp bậc linh xuất hậu kỳ thậm chí người này nếu còn thần thông độc đáo thì hơn phân nửa linh xuất hậu kỳ cũng không phải đối thủ lục túc dường như biết rõ chi tiết về hàn lập như lòng bàn tay thản nhiên nói ra nghe được lục túc đánh giá cao hàn lập như vậy mi phụ đầu bạc cùng huyết bảo nhân lại quay sang nhìn nhau từ trong mắt đối phương thấy được nét sợ hãi bọn họ mặc dù biết hàn lập không phải là tồn tại bình thường nhưng tuyệt không ngờ rằng lại đến mức như thế mà chỉ cho rằng hắn ngang bằng với linh xuất sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi nhưng bây giờ nghe lục túc nói vậy thì tựa hồ đối phương đã là tồn tại cao nhất dưới hợp thể linh tướng hậu kỳ lại có thực lực của linh chất hậu kỳ nay cho dù thế gian này đúng là có một số thần thông nghịch thiên nhưng thực lực của người này lại có thể vươn qua cả ba giai bốn cảnh giới quả thực là không thể tin nổi mi phụ đầu bạc không quá tin tưởng nói hắc hắc lam đạo hữu lục túc huynh nói vậy bản thân ta tin tưởng trước kia ta cũng đã từng gặp qua một gã tu sĩ nhân tộc tu vị luyện hư kỳ kết quả thấy người này chỉ bằng một bộ kiếm trận lại có thể chém tồn tại hợp thể sơ kỳ nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại có không ít pháp môn thần thông cổ quái thật không thể coi thường huyết bào nhân ánh mắt lóe kỳ quang lên tiếng mi phụ đầu bạc hừ lạnh một tiếng thân sắc trên mặt vô cùng khó đoán cũng không biết là tin tưởng lời hai người kia hay không. Được rồi, tiểu tử này cho dù có không ít bí mật hơn nữa tiềm lực không nhỏ như hắn cũng phải tiến từng bước mới được. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được người, không biết hắn dùng phương pháp nào tạm thời che đi ấn ký ngăn cản cảm ứng. Chẳng qua khi hai vị cùng nhau thôi động ấn ký thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiên trì bao lâu. Ồ, phải nhanh một chút để con đi tới ma phần, hai vị đạo hữu hay là hãy cùng chi pháp đi, Lục Túc bình tĩnh nói. Lời của Lục Túc huynh rất đúng, Lam đạo hữu, chúng ta, không ổn rồi tấn ký của ta sao đã bị hủy diệt huyết bào nhân cười nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với mỹ phụ bỗng nhiên huyết phủ quanh hắn run lên trong miệng phát ra thanh âm kinh nộ có việc gì vậy để ta thử xem Mỹ phụ đầu bạc cả kinh vội vàng nhắp mắt bắt đầu thôi động pháp quyết kết quả một lát sau hai mắt mỹ phụ trợn lên sắc mặt dữ tượng tân kỳ của ta tuy vẫn còn tồn tại nhưng hắn che chắn cũng hết sức lợi hại cho khoảng thời gian lắn không thể đột phá phong ấn lục túc huynh hai người chúng ta cùng nhau thôi động đi cùng nhau thôi động chỉ sợ không thể ấn kỳ của ta còn bị hủy diệt trước cả địa huyết đạo hữu lục túc nhạt giọng nói cái gì mi phụ đầu bà cùng huyết bào nhân nen vậy thì trận trường bốn mắt chưa một nghìn năm trăm linh năm tử ngọ thạch nói như vậy hiện tại chỉ còn ấn ký của ta xuất lại trong cơ thể tiểu tử đó sắc mặt mỹ phụ đầu bà có chút tái đi hành trình tới minh hà chi địa lần này không chỉ không có được thần nhũ mà ngay cả ma khí cũng có nguy cơ không thể lấy được kỳ quái là lục túc lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh huyết bàng nhân sau lúc kinh nộ ban đầu thì cũng lập tức chấn tĩnh trở lại trong mắt hắn tinh quang không ngừng chớp lên tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó nghi phụ đầu bạc cũng không nói thêm lập tức khoanh chân ngồi giữa hư không tám đầu quỷ vương bên thân hóa thành âm khí nồng động bao phủ bà ta vào bên trong giúp đề cao pháp lực mạnh mẽ thôi động ấn ký đột phá phong ấn của hàn lập tâm khí không ngừng quay cuồng bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc khiến người ra kinh hãi không thôi hiển nhiên nghi phụ đầu bạc đang vận dụng toàn lực thời gian thoáng chốc đã qua nửa canh giờ tại trong quỷ vụ vẫn chưa có tin tức gì của mỹ phụ đầu bạc lục túc cùng huyết bào nhân vẫn đứng tại chỗ chờ đợi không ai lên tiếng thúc giục qua một thời gian nữa rốt cục truyền ra thanh âm tức giận của mỹ phụ đầu bạc tấn ký của ta cũng đã bị hủy chắc chắn tiểu tử, tử, này không thể tự mình làm việc này chẳng lẽ lại là chuyện tốt do mộc thanh làng hắc sắc vụ khí tiêu tán để lộ vẻ mặt đầy tức giận của mỹ phụ chưa chắc đã là do mộc đạo hữu làng đối với nàng ta bảo vật trong ma phần tựa hồ còn quan trọng hơn cả thần nhũ Huyết bào nhân sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Cho dù ở đây không ai không phải lão gian hoạt nhưng tại không thể ngờ được hai người nguyên giao nguyên lệ lại biết bí thuật tụ tập âm, khí bài trừ ấn ký trong cơ thể hàn lập. Đương nhiên cũng một phần là do công pháp quỷ đạo hai người tu luyện có phần độc đáo. Mặc kệ là ai làm việc này, ta nếu biết sẽ không buông tha. Nhưng địa huyết huynh, ma khí đối với ngươi dường như cũng rất hữu dụng nhưng thấy ngươi ổn định như vậy thì chắc còn có chuẩn bị khác. Mi phụ tựa hồ nhớ tới điều gì đó, sắc mặt dịu xuống quay sang nhìn huyết bào nhân lục túc cũng nhìn về hướng huyết bào nhân nét mặt mơ hồ mỉm cười huyết bào nhân cũng cười lát sau mới chậm rãi nói lão phu đúng là đã động một ít tay chân trên người hàn tiểu tử nhưng muốn chuẩn xác tìm được hắn vẫn còn không ít khó khăn vì nó không hữu hiệu như ấn ký chẳng qua để dò ra phương vị đại khái của hắn thì không thành vấn đề tiểu tử này quả thực vô cùng cẩn trọng sau khi nhận của ta một bộ linh thị thì vẫn không hề mở ra nếu không hắn đã trúng bí thuật của ta lúc đó đâu gặp nhiều chuyện như bây giờ nghe ngứt bảo nhân nói vậy nét mặt mỹ phụ đầu bạc thoáng tỏ vẻ quái dị lập tức nhướng mày đạo hữu nói vậy có quá không Thần thức của tiểu tử đó không kém ngươi động tay chân trên linh thị hắn sao có thể không nhận ra ha ha lam đạo hữu không biết rồi trên linh thị của ta quả thực không có vấn đề mà mấu chốt là ta bố trí trong linh thị mộng dẫn huyết khế đại pháp đây là sáng tạo độc môn của ta chỉ cần dùng thần thức tập trung vào linh thị để dùng thử một lần thì tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi sự dẫn dụ của bí thuật này còn dùng đến lần thứ hai thứ ba thì cuối cùng tâm thần sẽ bị cuốn vào trong đó mà không biết chỉ tiếc rằng từ khi nhận được linh thị thì kẻ này đều không dùng qua một lần nếu không ta nhất định có thể cảm ứng được mà khống chế hắn một cách vô hình huyết bảo nhân tựa hồ cũng muốn nhanh tiến vào ma phần nên hiện tại không hề giấu giếm mà trực tiếp nói ra kế hoạch mình an bài mi phụng đầu bạc khẽ biến sắc nhất thời không nói lên lời đôi mắt kép của lục túc cũng không ngừng chớp động có chút ngạc nhiên nếu hàn tiểu tử không trúng bẫy của ngươi thì hiện giờ ngươi làm cách nào để biết phương vị của hắn mi phụ đầu bạc lại đặt câu hỏi rất đơn giản. Ở trong linh thị ta có dùng một loại tài liệu tên là tử ngọ thạch, huyết bào nhân âm trầm cười, tử ngọ thạch. Loại tử ngọ thạch này cứ hai thời thần lại biến thành trí dương thuộc tính, là một loại đá kỳ lạ chuyên dùng để cảm ứng. Trong tay đạo hữu khẳng định là còn một khối khác, cũng chỉ ở Minh Hà Chi địa có âm khí dày đặc thì loại tài liệu cảm ứng này mới hữu dụng. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường thì ngay cả chúng ta cũng không thể phát hiện ra cảm ứng của nó. Không ngờ rằng đạo hữu lại đi tìm loại phế vật này cho ta được biết loại đá này tại thiên nguyên đại lục chúng ta căn bản không có cho dù tại hai khối đại lục khác cũng vô cùng thưa thớt đối với người tu đạo như chúng ta mà nói rất ít khi sử dụng thứ này lúc này đây ngay cả lục túc cũng không khỏi mở miệng khen ngợi thứ này cũng không phải là do ta chủ động đi tìm mà là tại khi mới tu luyện thiên sát lấy được nó trên người một gã dị tộc nhân ở đại lục khác ta đem một khối nhỏ đó trộn lẫn vào bên trong linh thị hiện tại coi như có chỗ để dùng hai mảnh cảm ứng lẫn nhau chỉ trong nháy mắt cho dù hàn tiểu tử có dùng cấm chế gì phong ấn linh thị này thì cũng không thể chặt đứt mối liên hệ này trên thân hắn không có tử ngọ thạch nên không thể phát hiện ra ảo diệu trong đó huyết bào nhân rào cho nói ha ha nếu vậy thì quá tốt chúng ta trước hết theo phương hướng cảm ứng lúc cuối trước khi ấn ký biến mất mà đi hiện tại cũng không quá lâu đến lúc đó lại cảm ứng vài lần hẳn là có thể tiếp cận chẳng qua ở trên đường con cân phải cẩn thận tiểu tử phù du tộc cầm linh bảo trong tay nhưng bảo trong tay hắn tựa hồ là ngũ long trác bảo vật này đề danh trên hỗn độn vạ linh bảo còn hai đồng minh lôi thú sẽ không rời khỏi sao huyệt quá xa nên không cần lo lắng lục túc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen thoáng đề tỉnh mọi người mà hai người chúng ta cũng không ngờ rằng lục túc đạo hữu lại có năng lực địch lại dị bảo như ngũ long chát mạnh mẽ bước lui con khôi lỗi kia mi phụ đầu bạc trong mắt chợt lóe kỳ quang mỉm cười nói lan đạo hữu quá khen tên khôi lỗi kia cũng không phải là do ta bức bách mà tại tu vị của hắn không đủ để duy trì ngũ long chát trong thời gian dài nên tất nhiên là phải tự thối lui. Nếu kéo dài thời gian hơn nữa thì tại hạ cũng sẽ phải vẫn lạc trước bảo vật này. Lục túc sờ cầm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Bi phụ cùng huyết bảo nhân liếc nhìn nhau, lại nhớ tới sự tình trong đại điện sau khi Hàn Lập đã chạy đi. Sắc mặt không khỏi trắng lên. Lúc đó, ngũ long chắc triển hiện thần thông quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu ngay từ đầu khôi lỗi kia khai triển toàn bộ uy lực thì hai người bọn họ nói không chừng đã sớm bỏ mạng tại đương trường. Chẳng qua cũng không cần quá lo lắng đến việc này tên khôi lỗi kia ngay cả lúc cuối phát huy ra người thành công lực của ngũ long chất nhưng cũng cạn kiệt thần thức nên còn có thể tiếp tục cượng dậy nổi không lại là chuyện khác chúng ta chỉ cần cảnh giác không phân tán để hắn tiêu diệt riêng lại là được lục túc lại khôi phục lại dáng vẻ thong dong nói vừa nghe lời này của lục túc mi phụ cùng huyết bào nhân đều gật đầu tán đồng kế tiếp ba người tiếp tục thương lượng thêm một chút rồi khống chế đội quang bay về phương xa tại một chỗ sâu trong minh hà Chi địa trước thạch động trong một dãy bạch sắc sơn mạch huyết quang nói lên một đầu huyết giáp lỗi từ hư không xuất hiện nó mới chỉ bước được vài bước thì linh quang trên người tán loạn dầm một tiếng lã sấp xuống đất tiếp đó một đạo ngân hồng từ trên người khôi lỗi bắn ra xoay tròn trên không trung rồi nhập vào động khẩu biến mất không thấy bóng dáng thế nào sao trở lên chật vật như vậy chẳng lẽ uy lực ngũ long chát của lão phu không đủ lớn sau đó không lâu từ trong động khẩu vang lên âm thanh giàn mua bình đạm không chút sóng ngượng thế gian này dường như không có nhiều chuyện hấp dẫn được hắn ngũ long chất uy lực vô cùng chỉ là vãn bối vô dụng, đến lúc cuối cùng thì thần thức không thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không đã có thể một lưới bắt hết bọn họ, huyết sắc khôi lỗi hai mắt chật lóe lục quang, thanh âm vô cùng cung kính, thần thức không thể chống đỡ, ngươi phải chăng đã hai lần vận dụng ngũ long chát, hơn nữa lại trong thời gian quá dài. Tâm thanh rắn ngu không chút cảm tình, giống như là đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng để ý, là do vãn bối tham tâm. Vãn bối ngay từ đầu không dùng toàn bộ uy lực của ngũ long chát mà muốn đợi đám người ngoại lại này ra hết rồi đồng thời tiêu diệt, nhưng trăm triệu lần không ngờ được trong đó tại có một kẻ phản nghịch của bổn tộc tu luyện một loại thần thông có thể ngăn cản mũ long chát một lúc còn một số xếp đặt lúc trước do vãn bối bố trí cũng bất ngờ bị người phá hư nên đưa tới việc sắp thành lại bại huyết giáp khôi lỗi yêu ớt trả lời ra là vậy tông thanh giàn nuôi trong động khẩu ứng lên một tiếng rồi hoàn toàn yên lặng hương tiền bối vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ bỗng nhiên hai mắt huyết giáp khôi lỗi huyết quang đại thịnh thanh âm cũng lớn hơn vài phần lở ta nhớ rõ là giao dịch giữa ta và ngươi đã xong không nên vọng tưởng ta sẽ xuất thủ vì phù du tộc các ngươi." Âm thanh giàn mua trở lên lạnh như băng. "Vãn Bối sao dám nghĩ đến việc này?" Vãn Bối chỉ cầu khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của Vãn Bối vi dẫn, dùng pha giới thuật tiếp dẫn bản thể của Vãn Bối tới Minh Hà chi điện. Những người đó đạt đi thần nhũ nếu không thể thu hồi giết chết bọn chúng thì tội của Vãn Bối không nhẹ, không ngờ huyết giáp khôi lỗi lại nói như vậy. "Để bản thể của ngươi tới đây, ngươi không hồ đồ chứ? Phù du tộc các ngươi không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà chi điện, lâu thì chỉ một năm sớm thì mấy tháng." các ngươi sẽ bị âm khí xâm thực mà đại giảm tu vị. Hơn nữa nghe như ngươi nói thì mấy kẻ kia tu vị cũng không kém, cho dù bản thể ngươi tới đây thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng lên thủ. Chẳng lẽ còn muốn mượn dùng ngũ long chất của lão phu thêm một lần? Thanh âm giàn mua có chút kinh ngạc. Quả thực phản bố dự tính mượn ngũ long chất thêm một lần, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó. Bản thể vãn bối còn mang theo một thần sao tới đây. Huyết giáp khôi lỗi cắn răng nói. Thần sao? Hắc hắc. Ta không nghe lầm chứ vì vài tên kim phù cấp mà lại muốn dùng tới vật ấy chưa nói tới ngươi có khả năng vận dụng nó không mà ta nhớ không nhầm thì nó nằm trong tay mấy lão bất tử trong tộc các ngươi cho dù là trong tộc thì chưa tới mức sinh tử tồn vong thì cũng sẽ không vận dụng lúc này tâm thanh già nua lại có thêm một tia hứng thú chương 1506, phong vân tái khởi tiền bối hiểu nhầm rồi Thứ vãn bối mang theo không phải là thánh vật trong tộc mà là vật phòng chế do mấy vị đại nhân luyện chế cách đây không lâu kỳ thực gọi là tiểu thần sao mới đúng Bảo vật này chỉ có thể biến ảo thành một loại thánh trùng mà thôi, còn là loại cấp thấp nhất. Hơn nữa loại phòng chế này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua sẽ hoàn toàn bị hỏng. Huyết giác hối lỗi nói chi tiết, tiêu thần sao? Thú vị đấy. Ta nghe đại danh thần sao của phù du tộc đã lâu nhưng đáng tiếc vẫn chưa có duyên nhìn thấy. Nếu không thể nhìn thấy chính phòng thì xem xét phòng chế phẩm cũng không tồi. Ta có thể miễn phí triệu hoán bản thể của ngươi lại đây. chẳng qua muốn mượn tiếp ngũ long chất thì không trả giá một chút không được vị khương tiền bối này từ từ nói văn bối chỉ đem trang một lọ quỷ tinh trong mắt huyết khôi lỗi chật lóe huyết quang chân trờ lên tiếng không sao hết chỉ cần ngươi sử dụng xong tiểu thần xào thì đem nguyên vật đã hỏng giao lại cho ta là được đợt trao đổi này cũng không quá khó chứ khương tiền bối dường như sớm có cân nhắc tiền bối muốn tiểu thần xào. vừa nghe lời này thanh âm huyết giáp khôi lỗi thoáng lạc đi do dự không quyết hắc hắc ngươi cũng không cần như vậy ta dĩ muốn vật ấy chẳng qua định xem một chút mà thôi chẳng lẽ ta còn có thể từ một đống phế vật mà tìm hiểu ra bí mật thần sao của các ngươi đương nhiên nếu ngươi không muốn trao đổi cũng không sao khương tiền bối nhạt giọng nói được vãn bối trao đổi nhưng vãn bối cũng có một điều kiện chờ sau khi dùng xong tiểu thần sao thì tiền bối cũng chỉ có thể cầm nó nghiên cứu trong một tháng sau đó cần phải trả lại nguyên vật nếu không vãn bối không thể ăn nói được với trưởng lão trong tộc huyết giáp hồi lỗi suy nghĩ cảm thấy chỉ bằng uy lực của tiểu thần sao cũng không chắc mười phần có thể đối phó với đám người lục túc nên cắn răng đáp ứng ha ha có lời này của ngươi là được rồi ta sẽ giúp ngươi thi pháp triệu hoán bản thể lại đây cũng may là ngươi còn một tiêu vân thần tại đây nếu không muốn phá giới nhiếp nhân lão phu cũng không thể làm được trong động khẩu vang lên một chàng cười vang phanh âm thanh trầm thấp vang lên một chùm ngân ti bắn tới huyết giáp khôi lỗi sau đó cuốn nó vào trong động chỉ chớp lên vài cái huyết giáp khôi lỗi đã biến mất không thấy bóng dáng khoảng một tuần trà sao trong bạch sắc sơn mạch bỗng nhiên cuộn trào một cỗ linh áp cường đại Tiếp đó một đạo kim hoàng sát quang trụ từ dưới bắn thẳng lên trời cao, ông phong từng trận cuồn cuộn hướng về phía quang trụ, tiếng ông minh mãnh liệt, bốn phía hiện ra vô số hắc khí, một loạt thiên tự đem vùng hư không phụ cận che kín. Từ bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong chút nào, không bao lâu sau, một đạo kinh lôi như thương long hoành thiên chật lóe trong hắc khí, bỗng nhiên một tiếng hú to vang lên, tiếng hú này tựa hồ oán độc vô cùng, kèm theo sát khí trùng trùng, Hàn Lập thở dài một hơi, hai mắt tĩnh lặng, trên mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ. Hàn đạo hữu, ấn ký cuối cùng cũng đã luyện hóa xong. Âm thanh dễ nghe của Nguyên Dao vang lên từ sau lưng. Đa tạ hai vị đạo hữu đã xuất thủ tương trợ, không ngờ rằng ấn ký cuối cùng lại cường ngạnh như vậy. Cứ như mọc dễ trong cơ thể ta khó có thể khu trừ, vậy nên đành phải mất một phen công phu trực tiếp nguyện hóa trong cơ thể. Hiện giờ bốn ấn ký đều bị hủy diệt, cuối cùng cũng hóa giải được đại họa trong lòng. Hàn Lập đứng dậy xoay người lại, hướng về phía nhị nữ ông quyền trí lễ, thân sắc đầy vẻ thành khẩn. Ha ha, hàn huynh đâu cần phải khách khí như vậy tính mạng của hai người chúng ta cũng là do hàn huynh cứu lại ngươi giao mệt mỏi khẽ mở miệng cười nhưng lệ cũng đồng dạng mỉm cười sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt điều này cũng khó trách cho dù ai thao túng đại trận hơn nửa ngày như vậy thì pháp lực tiêu hao cũng không ít hàn lập thấy vậy thì không nói lời nào bè lật tay lấy ra hai chiếc bình nhỏ xanh biếc phân biệt đưa tới trước mặt nhị ngữ đây là hai bình lục âm đan thuộc tính âm hàn hẳn là có tác dụng với hai vị đạo hữu hàn lập mở miệng giải thích ta cùng sư một quả thực đang cần vật này nên không khách khí với hàn huynh, niên lệ thản nhiên cười, lập tức vung tay cuốn lấy một bình dược, nàng mở nắp bình đổ xuống, tức thì một viên hắc lục sắc đan hoàn rơi xuống, tỏa ra một cỗ âm hàn khí tức nồng động. niên lệ thoáng chút đánh giá dược lực của loại đan này thì hai mắt sáng ngời, đã dùng hai ngón tay kẹp lấy đan hoàn để ngang trước mặt cẩn thận quan sát, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. nàng tiếp tục nhắm hai mắt, trực tiếp vận công hấp thu dược lực nguyên giao bên kia thấy vật thì thoáng do dự một chút mở lời cảm ơn hàn lập rồi cũng đồng dạng nhận lấy bình dược trước người mở ra lấy đan dược cho vào trong miệng hàn lập yên lặng ở một bên chờ nhịn nữ lúc này lốc xoáy trên không trung đã biến mất hoàn toàn hắc sắc viên châu cũng đã thu nhỏ lại còn một trượng hơn nữa cũng do pháp trận bốn phía đã dừng lại nên vũ khí bên trong từ từ tản ra chỉ khoảng một lúc nữa sẽ hoàn toàn biến mất qua một bữa cơm nhị nữ bắt đầu mở mắt khi sắc trở lên tốt hơn rất nhiều hàn huynh đa dược này của huynh sợ rằng rất quý giá tâm lực hao tưởng của ta và sư muội thoáng chốc đã khôi phục hơn phần nửa nhưng lệ cao hứng nói hữu dụng với hai vị đạo hữu là tốt rồi hắn lập mỉm cười nói hắn uốn nơi này cũng không nên ở lâu chúng ta khi nào tiếp tục hành động trước kế hoạch lúc trước chúng ta thương lượng mới chỉ đến túc thoát khỏi đám người quỷ bà mà thôi miên giao lo lắng nói lời của nguyên cố nương vô cùng chính xác nơi đây quả thực không nên ở lâu cần lập tức rời đi trong nháy mắt ấn ký bị hủy diệt đám yêu vương này vẫn có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của chúng ta về phần tiếp theo hành động thế nào tất nhiên là tìm biện pháp phá vỡ không gian nơi đây trở lại linh giới đương nhiên việc này có chút khó giải quyết ta mặc dù đã có tính toán nhưng cũng cần cùng hai vị phải bàn bạc kỹ hơn chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hàn lập đánh giá chung quanh một lượt thần sắc nghiêm nghị nói được vậy thì cứ theo lời hàn huynh chúng ta trước tiên thu hồi pháp trận rồi lập tức xuất phát trong ba người tu vị của hàn lập cao nhất nên nhị nữ đương nhiên lấy ý kiến của hắn tàm chủ thân hình nhị nữ thoáng động hóa thành hai đạo cầu vòng bắt đầu thu hồi khí cụ bố trận hàn lập trực tiếp giương tay hét lên một tiếng vang vọng bất trời giống như tiếng sấm gì không ngừng lan rộng đề hồn thú cùng báo lân thú tại phụ cận lập tức không to phản hồi đồng vơi nhắm hướng hàn lập bay vọt trở về một đạo ô quang cùng một đạo kim ảnh đồng thời hiện lên rồi chui thẳng vào linh thú hoàn trong tay áo hàn lập một lát sau nhị nữ cũng đã thu thập xong ba người chọn phương hướng rồi lập tức thôi động động quang vội vã rời đi ba người hàn lập rời khởi gó đất này không quá nửa buổi thì trên không trung đã có lục quang lóe lên một đoàn lục quang phá không mà tới trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời phụ cận trung tâm lục quang là một thân ảnh thon thảm mỹ miều đang đứng bóng người này thoáng đảo qua phụ cận tìm đến gò đất chỗ ba người hàn lập bày trận thì hạ xuống hiện ra thân hình người này chính là mộc thanh một ánh mắt mộc thanh đảo qua mọi nơi một lượt sắc mặt dần dần trở lên âm trầm đối với người khác thì hết thảy mọi thứ ở đây đều bình thường nhưng trong mắt nàng ta thì có vô số sơ hở chất chồng nàng có thể dễ dàng nhận ra dấu vết lưu lại của pháp trận loại lớn cùng với dao động cấm chế trên không trung vẫn chưa tan hết và một cỗ âm khí tinh thần không hề tầm thường xem ra ta tới chậm một bước bọn chúng rời đi đã được một đoạn thời gian hóa ra là mượn lực pháp trận để khu trừ ấn ký chẳng qua nếu đã ly khai nơi này thì để tìm được hắn khó lại càng thêm khó mộc thanh thì thào vài câu vẻ mặt thoáng trần trờ tựa hồ có chuyện gì đó làm nàng do dự thôi vậy vi vật ở ma phần kia ta hợp lại trong đất một lần vậy sớm biết như thế lúc trước nên hạ thêm vài đạo cấm chế trên người hàn tiểu tử mộc thanh chân ngọc dẫm mạnh mặt ngọc hiện ra vẻ kiên quyết thân hình nàng lại lóe lên hóa thành một đoàn thanh quang phá không bay đi nhưng cũng tại lúc này đội quang của nàng cũng không rời đi quá xa hơn nửa canh giờ sau thanh quang bỗng nhiên hạ xuống một sơn mạch nhỏ trực tiếp đi vào một sơn cốc trong nó tòa sơn cốc này gâm khí rất loãng thậm chí so ra còn kém các ngươi bình thường phía ngoài sơn mạch cho nên không hề có bóng dáng quỷ vật đây quả là một nơi lý tưởng để mộc thanh dừng chân nàng điều tra một lượt chung quanh sơn cốc sau khi xác định không có dị thường thì mới an lòng hai tay áo nàng rung lên lục mang chật lóe vô số quang đoàn to bằng nắm tay bắn đi bốn phía tất cả quang đoàn đều rơi xuống các nơi trong sơn cốc trận lóe lên rồi tiến nhập vào trong lòng đất biến mất vô ảnh vô tung mộc thanh cũng dẫm mạnh chân xuống dưới mặt đất phía dưới eo nàng chật lóe lên quang bỗng nhiên biến thành một thân thanh mộc vô số dễ tua đâm xuống dưới mặt đất tản đi bốn phương tám hướng càng lúc càng sâu miệng nàng lại tiếp tục lẩm nhẩm hai tay bắt quyết mặt đất trong toàn bộ xương cốc lập tức rung lên bần bật lục sắc quang đoàn vốn đã tiến nhập trong lòng đất lại bắt đầu xuất hiện từng thân cây xanh biếc từ chỗ chúng mọc lên bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ sinh trưởng điên cuồng của chúng chỉ vài nhịp hô hấp đã biến thành từng cây đại thụ che trời cao hơn 10 trượng cả tòa sơn cốc bỗng chốc xanh ung tươi tốt mộc linh khí nồng nặc vô cùng càng giật mình hơn nữa là một đám thụ mộc do mộc thanh dùng pháp quyết thôi động lại không chịu hạn chế bởi đất bùn bên dưới mà mơ hồ liên tục biến đổi vị trí lát sao một đại trận đầy vẻ của quái lấy mộc thanh làm trung tâm hình thành cơ hồ trải rộng tới tất cả các ngươi trong toàn bộ sơn cốc đem nơi đây phòng thủ kín mít cơ hồ ngư gió không lọt làm xong hết thảy mộc thanh bỗng nhiên há miệng phun ra một một viên châu nhũ bạch sắc lớn bằng quả trứng chim bề ngoài của nó trải rộng hoa văn kim sắc đầy vẻ lung linh viên châu này ở cách người mộc thanh hơn một trượng từ từ chuyển động mộc thanh nhìn viên châu này một lúc lâu rồi thở dài nàng vươn ngọc chỉ khẽ điểm nhẹ lên vật đó chương 1507, mộc chi lĩnh vực viên châu vang lên một tiếng nhỏ lục mang đại phóng phun một đoàn thanh hà trong hà quang có một vật như ẩn như hiện linh quang tắt đi bắt đầu hiện ra nguyên hình đây là một cây tùng cực lớn toàn thân đen nhánh sừng sững đứng giữa hư không cây này quả thực lớn đến khó tin nhưng ngoài hình dáng kỳ lạ ra thì từ dưới gốc lên đến ngọn như phảng phất có một giới tuyến vô hình một nửa lá xanh ung tùng một nửa khô quắt héo rũ không một chiếc lá giống như tử mộc vậy đây là bản thể linh mục của mộc thanh nàng nhìn cây này sắc mặt vô cùng phức tạp mười ngón tay không ngừng điểm ra từng đạo pháp quyết nối tiếp nhau lóe lên rồi chui thẳng vào bên trong thân cây đen nhánh cây này bỗng nhiên rung lên từ từ hạ xuống dưới mặt đất cả bộ dễ cắm thẳng xuống dưới lòng đất vững vàng bất động mộc thanh cũng không dừng tay nàng lại há miệng phun ra một đoàn tinh huyết xanh biếc máu này dưới sự thôi động của nàng bay tới hắc thụ rồi nhập thẳng vào bên trong thân cây biến mất vô tung vô ảnh trong miệng mộc thanh không ngừng lẩm nhẩm niệm chú ngữ nàng nâng hai tay lên từ lòng bàn tay phóng ra hai cột lục sắc quang trụ, đông dạng nhập thẳng vào bên trong hắc thụ. chỉ là ngay sau đó, nơi tinh huyết vừa thấm vào đã bùng lên một thứ ánh sáng chói mát. bên ngoài thân cây bắt đầu vặn vẹo biến hình, một gương mặt như tượng gỗ điêu khắc dần dần hiện ra. gương mặt này không ngừng co giật, có vẻ thống khổ vô cùng. cẩn thận quan sát thì đây rõ ràng là khuôn mặt của thương viên kim linh. còn không mau mau tỉnh lại, hai hàng lông mày mộc thanh nhíu lại, quát lên một tiếng sau đó tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết, rắc rắc giữa thân cây đen nhánh bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, một viên hầu lông vàng từ trong đó nhảy ra chăm kiến chủ nhân chủ nhân hoán tỉnh ta lại chẳng lẽ là kim viên vừa xuất hiện lập tức quỳ xuống mặt đất kim lão đứng lên đi may mắn trước lúc xuất phát đã lưu lại một phân thần hóa thân của ngươi trong bản thể của ta hiện tại chủ nguyên thần của kim lão đã vẫn lạc ngươi giờ là kim linh mộc thanh khẽ thở dài một hơi hóa ra là đã vẫn lạc thảo nào ta thủy trung không thể cảm ứng được bản thể tồn tại nếu như vậy từ nay về sau kim linh tiếp tục vì chủ nhân mà ra sức huyền mã nhưng hiện tại chủ nhân không tức tinh huyết mà hoán tỉnh ta hẳn là có chuyện cần kim linh làm thần xác thương viên thoáng động cung kính lên tiếng ồ oh. ấn ký ta lưu lại trong cơ thể hàn tiểu tử đã bị hủy diệt nay không thể cảm ứng được hiện tại ta chuẩn bị thi triển mục chi lĩnh vực để tìm kiếm tung tích của hắn nhưng kể từ đó sẽ không thể vận dụng sức mạnh của bản thể cho nên cần ngươi giúp ta bảo vệ cho bản thể linh Mộc. ta ở nơi này đã bày ra thanh mộc chu thiên đại trận cho dù tồn tại cỡ lục túc xâm nhập vào cũng sẽ bị vây khốn trong chốc lát cũng đủ để ngươi mang theo bản thể của ta bình yên đào thoát mộc thanh nghiêm nghị nói mộc chi lĩnh vực phương pháp này sẽ khiến chủ nhân hao tổn bổn nguyên lực lượng hơn nữa một khi thi triển thì nội trong màn năm không thể vận dụng lần thứ hai chủ nhân thực sự cần dùng sao Thần sắc kim viên cả kinh chỉ sợ là phải như vậy lần trước đi ma phần ta gặp được hạt châu kia lực lượng ẩn chứa bên trong nó tương đồng với bổn nguyên chi lực của ta Sách về độ tinh thần cùng số lượng thì đều hơn cả người lần so với bản thể của ta, chỉ cần chiếm được bảo vật này, cộng thêm một chút thời gian hấp thu lực lượng bên trong thì ta chẳng những có thể đột phá cảnh giới trước mắt mà còn có thể tiến giai lên tầng thứ cao hơn. Luận công hiệu, vật ấy đối với ta còn quan trọng hơn nhiều so với Minh Hà thần nhũ." Mộc Thanh ngưng trọng nói. "Nếu chủ nhân đã nói như vậy, Kim Linh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt bản thể của chủ nhân." Kim Viên sau khi nghe xong thì biết ý Mộc Thanh đã quyết nên không tiếp tục khuyên nữa mà trịnh trọng hứa có lời này của kim lão ta yên tâm rồi bản thể của ngươi vốn đã bị hủy hiện tại mặc dù ta dùng bản thể chi lực huyễn hóa ra thân thể mộc phiên nhưng tu vị cũng chỉ còn linh suất sơ dai có hơi yếu một chút như vậy đi ta sẽ đem vật ấy lưu lại cho ngươi mộc thanh suy nghĩ một chút bỗng nhiên há miệng phun ra một tấm kính minh mông sắc xanh kính này tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay viên ngoài tấm kính được bao bởi một lớp vân hỗ xanh biếc kính trên không trung thoáng chớp lên tỏa ra hà quang vạn đạo khí lành tỏa rộng vân này vừa thấy đã biết là một trí bảo không tầm thường đây không phải là thiên mục kính của chủ nhân sao bảo vật này từ ngày chủ nhân đắc đạo vẫn bồi luyện tới nay tiểu nhân sao dám nhận lấy đường đi ma vần của chủ nhân còn cần bảo vật này hộ thân kim linh vừa thấy kính này thì lập tức thối lui liên tục xua tay bản thể nếu không giữ được thì ta còn có thể tồn tại sao hú ngộ kim lão không phải không biết nhiều năm trước ta đã lấy được một kiện linh bảo khác uy lực không hề dưới kính này hơn nữa độ hữu dụng có thể khắc chế ma khí còn trên kính này mộc thanh cứ vậy nói nghe mộc thanh nói vậy kim linh do dự một lát mới đáp ứng hắn giơ tay về phía mặt kính nhất thời mặt kính hóa thành một đạo thanh quang nhập vào trong thân thể ngoại trừ thiên mộc kính hai thanh trường thanh mộc linh kiếm này cũng hơn xa hai chiếc lúc đầu ngươi cũng nhận lấy đi mộc thanh suy nghĩ thêm một chút rồi quay tay chảo về phía hư không hai nhánh cây thoáng rung rồi rơi xuống dưới thanh sắc hà quang không ngừng chốc động liền hóa thành hai thanh kiếm hàng quang lập lòe nẻ mặt kim linh đầy vui mừng lần này không hề tỏ ý chối từ mà lập tức tung người đón lấy hai thanh kiếm Cang đánh giá một chút rồi thu lại, bố trí xong xuôi mọi thứ, Mộc Thanh lại dặn dò Kim Linh thêm vài câu rồi giải trừ Mộc Hóa nửa thân dưới, khôi phục nguyên trạng thân hình. Sau đó một đạo thanh hồng từ trong cốc phá không bay ra, chớp lên vài lần đã ly khai sơn cốc. Ngay lúc Mộc Thanh rời đi không lâu, Kim Linh liền phát động cấm chế của pháp trận, không gian bốn phía sơn cốc trở lên mơ hồ, giống như là ảo ảnh chết xã dưới mặt nước, cảnh tượng trở lên trống rỗng, từ xa nhìn lại không thể phát hiện. Mộc Thanh cũng không vội vã phi độ, bốn phía quanh nàng nổi lên cảnh tượng dị thường, chỉ thấy trong vòng người trượng chung quanh nàng đều là điểm điểm lục quang hư ảnh hoa trào thụ mộc bay múa không ngừng một cỗ mộc linh khí tinh thuần liên tục phát ra trên người mộc thanh lục quang lưu chuyển một hư ảnh thúy lục cự thụ ở sau lưng như ẩn như hiện khiến phiến cỏ cây này như nơi tiên cảnh dường như ở giữa lục quang có một mảnh thiên địa khác vậy một lát sau mộc thanh đã trở về vào đất lúc trước phát hiện ra tung tích của hàn lập nàng dừng lại độn quang hạ xuống đỉnh núi hai tay khẽ vung lục quang chung quanh đột nhiên khuếch tán đi bốn phương tám hướng chỉ vài nhịp thở đã bao bọc cả phiến núi non vào bên trong phiến hư ảnh cây cối hoa cỏ trong nháy mắt đều biến thành thực vật cắm rễ trên mặt đất đón gió đong đưa nơi đây thoáng chốc biến thành một thế giới hoa cỏ xanh tươi cùng lúc đó phía dưới vốc hư ảnh cự thụ sau lưng mộc thanh đột nhiên hóa thành vô số thanh ti bắn đi có sợi nhập vào trong thụ mộc biến mất có sợi lại lóe lên chui thẳng xuống dưới đất lúc này hai mắt nàng nhắm lại thân sắc ngưng trọng khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại tựa hồ đang xem xét điều gì tức chừng một tuần trà sao hai mắt nàng mở ra thì thào hóa ra là mượn lực lượng của hai môn hạ quỷ bà phá hủy ấn ký xen ra ngay cả quỷ bà cũng không biết môn hạ của mình biết loại bí thuật này chẳng qua nếu đã biết được phương hướng bọn họ thì chắc chắn sẽ tìm được mộc thanh tự nói một mình nàng tiếp tục bát quyết lục sắc quang mang bốn phía tán đi quang mạc co rút tới đâu tất cả hoa cỏ nơi đấy đều lập tức biến mất khô đồi núi này thoáng chốc đã khôi phục nguyên trạng mộc thanh bay vút lên trời đuổi theo phương hướng lúc trước hàn lập rời đi hàn lập tất nhiên không biết đám người lục túc và mộc thanh đang chủ tâm tìm hắn nhưng để ngừa vạn nhất hắn từ lúc mang theo nhị nữ rời khỏi nơi đó không ngừng đến đổi phương hướng trên đường đi gieo hắn cho dù có để lại dấu vết sơ hở gì thì cũng không đủ để lo lắng hiển nhiên hắn đã có chút coi thường thần thông của đám yêu vương này hiện tại hàn lập mang theo nhị nữ phi hành trên một mảnh cắt vàng vừa phi hành hắn vừa nói với hai người nguyên giao điều gì đó cái gì hắn huynh định tìm kiếm không gian tiết điểm phản hồi linh giới nhưng lệ hô lên kinh hãi đúng vậy lúc từ nhân giới tới linh giới ta cũng đã nghiên cứu qua không gian chi đạo nên sớm phát hiện cho dù là không gian lớn nhỏ cỡ nào đều có tồn tại một ít tiết điểm hơn nữa không gian càng nhỏ thì càng dễ phát hiện không gian tiết điểm khe hở không gian thực ra cũng là một loại biến dị của không gian tiết điểm mà thôi chúng ta chỉ cần tìm được không gian tiết điểm của minh hà chi địa thêm một chút phiêu lưu nữa thì hẳn có cơ hội rất lớn phản hồi linh giới thanh âm hàn lộc vô cùng chấn định từ từ nói ra nhưng mà hàn huynh tuy rằng không gian tiết điểm không nhiều lắm nhưng ta cùng sư tỷ cũng đã nghe nói qua sự hung hiểm trong nó trong đó chẳng những thường xuất hiện không gian phong bạo mà chỗ ra vào của tiết điểm cũng không thể khống chế nguy hiểm quả thực quá lớn nguyên giao chậm rãi nói có một chút nguy hiểm nhưng nếu có ta dẫn đường thì ít nhất 7 tám phần nắm chắc có thể bình yên vượt qua dù sao minh hà chi địa cũng là một không gian phụ thuộc vào linh giới chứ không phải một nơi riêng biệt trừ phi hai vị đạo hữu không có ý định rời đi địa lâu dài ở lại minh hà chi địa hà lập nhíu mày nói kỳ thực chúng ta chỉ cần lần trốn một thời gian chờ những người kia rời đi rồi tiếp tục ở đây tu luyện cũng chưa hẳn là không được nơi này âm khí cùng linh khí đều tràn đầy quả thực rất có lợi trong việc tu luyện của chúng ta nhãn quang nghiên lệ chấp động thản nhiên cười nói điều này chỉ sợ không được niên cô nương chẳng lẽ đã quên còn người của phù du tộc sao viện binh của con khôi lỗi đó chẳng biết khi nào sẽ tới đây ngay cả nhóm người mộc thanh quỷ bà cũng cực kỳ kiên kỳ phù du tộc từ đây có thể tưởng tượng được tộc này đáng sợ thế nào hơn nữa minh hà chi địa này lại là thánh địa của bọn họ cho nên bọn họ chắc chắn hiểu rõ nơi này hơn chúng ta cho dù có trốn ở một nơi bí mật cũng không chắc sẽ an toàn còn một chuyện nữa hai vị đạo hữu chẳng lẽ không định trở về nhân tộc tìm kiếm biện pháp khôi phục nhân thân sao hai mắt hàn lập nhíu lại chậm rãi phân tích chương một nghìn quỷ vụ tái hiện vừa nghe nói vậy hai người nguyên giao nghiên lệ liếc mắt nhìn nhau sắc mặt trần trừ khó quyết hai nàng đương nhiên không bao giờ buông bỏ ý định khôi phục lại thân thể là thiếp thân lo nghĩ không chu toàn nghe hàn huynh nói vậy thì dường như trước kia đã từng vượt qua không gian tiết điểm nếu như vậy thì một khi tìm được không gian tiết điểm phù hợp ta cùng sư muội cũng hy vọng rời khỏi nơi đây nhưng thế nào mới tìm được tiết điểm điều này hai người chúng ta quả thực không biết chút nào chồng ngâm một lúc nhưng lại cười khổ nói điều này hai vị đạo hữu cứ yên tâm ở phương diện này tại hạ có phương thức của mình chẳng qua để tìm kiếm cũng cần mất một đoạn thời gian cần phải tránh khỏi sự truy tìm của đám người quỷ bà mới được mấy người bọn họ cho dù cuối cùng có lấy được thứ đó hay không nhưng bởi vì phù du tộc nên cũng sẽ không ở lại nơi này lâu trong khoảng thời gian giữa lúc bọn họ rời khỏi minh hà chi địa và người của phù du tộc chưa đến sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta tìm kiếm tiết điểm thoát đi hiện tại chúng ta nên tìm một địa phương bí mật trốn tạm một thời gian ngắn đã hắn lập từ từ nói tự hồ đầy tin tưởng đối với việc này hai người nguyên giao nguyên lệ nghe vậy thì thấy cũng hợp lý liên tục gật đầu đồng ý trong khi ba người thương lượng độn quang vẫn không ngừng một chút nào ba vệt sáng lướt qua không trung rồi biến mất phía cuối chân trời mấy ngày sau đoàn người hàn lập đã xuất hiện ở trên một nơi mênh mông là nước quỷ dị là trên mặt nước xanh đen lại có một tầng hắc vụ lợn lờ phía trên càng quỷ dị hơn là tại phiến thủy vực vô tận này các hòn đảo lớn nhỏ dày đặc chi chít như sao trên trời hàn lập một hơi dâm nhập vào trong phiến thủy vực một ngày một đêm vẫn không thấy bến bờ ta tạm ẩn thân ở nơi đây đi phiến thủy vực này lớn như vậy chỉ sợ không thua gì đại dương cho dù đám yêu vương kia có truy tìm cũng không thể trong thời gian ngắn tìm ra được chúng ta hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy ở sâu dưới đáy nước có không ít vật đáng sợ ẩn tàng có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy đám người quỷ bà cũng không thể quá tùy ý dùng thần niệm tra xét trên khía cạnh nhất định thì đây chính là một tấm chắn tốt của chúng ta hắn lập bay đầu dừng lại độn quang ánh lam mang trong mắt chật lóe đảo qua mảng lớn hắc vụ nồng đậm ở phía dưới chậm rãi nói đám khí vụ ngưng kết nồng đậm đến vậy bọn họ dọc đường đi cũng đã gặp không ít nhưng dưới linh mục thần thông hắn mơ hồ nhìn thấy dưới đám hắc vụ này là một tòa tiểu đảo nho nhỏ hai người nguyên giao tuy không thể nhìn thấy hòn đảo trong hắc vụ như thấy hàn lập nói vậy thì cả hai cũng không trần trừ lập tức đáp tướng cùng hàn lập hạ xuống bên dưới hắc vụ chuyện tình khiến ba người kinh hãi xuất hiện hắc vụ này nhìn như bình thường nhưng khi ba người vừa mới tiến vào trong đó thì đột nhiên cảm thấy hắc vụ bốn phía quay cuồng từng trận tập thẳng về phía mấy người linh khí bao quanh thân thể họ lập tức tan rã Đội quang của cả ba nhanh chóng tiêu thất la à, nguyên giao cùng nguyên lệ kinh hãi sắc mặt đại biến thất thanh hô lên tuy các loại linh quang bên ngoài cơ thể hai nàng liên tiếp thiểm động nhưng thân hình vẫn rơi thẳng xuống phía sâu dưới vũ khí trong lòng hàn lập cũng cảm thấy kinh hãi hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết từ nguyên tử thần quang phạm thanh chân ma công tất cả đều đồng thời vận hành nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực bởi không thể dẫn động linh lực chỉ là trong lúc khó khăn hắn chật lóe linh quang lập tức thôi động côn bằng biến trong kinh chập thập nhị quyết bên ngoài thân bùng lên thanh quang cả người sau khi biến thân thành đại bàng thì pháp lực cũng lập tức khôi phục toàn bộ hàn lập mừng rỡ lập tức mở rộng hai cánh hình thể hóa lớn lên mấy lần rồi huy chảo bắt lấy thân hình nhị nữ sau đó bay vọt lên trên trời cao chỉ sau vài nhịp vũ cánh thanh sắc đại bàng đã thoát ra khỏi đám vũ khí xuất hiện ở tầng cao trên bầu trời thanh quang tắt đi đại bàng biến mất hắn lập lại trở về với hình dạng nhân hình xuất hiện trong hư không mà hai người nguyên giao nguyên lệ cũng lần nữa khôi phục pháp lực cả hai hoa dung thất sắc cũng đã bắt đầu tự mình phi hành huyền phù trong hư không thế là thế nào hắc vụ này sao lại kinh khủng đến vậy nếu không có hàn huynh ra tay chỉ sợ hai người chúng ta lại phải chịu khổ rồi sắc mặt nhiên lệ vẫn vô cùng sợ hãi lẩm bẩm nói vẻ mặt nguyên giao cũng tái nhợt như nhãn quang chớp động trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái hắn lập chấp hai tay sau lưng không ngừng đánh giá hắc phù quay cuồng bên dưới đồng dạng lộ vẻ trầm ngâm quả thực có chút cổ quái nhưng cảm giác này nguyên đạo hữu có phải ngươi cũng thấy rất quen thuộc không hắn lập quay đầu lại hướng về phía nguyên giao hỏi hàn huynh nói không sai loại cảm giác này ở nhân giới ta cũng đã trải qua một lần đó chính là thời điểm ở loạn tinh hải lúc bị quỷ vụ cuốn vào âm minh chi địa miên giao nghi hoặc nói âm minh chi địa minh hà chi địa hắc hắc hai tên này nghe cũng rất tương tự hơn nữa đều có loại vũ khí cổ quái khiến người ta mất đi pháp lực hẳn là có liên quan với nhau hắn lập sơ cằm cân nhắc nói chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ đó chính là công hiệu tước đoạt linh lực ở nơi đây tựa hồ so với quỷ vụ ở nhân giới tuy rằng vẫn không thể điều động pháp lực như ta vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh lực còn khi bị cuốn vào quỷ vụ tại nhân giới thì hoàn toàn không khác gì một phàm nhân nguyên giao vẫn không dám khẳng định ta cũng cảm thấy như thế nguyên giao cụ thể thế nào có phải quái vụ ở đây kém hơn so với nhân giới hoặc là do tu vị của chúng ta tăng tiến khiến tác dụng của nó giảm bớt hay không quả thực khó nói chẳng qua rõ ràng hai thứ này có chút bất đồng quỷ vụ ở nhân giới tựa hồ có linh tính chủ động cuốn lấy tu sĩ phụ cận hàn lập lắc đầu nêu ra từng điểm khác nhau quả thực giống như hàn huynh nói vậy Hắc vụ nơi này không chủ động cuốn lấy tu sĩ còn quỷ vụ ở nhân giới lại có thể tự động cuốn người vào âm minh chi địa. Không biết quỷ vụ này có thông tới một không gian hay giới diện nào khác không. Hai mắt người giao sáng ngời, có chút hưng phấn. Điều này không thể biết được. Dù sao quỷ vụ ở nhân giới và âm minh chi địa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của nó. hắn lập thở dài một hơi rồi nói: Ta thấy hắc vụ ở các nơi khác cũng tương tự nơi đây. Chẳng lẽ tất cả chúng đều lợi hại như vậy sao? Nhiên lệ vốn vẫn ở bên cạnh lắng nghe nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng điều này quả thực hàn mỗ vẫn chưa xem xét qua nhị vị đạo hữu ở đây chờ một chút ta đi một chút rồi sẽ trở lại hắn lập ngần ra đôi lông mày khai nhíu thanh quang trên người hắn chật lóe hai cành vũ động chớp mắt đã bắn đi hơn 10 trượng về phương xa để lại nhìn nữ đưa mắt nhìn nhau nguyên sư muội thần thông hàn đạo hữu tu luyện quả thực không ít thậm chí bi thuật biến thân của phi linh tộc cũng học được nhiên lệ lấy làm lạ tặc lưỡi liên tục rồi nói sư tỷ chẳng lẽ đã quên hàn huynh dùng thân phận thánh tử phi linh tộc để tiến vào địa uyên nên việc có được bí thuật này cũng không có việc gì kỳ quái miên dao lại nhẹ nhàng cười sư muội không biết đó chứ Thánh tử phi linh tộc không phải người nào cũng có thể trà trộn ta từ miệng người khác nghe qua được một số chuyện đó là thánh tử phi linh tộc chẳng những cần có chân linh tinh huyết mà còn nhiều những hạn chế hà hạ khắc khác nữa ngay cả tộc nhân phi linh tộc có thể trở thành thánh tử cũng khó khăn muôn vàn không biết hàn đạo hữu làm cách nào học được thần thông bậc này nhiên lệ cười nói ra là như vậy miên dao gật hù ánh mắt nhìn về phương hướng hàn lập biến mất có chút mê ly nhiên lệ thấy thần sắc nguyên giao như vậy thì trong mắt thoáng hiện dị sắc nàng mỉm cười nói so với việc này thì bản thân ta càng tò mò hơn về việc sau khi hàn huynh biến thân thành đại bàng lại không sợ quỷ vụ quả thực có chút cổ quái môi cũng cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ bí thuật biến thân của phi linh tộc còn có thần thông khác chưa biết nguyên giao bị vấn đề này làm phân tâm liền thu ánh mắt trở về đồng dạng lộ vẻ khó hiểu điều này quả thực khó nói chờ lát nữa hàn đạo hữu về rồi hỏi hắn Coi lẽ hắn biết chút ít nghiên lệ hít mắt cười không ổn chút nào việc này có quan hệ với thần thông công pháp hai người chúng ta không nên hỏi thì hơn miên giao nghe thấy vậy tỏ ra do dự ha ha với gia tình năm đó của sư muội cùng hàn đạo hữu một chút việc nhỏ đó hẳn không có gì to tát ta cũng không phải định nghiên cứu khẩu quyết công pháp của hắn mà chỉ muốn tìm xem có biện pháp nào khắc chế quỷ vụ này hay không mà hơi cũng là do ta cùng hàn đạo hữu không quá thân quen nên để sư muội hỏi thì thỏa đáng hơn nhiên lệ lơ đĩnh trả lời Nguyên Giao nghe xong lời này, đôi mi thanh túng nhíu chặt lại, nàng chỉ yên lặng gật đầu, túc chừng nửa canh giờ sau. Phía chân trời lại xuất hiện thanh quang, cho tiếng thanh minh, thanh sắc đại bàng bay trở về, chỉ vài lần chớp lên. Từng trận cuồng phong ập tới, đại bàng thoáng chốc đã xuất hiện trước người nhị nữ, tiếp đó, thanh quang tắt đi. Đại bàng biến mất thanh vào đó là thân hình của Hàn Lập, Hãy nào? Hắc vụ ở kia cũng thế sao? nhưng lại không nhịn được lên tiếng hỏi trước, không phải tất cả, mà là một số trong đó có thể thôn phệ linh lực còn hơn phân nửa là vũ khí bình thường thân sắc hàn lập nghiêm túc trả lời vừa nghe hàn lập nói vậy vẻ mặt nhị nữ đều lộ vẻ kinh ngạc vậy sau khi đạo hữu tiến vào trong hắc vụ xem xét đến tột cùng là thế nào nhưng lệ thở dài một hơi rồi lại hỏi cho lý mà nói chúng ta còn phiền tói bên người nên tốn thời gian tìm tòi nghiên cứu quả không phải việc khôn ngoan hắc vụ này có tác dụng giam cầm thần niệm nên nếu chúng ta tiến vào trong đó thì cho dù đám yêu vương có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không thể tìm được chúng ta điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vụ còn có gì nguy hiểm hay không hàn lập trần trừ một lát rồi nói chỉ cần có thể tránh né đám người quỷ bà cha xét thì mạo hiểm một phen cũng đáng lại nói hàn huynh không phải ngươi sau khi biến thân thành đại bàng sẽ không sợ quỷ vụ này sao Nhưng lệ lại cười nói hàn lập mỉm cười chưa định nói thì thì nguyên giao do dự một chút lại lên tiếng hỏi hàn huynh bí thuật biến thân của ngươi chắc là học từ phi linh tộc nhưng vì sao khi biến thân lại không sợ quái vụ hạn chế liên lực nếu biết nguyên do trong đó thì hai người chúng ta chẳng phải cũng có thể trốn trong quái vụ mà không sợ pháp lực biến mất hoàn toàn hay. Sao? Chương 1509, La Hầu Chi Mề Tột biến thân côn bằng quả thực ta học được từ phân chi thiên bằng tộc trong phi linh tộc. Còn về việc vì sao sau khi biến thân lại không sợ vũ khí ảnh hưởng thì bản thân ta cũng không rõ nguyên do. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua, trong lòng đã có một suy đoán, không biết có phải hay không. hàn lập thấy nguyên do hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời. Hàn huynh có gì cứ nói. Chẳng lẽ đối với hai người chúng ta còn khách khí đến vậy? Hai mắt nhân lệ chuyển động, cười nói. Thần sắc Hàn Lập có chút xấu hổ, bèn chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu nếu đã tu luyện tại âm minh chi địa ở nhân giới nhiều năm như vậy chắc cũng biết một ít truyền văn về nơi đó. Chữ, Hàn Huynh nói tới truyền văn về âm ti giới cùng la hầu sao. Thần sắc nguyên giao thoáng động, hỏi. Đúng vậy, âm ti giới mờ ảo hư vô, căn bản không biết có thực hay không, nhưng tại nhân giới ta đã tận mặt thấy qua la hầu một lần. Tuy rằng chỉ nhìn được một phần ngàn vạn hình thể của con thú này nhưng khi nó hiện thân thì tình hình lúc đó rất tương tự với quỷ, ngủ, ánh mắt hàn lập khẽ chớp, đáp lại. Hàn huynh định nói âm minh chi địa là do thân thể la hầu hình thành nên, nguyên giao giật mình nói. Tuy rằng cũng không có những bằng chứng xác thực như ta cảm thấy ít nhất có ba bốn thành có thể. Mà chân linh côn bằng là thiên địch của la hầu, sau khi ta biến thân có thể dựa vào côn bằng chân huyết mà mượn côn bằng chi lực, nếu vũ khí nơi đây có liên quan đến quỷ vụ thì đương nhiên có thể miễn được ảnh hưởng của nó trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy hàn lập tức tục nói chẳng lẽ minh hà chi địa này cũng là thân thể của la hầu nhưng quái vụ này lại không giống như ở nhân giới hàn huynh giải thích thế nào nhưng lệ không nén nổ suy nghĩ minh hà chi địa này cũng là thân thể la hầu được nên chen ngang hỏi một câu hàn lập không trực tiếp trả lời mà mỉm cười hỏi lại chẳng lẽ nhân đạo hữu cho rằng la hầu này cũng là la hầu ở nhân giới sao ý của hàn huynh là la hầu nơi này cùng la hầu ở nhân giới là hai con khác nhau nếu là hai thân thể bất đồng thì hắc phụ có chút khác nhau cũng không có gì ngạc nhiên nghe nói la hầu thú hình thể lớn kinh người có thể nuốt nhật nguyệt trời sinh trong người đã có không gian độc lập ninh hà chi địa rõ ràng là lớn hơn so với âm minh chi địa rất nhiều la hầu thú ở đây thần thông cùng hình thể đều hơn xa con ở nhân giới sắc mặt nhân lệ thoáng biến trắng thấp giọng nói chỉ sợ không chỉ như vậy hàn lập lắc đầu ồ hàn huynh còn có kiến giải gì sao Nguyên Giao tò mò hỏi: Nơi đây vũ khí nương tụ như vậy, đầu la hầu thú này còn tồn tại hay không cũng thật khó nói. Ta xem qua một số điển tịch thì một khi la hầu hết họ nguyên mà chết như không gian độc lập trong cơ thể nó vẫn không sụp đổ, mà trường tồn bất diệt. Hàn huynh cho rằng đây là không gian trong cơ thể một con la hầu thú đã chết. Nguyên Giao mẩn ngơ: Ha ha, đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Còn tình huống cụ thể thế nào vẫn cần xem xét. Hàn lập cười, hắn cũng không giải thích nhiều. Ta cho rằng suy đoán của Hàn Đạo Hữu đã tiếp cận với chân tướng sự thật nếu thực sự như vậy thì hơn phân nửa sự việc đều được giải thích rõ ràng cũng bởi con la hầu thú này đã chết cho nên âm minh khí cũng lớn hơn con ở nhân giới do đó đã hình thành nên nhiều quỷ vật cao cấp như vậy cũng không biết nhóm yêu vương có biết việc này không điều duy nhất khó lý giải chính là linh khí cùng linh mạch nơi đây ở âm minh chi địa tại nhân giới thì một chút linh khí cũng không thể bảo tồn ngay cả bản thân ở trong không gian đó cũng không thể điều động pháp lực nhiên lệ hấp hái mắt nói điều này khó có thể lý giải có lẽ bậc đại thần thông của phù du tộc khi phát hiện ra không gian này đã động tay chân gì đó hoặc là không gian trong cơ thể la hầu thú này vốn là như vậy chẳng qua tất cả những thứ đó cũng không có quá nhiều quan hệ với tình cảnh hiện giờ của chúng ta điều duy nhất khiến ta hứng thú bây giờ chính là việc hắc vụ này có thể mang chúng ra rời đi khỏi minh hà chi địa hay không chỉ cần nó tương tự như âm minh chi địa thì chắc chắn cũng sẽ có lối thoát tương tự lối thoát này so với không gian tiết điểm ban đầu ta đề cập tới còn an toàn hơn không ít hắn lập vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía lời của hàn huynh rất có lý tại những đám quái vụ khác có điều gì dị thường sao nhiên lệ suy nghĩ một chút rồi hỏi không có hắc vụ nơi khác ngoại trừ việc cũng có thể hạn chế pháp lực thần thông ra thì ta còn chưa phát hiện ra điều đặc biệt khác đương nhiên đây chỉ là ở vùng phụ cận mà thôi nếu hắc vụ chỉ xuất hiện ở nơi đây thì lối thoát khẳng định nằm trên phiến thủy vực này hiện giờ chúng ta lập tức tìm kiếm nó hay vẫn theo kế hoạch ban đầu tạm thời tránh né thanh âm hàn lập chậm lại một chút hỏi nếu lối thoát gần đây thì sao chúng ta không bỏ chút thời gian tìm kiếm? Nói không chừng chỉ mất vài ngày là có thể tìm ra. Đến lúc đó chẳng phải còn ổn thỏa hơn so với việc bị động tránh ngay sao? Nhưng lại không cần suy nghĩ lập tức trả lời ngay. Sư tỷ nói cũng đúng. Nếu cứ theo kế hoạch cũ mà làm thì nhóm yêu vương chưa rời đi mà viện quân phù du tộc đã tới đây thì chúng ta không phải là càng khó khăn sao? Ngươi giao trần chờ một chút nhưng cũng đồng ý với ý kiến của Nguyên lệ. Hàn lập nghe vậy thì chỉ trầm tư không nói. Tuy rằng hai người họ nói đều có lý nhưng trong tâm cảm hắn lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên mới có chút do. Dự không quyết. Một hồi lâu sau. Hắn mới chậm rãi lên tiếng, vậy cứ như lời hai vị đạo hữu lưu lại nơi này một chút tìm kiếm xem có lối thoát hay không. Nhưng chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể bỏ ra hai ngày mà thôi, trong hai ngày đó chúng ta sẽ được an toàn. Hàn Lập nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đó là kế sách lưỡng toàn bè gật đầu đồng ý, một khi đã như vậy thì chúng ta hãy thăm dò hắc vụ phía dưới trước đi cho dù không tìm ra manh mối về lối thoát thì cũng có thể trước tiên bố trí một chỗ ẩn núp vạn nhất xảy ra bất ngờ gì thì chúng ta sẽ trốn vào bên trong côn bằng lực có thể miễn trừ cấm chế của hắc vụ ta quả thực có chút biện pháp giúp hai vị đạo hữu tạm thời thông qua đám vũ khí này hàn lập mỉm cười nói hàn huynh có biện pháp Ngươi giao cùng nguyên lệ đều trở lên mừng rỡ hàn lập mỉm cười tiếng sét sau lưng bỗng vang lên hai cánh khẽ rung lên lông cánh sau lưng biến xác một cánh biến thành từng phiến thanh quang một cánh tràn đầy ngũ sắc quang hạc cả hai không ngừng chớp động tỏa ra vạn đạo hào quang chiếu rọi không gian hàn lập đem đôi cánh thiên bằng sau lưng mình biến lại thành hình linh bảo phong lôi xí nhị nữ lần đầu nhìn thấy chân diện mục của phong lôi xí thì đều lắp bắp kinh hãi lúc này ngoại hình không biến đổi quá nhiều chỉ là linh áp phát ra từ đó vô cùng kinh người khiến nhị nữ biến sắc đúng lúc này bên cánh thanh sắc sau lưng hàn lập khẽ vẫy lên nhất thời hai cây thanh linh rời cánh bay tới lơ lửng trước mặt nhị nữ hai vị đạo hữu có thể thử xem hai vật này đều dùng côn bằng khí tức ngưng tụ thành hình nói không chừng sẽ có kỳ hiệu hàn lập mỉm cười nói nguyên giao cùng nguyên lệ lại liếc mắt nhìn nhau ban tin bán nhi. chẳng qua nguyên lệ lập tức vung tay bắt tới một cây thanh linh sau đó quán chú pháp lực toàn thân vào trong đó phanh một tiếng vang nhỏ xuất hiện một đoàn thanh mang đã phủ kín toàn thân nàng ồ quả là huyền diệu ta đi trước thử xem vạn nhất không ổn thì mong hàn huynh giúp đỡ tiểu muội một phen vậy nhưng lệ nhìn hàn lập cười tươi như hoa hướng dương ha ha điều này là đương nhiên hàn Mẫu sẽ ở bên cạnh hộ pháp trong nhân đạo hữu hàn lập không chút do dự trả lời thân hình một lần nữa hóa thành thanh sắc đại bàng sải cánh bay trước vào bên trong hắc sắc vũ khí nhiên lệ nắm chặt lấy thanh linh trong tay thanh quang trên người đại phóng lập tức bay thẳng xuống bên dưới sư tỷ cẩn thận nguyên giao cẩn thận dặn dò sư muội yên tâm có hàn huynh bên cạnh chiếu cố sao có thể xảy ra chuyện gì nhiên lệ cười vang thanh quang do nàng hóa thành vẫn tiếp tục lao xuống phía dưới ánh mắt nguyên giao không chớp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nguyên lệ thanh sắc đại bàng do hàn lập hóa thành đã sớm huyền phù bên cạnh hắc vụ trường nguyên lệ rốt cục thanh quang cũng tiến nhập vào bên trong hắc sắc vũ khí kết quả thanh âm vui sướng cuồng liên lệ từ bên trong truyền ra quả là thần hiệu tuy rằng không thể điều động hơn phân nửa linh lực nhưng vẫn hoàn toàn có thể phi hành cũng như sử dụng công pháp bình thường hay phóng xuất bảo vật đều không thành vấn đề hắc hắc nếu vậy thì quá tốt rồi nguyên cô nương ngươi cũng xuống dưới này đi chúng ta kiểm tra bên dưới một chút từ trên mình thanh sắc đại bàng truyền ra thanh âm như đã biết trước của hàn lập người giao ở trên cao nghe thấy tiếng của hai người thì thở dài một hơi toàn thân cảm thấy nhẹ nhõng nàng khẽ mỉm cười rồi cũng nắm chặt thanh linh trong tay bay xuống chỉ là vào lúc này dị biến lại nổi lên hắc vụ vốn đang yên tĩnh bỗng trở lên quay cuồng tiếp đó một cơn lốc từ phía dưới bất ngờ xuất hiện đoàn hắc vụ này thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy cực lớn gầm rú liên hồi hàn lập hóa thành đại bàng cả kinh tuy rằng cơn lốc này hung mãnh hơn nữa còn truyền tới một cỗ hấp lực cực lớn nhưng còn không thể hoàn toàn chế trụ hắn nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoãn một chút mà thôi hai cánh ngáng lên hắn lập lức bay đến bên nhiên lệ chụp lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỳ vụ này nhưng vào lúc này đột nhiên giữa trung tâm lốc xoáy có tiếng sấm nổ vang vô số đạo hắc sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra trong lòng hàn lập trầm xuống cây tượng này quá mức quen thuộc hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh còn hắn dưới cự lực khó hiểu ập tới lại không thể linh hoạt cử động hắc mang phía trước chợt lóe thanh sắc đại bàng cùng nguyên lệ dưới trào đã biến mất vô tung vô ảnh trong lốc xoáy ở trên cao nguyên giao nhìn thấy hết thảy nê không khỏi hoảng hốt không chờ nàng kịp làm gì thì lốc xoáy đen kỳ kia đã chẳng ra bốn phương tám hướng cuốn lấy nguyên giao vào trong đó chương 1510, nghìn ngọc trai trong tích tắc mà hà lập bị hắc sắc thiểm điện đánh trúng hắn cảm thấy toàn cảnh trở lên mơ hồ ngay tại lúc đầu óc choáng váng quay cuồng thì quá trình truyền tống cũng kết thúc cũng may hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền tống nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê muội hai tay bắt quyết lũ lực phóng ra hạ quang phủ lấy toàn thân cùng nguyên lệ chưa khôi phục tinh thần lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá chung quanh bọn họ dường như đang ở trên một tòa cao thai do đĩ lọc tạo lên ở bốn phía cao thai có hơn 10 cột đá màu xanh đứng sừng sững mỗi một cột đều phủ đầy phù văn điêu khắc không ngừng thiểm động tòa cao thai này đúng là một pháp trận loại nhỏ dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung trải rộng bao phủ toàn bộ cao thai ở bên ngoài quang mạc hắc vụ cuồng cuộn khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ Hàn lập nhìn lên trên đỉnh đầu cũng thấy tình hình tương tự như vậy cũng may chút vũ khí đó đều bị ngăn cản ở bên ngoài hàn lập không khỏi nhíu mày hàn huynh nơi này là niên lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống khi thấy cảnh tượng quỷ dị chung quanh thì sắc mặt tráng bệch xem ra chúng ta đã bị quỷ vụ kia truyền tới một địa phương khác hàn lập vẫn giữ được vẻ chấn định chẳng lẽ nơi này không còn là minh hà chi địa niên lệ nghe thấy lời này liền tỏ ra vui vẻ điều này rất khó nói nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền tống trước kia thì đợt truyền tống vừa rồi không giống truyền tống cự ly dài, Hàn vẫn còn trong minh hà chi địa. Hàn lập lắc đầu, cẩn thận nói, "Vừa nghe thấy vậy, trên mặt Nhiên Lệ tràn đầy thất vọng, nhưng dường như nào nhớ ra điều gì đó, biến sắc hồ lớn. Không xong rồi, ngươi sư muội vẫn còn ở ngoài Hắc vụ chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau rồi, đạo hữu không cần lo lắng quá, với cơ chí của Nguyên Cô nương thì cho dù có một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào." chỉ cần chưa ra khỏi minh hà chi địa thì tìm được nguyên đạo hữu cũng không phải việc khó hàn lập trầm giọng nói nghe hàn lập nói vậy vẻ lo âu trên mặt nhiên lệ cũng giảm xuống ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay rất ít khi chia lìa nhau vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy nguyên sư muội nên có chút thất thố mong hàn huynh đừng cười không có gì nguyên đạo hữu cùng nguyên cô nương tỉ muội tình thâm đó vốn là nhân tình chẳng qua cho dù có lo lắng cho nguyên đạo hữu thì cũng cần giải quyết được phiền phức của bản thân mới được Hàn lập cười khổ lên tiếng trả lời sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới cột đá gần đó hai mắt hắn khẽ híp lại đánh giá phù văn khác ở bên trên rồi lại quay đầu nhìn về phía quang mạc bên ngoài trong mắt lóe lên ánh lam mang hắn lập nháy mắt thi triển ra thần thông minh thanh linh mục lúc này tuy hắc vụ nồng đậm vô cùng nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hắc vụ Ô, thần sắc hàn lập thoáng động khô nhỏ một tiếng hàn huynh phát hiện ra điều gì rồi sao nhiên lệ cũng đã đi tới lo lắng hỏi Ngươi đây trừ bỏ tòa cao thai chỗ chúng ta ra. Tại phủ cận có sáu tòa kiến trúc giống nhau tạo thành một vòng tròn, hơn nữa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi, Hàn Lập Kít sâu một hơi, chậm rãi trả lời, "Lòng núi? Nếu chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hà chi địa, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây?" Đôi mờ mi thanh tú của Nguyên Lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói, "Điều này quả thực khó đoán, nhưng thứ ta muốn biết hơn nữa chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng ta tới đây? Chẳng lẽ có quan hệ với La Hầu thú sao?" Hàn Lập không có đầu mối nên không thể khẳng định điều gì, cứ ở nơi đây suy đoán cũng không ích lợi gì. Nhưng lệ thở dài, đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình thế nào. Hãy nhìn xem, nói hộ cháo nơi đây là một lồng giam cũng không sai, trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sao. Vừa rồi ta nhìn phù văn trên thân của thấy vô cùng thâm ảo, bằng vào tạo nghệ trận pháp của bản thân cũng không thể hiểu được. Chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra, Hàn Lập sờ càng, nói. Trận pháp nơi đây quả thực huyền diệu, tiểu muội cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo chẳng bằng thử xem qua một chút nhưng lệ suy nghĩ một chút rồi nói giọng nàng cũng khá tự tin ồ nếu Nguyên cô nương có thể khai trừ cấm chế nơi này được là tốt nhất hàn lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra nhưng lập tức mỉm cười lùi thân tránh sang một bên Nhiên lệ cũng không khách khí tiến đến cột đá trước mặt thần tình chăm chú một quang không ngừng chấp động quan sát phù văn trên đầy hàn lập chắp tay sau lưng tiếp tục nhìn về phía ngoài quang mạc cẩn thận đánh giá khoảng một tuần trả sau nghiên lệ thở dài một hơi sắc mặt tái nhợt đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phù văn trên trụ đáo những cưỡng cười với hàn lập khiến hàn huynh chê cười rồi cấm chế này thâm ảo hơn rất nhiều so với dự đoán của tiểu muội sợ rằng lực bất tòng tâm không sao nếu không thể thì hãy để phi kiếm của ta thử xem hàn lập lơ đĩnh trả lời dường như sớm đã đoán được hàn phất tay háo cho tiếng kiếm ngân vang vọng một thanh kim sắc tiểu kiếm dài một tấc bán ra phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu hàn lập một vòng sau đó nhanh chóng biến dài ba xích kim quang trói mắt hàn khí bức người Hàn Lập điểm tay chỉ thẳng vào bạch sắc quang mạc trước mặt, quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, phi kiếm hóa thành một dải cầu vòng chém về phía quang mạc, xoanh, tông thanh trầm muộn vang lên. Kim mang giao thoa cùng bạch mang, dải cầu vòng kim sắc thoáng chốc đã bị dội ngược lại, trở về nguyên hình. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, lập tức vung tay điều khiển phi kiếm khiến nó một lần nữa ổn định giữa hư không. Tuy rằng hắn đoán trước được uy năng của quang mạc không nhỏ nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến vậy. Thanh trúc phong vân kiếm không hề gây ra chút tổn hại cho nó. Nhiên lệ bên kia thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, như là không do dự mà lập tức há miệng phun ra một cây quạt ba tiêu màu đen. Sau đó quạt mạnh một cái về phía quang mạc, từng ngọn lửa tối đen như mực cuồn cuộn thổi tới va chạm với quang mạc nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra, hỏa diễm vừa tiếp xúc với quang mạc thì bạch mang lập tức chớp lên đánh bật đòn công kích trở lại. Nhiên lệ hít sâu một hơi, cống chế này lợi hại đến vậy, làm sao để phá mở nó đây? Hàn lập thoáng trầm ngâm, đoạn nhất tay lên để lộ một bàn tay đen như mực ở bên trong áo bảo. Năm ngón tay mở ra, cáp lên thiên quang mặc hồ chỉ cho nháy mắt hôi hà từ tay hàn lập cuồn cuộn tuôn ra quang mặc tưởng như không thể phá mở dưới tác dụng của hôi hà vang lên từng tiếng ông ông không ngừng quang mặc bắt đầu nộn nhạo khóe miệng hàn lập nhếch lên mỉm cười quả nhiên giống như hắn suy nghĩ chỉ cần cống chế có bao hàm ngũ hành thì đều chịu tác dụng của nguyên tử thần quang thấy kết quả trước mắt hàn lập điều động pháp lực toàn thân hà quang từ tay hắn càng lúc càng trói mắt bạch sắc quang mặc càng lúc càng rung động dữ dội toàn bộ quang mạc lấy bàn tay hàn lập làm trung tâm không ngừng vặn vẹo, uốn khúc như lệ bên kia thấy vậy đã mở to mắt sự vui mừng xen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng lúc trước tuy đã được chứng kiến hàn lập dùng qua nguyên từ thần quang nên nàng cũng biết uy lực của nó không nhỏ nhưng không ngờ rằng thần quang này lại có thể bài trừ cấm chế thần diệu đến vậy một lát sau tiếng vang trầm muộn chuyển ra toàn bộ quang mạc đã bị nguyên từ thần quang phá mở hắc phụ binh ngoài lập tức cuồn cuộn tràn vào ngọc thai hàn lập không chút lưỡng lự hóa thân thành thanh sắc đại bàng bay lên còn niên lệ cũng cầm sẵn cây thanh linh phóng ra một đoàn thanh quang bảo hộ toàn thân rồi đang không bay theo hàn lập lúc trước hàn lập sớm đã quan sát tình hình phục cận cho lên sau khi hóa thân thành đại bàng không chút do so dự phóng thẳng vào một hướng khác bên trong hắc vụ chỉ chớp lên vài cái trước mắt sáng người một bức tường ánh sáng hai màu thanh vàng ngăn cản phía trước mặt hắn chẳng qua hàn lập liếc mắt đã có thể nhận ra bức tường này chỉ là một loại cấm chế mà thôi cho nên không chút do so dự dùng cặp chảo đại bàng sắc bén bổ xuống sạt một tiếng vang giòn bức tường ngăn cản đã dễ dàng bị phá mở thân hình hàn lập ngáng lên cả người lao qua bức tường thanh quang lóe lên hắn hóa lại thành nhân hình hạ xuống phiến đất đa phía dưới nghiên lệ nửa bước chưa rời Cho sát phía sau hàn lập nên cũng hạ xuống mặt đất hàn lập nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bức tường hai màu thanh vàng vốn bị phá thủng trong thoáng chốc đã lại trở lại nguyên trạng như ban đầu ngăn cản hắc vụ tại bên ngoài trong lòng hàn lập lúc này mới nhẹ nhõm một chút đúng lúc này nghiên lệ khẽ hô lên hàn huynh nơi này có người hai chúng ta có nên vào không hàn lập nghe thấy vậy thì khẽ dùng mình vội vàng xoay người nhìn theo hướng của nguyên lệ chỉ thấy tại bên ngoài cách nơi bọn họ đứng hơn người trượng trên vách đá bỗng mở ra một thông đạo tràn đầy nhũ bạch sắc quang mang hàn lập nhíu mày cẩn thận đánh giá một chút khi này mới giật mình không thôi bọn họ đang đứng trên một bình thai tại mỏm đá như ra còn tòa ngọc thai cũng ở dưới mỏm đá này nhìn động khẩu hàn lập cũng không lập tức tiến tới mà đánh giá một chút sau đó từ trong tay áo bắn ra hai đoàn kim hoa chúng xoay tròn rồi hóa thành hai con kim sắc sắc trùng to bằng nắm tay bay thẳng vào bên trong động khẩu còn Hàn Lập lại ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm lại hai mắt như lại thấy vậy biết hắn đang khu trùng tra xét tình hình trong động nên yên lặng chờ đợi túc trường thời gian độ một bữa cơm trôi qua sắc mặt Hàn Lập bỗng trở lên tráng bệch hai mắt trợn trừng không tốt trong động có người hơn nữa tu vị sâu không lường được linh trùng của ta bị người này dễ dàng bắt lấy Hàn Lập vừa nói xong lời này thì âm thanh già nua của một lão giả bỗng từ bốn phương tám hướng vang lên thảo nào ta cảm thấy thất môn tòa ân trận có chút vấn đều, hóa ra là có khách nhân đến thăm phủ. Hai vị nếu đã đến đây thì xin mời vào. Chương 1511, Thanh Nguyên Tử. Nghe thấy âm thanh giàn ngu này, Hàn Lập cùng Nguyên Lệ không khỏi kinh hãi ngước mắt nhìn nhau. Đi thôi, người này tu vị sâu không lường được, quyết không dưới yêu vương lục túc. Không. Tâu qua thần niệm lưu trên linh trùng cảm ứng được thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu vương kia nhiều. Tuy trong lòng Hàn Lập bất an nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh quay xa nói với Nguyên Lệ. Nàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần, lật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Cả hai từ từ bước vào bên trong động khẩu. Thông đạo này cũng không lớn hay có nét đặc thù gì, tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi. Dọc theo thông đạo vào sâu thêm trăm trượng ánh sáng bắt đầu hiện ra, một đại sảnh kiểu dáng cổ kính xa xưa xuất hiện. Diện tích đại sảnh này không nhỏ, tức chừng rộng khoảng hơn trăm trượng, chỉ là cả sảnh rộng như vậy nhưng chỉ bày biện vài đồ dùng đơn sơ mà thôi. Ngoại trừ vài cái bàn thì cũng chỉ có mấy bồn cây hoa xì lạ ở bốn góc đại sảnh đám cây hoa này chỉ cao hơn một xích nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo mộc nồng động của chúng tuy chỉ vài bồn thôi nhưng lại khiến cho người khác như lạc vào núi cao rừng rộng Tờ chính giữa đại sảnh có một lão giả hôi bào đang an tọa trên ghế dâu dài ba xích dung mạo phổ thông chỉ có ánh mắt lập lóe tinh quang khiến người khác chú ý ông ta đang lặng quan sát hai người mới vào các ngươi là người nhân tộc mai dự liệu lão giả lại là người lên tiếng trước hắn lập thoáng đảo mắt qua người lão giả kết quả nhận được khiến hắn kinh hãi nhưng trong không người trả lời tiền bối cũng biết nhân tộc không biết nên xương hô thế nào với tiền bối hắc hắc đâu chỉ là biết lão phu cũng là người nhân tộc tính danh trước kia cũng không cần nhắc lại hiện tại chỉ có một chữ Khương. lão già mỉm cười nụ cười của ông ta hỏa ái rực rỡ như dương quang chiếu dọi tới hai người hàn lập tiền bối là người nhân tộc hàn lập cùng nghiên lệ lắp bắp kinh hãi riêng nghiên lệ không kìm chế nổi bật thốt lên thành tiếng thế nào chẳng lẽ lão phu là người nhân tộc là việc rất kỳ quái sao lão già hắc hắc cười nói tất nhiên hai người vãn bối không có ý đó chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi thế này lại có thể nhìn thấy người bổn tộc dĩ sắc trên mặt hàn lập thoáng chốc tan biến hết vội vã đáp tu vị của lão già trước mắt của thực không thể dò nổi hắn cũng không dám sơ xuất chút nào lão phu tuy xuất thân nhân tộc nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ do cơ duyên xảo hợp lên ta đã đạt xá được thân thể trường nguyên tộc một tộc vô cùng thưa thớt người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu luyện khó có thể ngờ được mỗi một loại cũng đủ để làm kim chỉ nam cho kỳ tài tu luyện của nhân tộc chúng ta lão giả vươn hai cánh tay lên trước từ từ nói hàn lập chưa từng được nghe nói tới trường nguyên tộc kia Như lão giả trước mắt cho dù là dung mạo hay lời nói đều không khác so với mọi người trong nhân tộc căn bản không nhìn thấy điểm khác biệt trong mắt hàn lập không khỏi xuất hiện vẻ kỳ quái hai người cũng không cần kinh ngạc tuy hiện giờ dung mạo của ta vẫn là của nhân tộc nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể trường nguyên tộc trở về hình dáng trước kia một quang lão giả chợt lóe tiền bối thần thông kinh người là do hai người vãn bối kém hiểu biết hàn lập thấy đối phương nói ra sự tình nghịch thiên như vậy mà vẫn thong dong như kể một câu chuyện thông thường vậy nhưng không khỏi dùng mình chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính lại nói tiếp từ khi ta đạo pháp sơ thành đã rời khỏi nhân tộc chưa từng trở lại một lần đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc ta quả thực có chút hứng thú hai người các ngươi bằng lòng nói qua cho lão phu một chút chứ lão giả bình thản nói tiền bối muốn biết việc gì hai người vãn bối nhất định sẽ tận tình nói hết Hàn lập liếc mắt nhìn nhiên lệ rồi không chút do so dự đáp ứng, rất tốt. Cũng không biết mấy hảo bằng hữu của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người. Lão giả lộ vẻ hài lòng, vỗ tay cười to. Tiếp đó lão giả lại trầm ngâm một chút, mù quang đảo qua hai người, trong mắt thoáng lóe lên kim mang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hai người tu vị tuy không cao nhưng công pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, lần gần nhất lão phu nhìn thấy người tu luyện yêu quỷ chi đạo này đã là chuyện vạn năm trước. Một người pháp lực có chút hỗn tạp trong cơ thể ẩn chứa một tia ma tính, thân thể lại mạnh mẽ một kích thần kỳ. Xen ra là do kiêm tu nhiều loại công pháp cùng lúc, hoặc là pháp thể song tu, lão giả tiện miệng nói ra. Lời lẽ tự nhiên như không có gì. Nhưng những lời này lọt vào trong tai Hàn Lập cùng Nguyên Lệ lại chắc khác nào tiếng sét giữa trời, thân xác Nguyên Lệ có chút tái nhợt, thân xác Hàn Lập cũng đại biến. Đối phương chỉ cần liếc qua bọn họ đã nhìn rõ chi tiết của cả hai. Hàn Lập cố chế ngự cảm giác hoảng sợ trong lòng, định ngượng cười nói thì thân sắc lão giả thoáng động ồ lên một tiếng, kim quang trong mắt tăng mạnh ông ta cũng không nói lời nào chỉ móc tay về phía hàn lập hàn lập còn chưa hiểu ý tứ đối phương là gì thì đã cảm giác thấy 72 cây thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể đồng loạt run lên dường như chúng bị một cỗ hấp lực thật lớn thôi động liền tự động phóng ra quay tròn khắp toàn thân hàn lập kinh hãi trên người hắn lập tức nổi tên từng trận ông minh hồi sắc hà quang cùng kim sắc nhận hồ đồng thời nổi lên bảo hộ toàn thân tâm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nộ tiền bối đây là sao chẳng lẽ ta đắc tội ngài trong lúc hỏi phía tay lão hắn cũng lóe lên thanh quang hơn mười viên thanh sắc lôi châu không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn đồng thời tay kia nắm chặt linh thú hoàn có chứa phệ kim trùng tuy rằng bảo vật trên người hắn không ít nhưng đối mặt với lão giả sâu không lường được này thì cũng chỉ có hai thứ này mới có chút tác dụng nhất định tại kiểu dáng cùng phương thức luyện chế thì đây đích thực là thanh trúc phong vân kiếm hơn nữa cũng là bảy mươi hai thanh nhan sắc phi kiếm không đúng lắm hẳn là về sau đã trộn thêm thứ khác vào tất cả đều do kim lôi trúc luyện chế thành quả là một danh tác ngay cả lão phu cũng không thể có nhiều kim lôi trúc như vậy. Lão già nhìn chằm chằm vào 72 thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt mà không chút để ý tới nét mặt cổ quái của Hàn Lập, không ngừng tự thì thào một mình. Hàn Lập nghe lão già nhắc đến tên Thanh trúc phong vân kiếm thì thoáng ngần ra, lại nhìn nét mặt kinh ngạc của lão già thì trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán khó có thể tin. Một lát sau, lão già khẽ thở dài một hơi rốt cục cũng đã dừng việc tự lầm bẩm một mình cũng rời ánh mắt khỏi 72 cây thanh trúc phong, vân kiếm kim quang chói mắt rồi tự nhắm lại hai mắt. Cơ hồ cũng lúc đó Hàn lập lập tức cảm nhận được phi kiếm đã khôi phục quyền tự chủ nên không chút do so dự vung tay bắt quyết. Nhất thời tất cả phi kiếm lóe lên rồi tiến vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Sau đó hắn cũng đồng thời dùng một vẻ mặt đầy cổ quái nhìn lão giả phía trước, trầm mặc không nói. Nhưng lệ bên kia dường như cũng nhìn thấy nét quỷ dị của lão giả và Hàn lập, tuy rằng nàng không hiểu có chuyện gì nhưng cũng thức thời không lên tiếng. Không lâu sau đó, lão giả họ khương lại mở mắt nhìn về phía Hàn lập, khẽ mỉm cười nói, hắc hắc. Xen ra thanh nguyên kiếm quyết ta lưu lại nhân giới năm đó đã rơi vào trong tay ngươi chắc ngươi cũng là tu sĩ từ nhân giới phi thăng lên kiếm quyết này năm đó vẫn chưa thập toàn thập mỹ ngươi dựa vào pháp quyết luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm làm bổn mạng pháp bảo lại dùng thần mộc như kim lôi trúc làm chủ tài liệu quả thực không mấy người có thể làm được như thế lão giả vừa nói vừa tặc lưỡi lấy làm lại liên tục thận trọng đánh giá hàn lập vài lần như kiểm tra đồ quý vậy vãn đối quả đúng là có được thanh nguyên kiếm quyết cũng là tu sĩ phi thăng nếu vậy Khương Tiền Bối cũng chính là Thanh Nguyên Tử Tiền Bối, sắc mặt Hàn Lập đầy vẻ nghiêm túc, lại chi lễ nói: Hàn lúc ở nhân giới chủ tu Thanh Nguyên kiếm quyết, mà lúc này lại có thể đứng trước mặt Thanh Nguyên Tử, từ đó có thể hiểu rõ sự cảm khái trong lòng, Thanh Nguyên Tử, đúng là vậy mà cũng không hẳn là vậy." Nói đúng ra ta chỉ được xem là nửa Thanh Nguyên Tử mà thôi, lão già cười ảm đạm, khoát tay ra hiệu Hàn Lập không cần làm đại lễ. Một nửa, Hàn Lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, năm đó thanh nguyên tử đang du lịch trên đại lục thì bị vài kẻ cường địch vây công kết quả tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng nhục thân bị hủy hồn phách cũng bị đánh tan mất một nửa trong lúc nguy cấp nhất không ngờ lại gặp được một gã trường nguyên tộc liền chiếm lấy nhục thể của hắn sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn phách để tu bổ tinh hồn của bản thân vậy nên một nửa trí nhớ hiện tại của ta là của thanh nguyên tử còn một nửa lại là của tên trường nguyên tộc kia cũng nhờ cơ hội này tu vị của ta đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới hiện giờ nhưng nếu ngươi nói ta là thanh nguyên tử cũng không phải là sai lão giả họ khương thản nhiên nói Hàn lập trận trường hai mắt há mồm cứng miệng năm đó khi dung hợp ta đã vứt bỏ không ít trí nhớ của thanh nguyên tử như tất cả những gì liên quan đến thanh nguyên kiếm quyết ta đều lưu lại ngươi dùng kim lôi trúc làm chủ tài liệu đây vốn là thứ tốt nhất để làm phi kiếm mộc thuộc tính nhưng đáng tiếc thứ trước mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lung tung khiến mộc linh tính trong phi kiếm trở lên hỗn tạc nếu không dưới nhiều năm bồi dưỡng như vậy phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới kiếm tâm thông linh chỉ bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hoành trong đám tồn tại cùng dài hắc hắc năm đó trên người thanh nguyên tử mại trừ một bộ thanh trúc phong lôi kiếm thì không còn bất cứ pháp bảo nào khác từ lúc còn là hóa thần đã có thể đánh bại tồn tại cấp luyện hư còn khi lên tới luyện hư đủ để khiến tu sĩ hợp thể kiên kỵ vài phần khôi bảo lão giả có phần tức hận nói nghe được lời này của lão giả hàn lập sơ cầm cười khổ có lẽ lời của khương lão giả là thật nhưng tình hình năm đó tại nhân giới của hắn nguy cơ trùng trùng nên sao có thể không bảo dài lấy ngắn hơn nữa trên thực tế hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tồn tại cấp luyện hư nếu mình có thể tiến giai lên luyện hư thì khi đối mặt với tồn tại hợp thể kỳ cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình đương nhiên những lời này hắn không thể nói ra trước mặt lão già mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó cho dù thế này mà nói thì nếu ngươi đã kế thừa thanh nguyên kiếm quyết mà trên người ta cũng có một nửa trí nhớ của thanh nguyên tử nên coi như ngươi cùng ta cũng có một chút sâu xa hiện giờ ta hỏi một chuyện ngươi cần thành thật trả lời ta hai người các ngươi có phải tiến vào minh hà chi địa lần này cùng đám ngoại nhân kia gương mặt lão giả bỗng trầm xuống giọng nói cũng lạnh đi chương 1512, nghìn năm thiên am chi thể nghe khương lão giả hỏi vậy trong lòng hàn lập bỗng nói lên đối phương hỏi như vậy xem ra bọn họ vẫn còn ở minh hà chi điện chưa thoát khỏi không gian này trong lòng hàn lập nghĩ như vậy suy nghĩ một chút hắn mở miệng hồi bẩm tiến bối mấy người vãn bối là bị người ta cưỡng chế nên mới theo bọn họ tiến vào nơi đây hiện tại mới trốn thoát khỏi bọn họ nên căn bản không dám gặp bọn họ lời của hàn lập có chút hàm hồ thật giả lẫn lộn nhưng khương lão giả nghe vậy chỉ tùy ý gật đầu nói ngươi không cần lo lắng việc này làm ta tức giận lão phu sở dĩ ở lại nơi này cũng là do cùng vài vị thái thượng trưởng lão phu du tộc làm một cuộc giao dịch mà thôi chỉ cần không phá nát không gian này thì lão phu tuyệt đối không ra tay can thiệp chẳng qua mấy người kia có thể tìm được lối vào không gian này lại liên tiếp đánh tan phụ thần khôi lỗi của phu du tộc khiến lão phu có chút hứng thú ngươi tới chắc cũng không phải nhân vật bình thường tự nhãn tiền bối như đuốc những người này đều là yêu vương hợp thể trung hậu kỳ có thần thông quảng đại hắn lập cười khổ những người này đưa ngươi tiến vào đây chắc hẳn là nhìn chúng ích tà thần lôi của ngươi nếu bọn họ đã phá cấm tiến vào còn không chịu buông than ngươi như vậy xem ra bọn họ không chỉ mưu đồ thần nhũ mà còn có chú ý tới ma khí hắc hắc thật là tự tìm đường chết khương lão giả cười nhạt một tiếng lộ rõ vẻ trầm biếng nghe khẩu khí tiền bối như vậy thì chẳng lẽ những ma khí kia có gì không ổn Hàn Lập ngơ hồ, há chỉ là không ổn, những người kia chỉ cần tiến vào địa phương ẩn thân của ma khí nhất định sẽ chịu không ít đau khổ. Nơi đó không lâu trước vừa có một kiện ma khí tu thành nhân hình, một hơi đen toàn bộ số ma khí còn dư thôn phệ hết, triệt để hoàn thành vô thượng ma thân. Ngay cả lão phu gặp được cũng khó có thể lấy đi bảo vật. Những người này tuy có chút thần thông nhưng gặp phải vật đó thì tính mạng cũng coi như xong. Khương lão giả nói. Vô thượng ma thân, khóe miệng Hàn Lập giật giật liên tục. Đây chính là vô thượng cảnh giới mà người tu luyện ma công hướng tới, vật kia ẩn thân ở chỗ sâu nhất trong vạn trượng ma khí dốc lòng tu luyện không có ích tà thần lôi của ngươi mở được những yêu vương kia cũng không nhất định có thể tìm được đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay nhưng nếu thực sự chọc giận nó thì lại là chuyện khác đúng rồi có phải hai người các ngươi còn một đồng bạn nữa đúng không lời cuối lão già nhàn nhạt hỏi vãn bối còn một sư muội vốn ba người vãn bối đi cùng với nhau sao tiền bối biết được vốn vân thiên lặng nghe hai người nói chuyện nhưng nghe thấy vậy nhân lệ kinh lạc vội vàng mở miệng không có gì ngoại trừ hai người các ngươi thì còn một người nữa cũng bị thất môn tỏa âm trận của ta cuốn tới. Chẳng qua nàng cũng không ở cùng các ngươi mà ở một nơi khác, ta sẽ đưa nàng tới đây để các ngươi gặp mặt, lão giả họ không hời hợt nói. Đa tạ tiền bối. Vừa rồi vãn bối vẫn còn vô cùng lo lắng cho sư muội Nhiên lệ mừng rỡ vô cùng, khư tiền bối, thất môn tòa âm trận của ngài sao lại cuốn ba người vãn bối tới đây. Hắn lập do so dự một chút nhưng vẫn hỏi ta chỉ lợi dụng trận pháp chi lực động một ít tay chân tại nơi hay bạo phát âm lực nhất minh hà chi địa để ta có thể dễ dàng nắm giữ mức độ bộc phát âm khí ở minh hà chi địa khiến âm khí nơi đây không quá nhiều hay quá ít từ đó mất bình hành khiến không gian sụp đổ sở dĩ cả ba người bị cuốn tới đây là do ở gần khu vực phệ linh vũ khí trùng hợp vào thời điểm chi pháp lão già mỉm cười thoáng giải thích qua thì ra là thế hắn lập có chút giật mình khi thực dựa theo bổn ý của hắn thì còn muốn hỏi một chút về quan hệ giữa không gian này và la hầu thú nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn lại thôi. Không gian này có thế nào thì cũng đâu có quan hệ gì lớn đến hắn, nên không muốn khơi ra nhiều chuyện khác tránh dẫn đến việc gây ra sự phản cảm cho lão giả. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bức tường đá một bên của đại sảnh bỗng lóe thanh quang, một thông đạo lập tức hiện ra. Tiếp đó, hắc quang lóe lên, một đoàn âm khí cuốn quanh người một nữ tử xinh đẹp từ từ bay vào bên trong. Đây đúng là nguyên giao. Bị cuốn đến đây, nàng vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy hai người Hàn Lập và Nguyên Giao thì nét sợ hãi đã pha lẫn vui mừng hắn huynh, sư tỷ, hai người đều ở đây, thật tốt quá. Nàng lập tức chạy thẳng đến chỗ hai người, vui mừng nói. Lại là một người tu luyện công pháp quỷ đạo. Ồ, có thức kỳ quái, thân sắc lão giả vốn thong dong, nhưng ánh mắt vừa đảo qua người nguyên giao thì tỏ ra đầy bất ngờ. Tiền bối này là, nguyên giao nghe thấy âm thanh này thì lập tức đưa mắt nhìn lão giả. Tuy rằng không thể nhận ra tu vị nông sâu của đối phương nhưng tự đánh giá được người này khó đối phó. Chỉ là nàng cũng không hiểu tại sao thái độ của lão giả lại như vậy nhưng lệ đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái với tu vị đáng sợ của lão giả này thì chẳng lẽ trên người nguyên giao có thứ gì khiến lão biến sắc đúng lúc này lão giả vốn vẫn đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ tựa hồn như nhớ ra điều gì đó sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng đoạn vươn một ngón tay điểm về phía nguyên giao đầu ngón tay chật lóe thanh mang suy một tiếng bắn ra một sợi thanh ti tốc độ của thanh ti cực nhanh khiến đám người hàn lập không kịp phản ứng thoáng chốc nhập thẳng vào người nguyên giao biến mất không thấy bóng dáng a à, nguyên giao kinh hãi vội vàng giới bị đồng thời kiểm tra tình hình trong cơ thể mình nhưng lệ cũng kinh hãi thân hình lóe lên tiến đến sóng vai đứng cùng nguyên giao vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía lão giả nếu không phải biết rõ bản thân không phải đối thủ của đối phương thì không chừng nàng đã lập tức xuất thủ hai mắt hàn lập chỉ nhíu lại chưa hề động đậy nếu lão giả họ không có ý đầu gây bất lợi thì tại thời điểm phi kiếm của bản thân bị mất quyền khống chế đã động thủ ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận thấy đối phương có ác ý gì chẳng qua vì cẩn thận nên theo bản năng hai lòng bàn tay hàn lập càng siết mạnh linh thú hoàn và lôi châu quả nhiên lão già vẫn thản nhiên nói hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng lão phu chỉ làm một chút kiểm chứng với suy đoán trong lòng mà thôi vị đạo hữu này không hề có tổn hại gì kiểm chứng tiền bối định kiểm chứng điều gì dường như đây mới là lần đầu tiên vãn bối ra mắt tiền bối tuy rằng nghe lão già họ khương nói vậy nhưng nguyên giao vẫn không thể yên tâm chỉ là lúc này lão già họ khương lại động tay bắt quyết nguyên giao bỗng cảm nhận thấy trong đan điền mình nóng rực nàng không khỏi kinh hãi nhưng chưa đợi nàng thốt nên điều gì thì trên mặt đã lại xuất hiện một tầng lục sắc quang mang hai bên gò mà nổi lên từng mảng lục sắc phù văn đây là cái gì nhưng lại thấy dị trạng trên mặt nguyên Giao thì thất thanh hô lên còn nguyên Giao ngoại trừ dị trạng lúc trước thì hoàn toàn không biết đến phù văn trên mặt mình nàng cảm thấy khó hiểu khi nhiên lệ giật mình hô to quả nhiên cảm ứng của ta là đúng quả thực là thiên âm chi thể không ngờ rằng ta khổ công tìm kiếm nhiều năm không được đến lúc thối chí thì ông trở lại đưa đến cho ta quả thực là tốt thời gian vẫn chưa quá muộn miễn cưỡng đủ lão giả cười lớn dường như rất vui mừng thấy lão giả tỏ ra thất thố như vậy nguyên giao cùng nguyên lệ đều không khỏi dè chừng vô thức lùi về đằng sau mấy bước đánh ánh mắt cầu cứu về phía hàn lập ánh mắt hàn lập chớp động một chút rồi nhíu mày thiên âm chi thể vãn bối coi như kiến thức rộng rãi nhưng dường như chưa từng được nghe nói đến thể chất đặc thù này khương tiền bối cao hứng như vậy xin chỉ điểm cho vãn bối một chú tâm nguyện nhiều năm của lão phu đã được bù đắp nhất thời thất thố đã làm ba vị chê cười rồi Thiên âm chi thể thực ra không bắt nguồn từ nhân tộc chúng ta mà là cách nói đến một loại thể chất đặc thù của Trường Nguyên tộc. Các ngươi không biết cũng không có gì lạ, thể chất này đối với nhân tộc phổ thông cũng không có trợ giúp gì cho việc tu luyện, nhưng nếu muốn tu luyện một loại đại thần thông của Trường Nguyên tộc thì lại cần đến loại thể chất này mới được. Nhưng loại thể chất này ngay cả trong Trường Nguyên tộc cũng rất hi hữu, toàn các tộc khác càng không cần phải nói. Ít nhất lão phu cũng tiêu phí đến cả vạn năm tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vị đạo hữu này họ nguyên đúng không? Không biết nguyên đạo hữu có nguyện ý làm môn hạ lão phu lão giả tươi cười quay sang hỏi nguyên giao nghe mấy lời đằng trước của lão giả họ khương nguyên giao đã không khỏi giật mình nhưng sau khi nghe đến lời cuối thì nàng trở lên ngây ngốc tiền bối muốn thu nguyên sư muội làm đồ đệ ngay cả nhân lệ cũng ngây ra đúng vậy lão phu đúng là có ý này chẳng qua yên tâm lão phu không hề có ác ý ta cũng không gạt các ngươi quả thực lão phu nhìn chúng thiên âm chi thể của nguyên đạo hữu có thể tu luyện một loại đại thần thông thần thông này mà thành thì ta có bảy thành độ qua thiên kiếp sắp tới thậm chí là cả thiên kiếp lần sau nữa nếu vận khí tốt cũng có thể vượt qua có thời gian hai lần thiên kiếp tu vị của lão phu có thể tiến tiếp hai bậc bước vào đại thừa hậu kỳ cuối cùng tiến vào độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể lão già họ khương thu lại nụ cười thành khẩn nói độ kiếp kỳ chẳng lẽ tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ mưa dao hít sâu một hơi giọng nói run run hắc hắc từ vạn năm trước lão phu đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ thế nào với tu vị của lão phu nếu nguyện ý thu đồ thì không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chen lấn nhau muốn bái nhập làm môn hạ lão phu lão giả kiêu ngạo nói miên lệ tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ tuy rằng trong lòng hàn lập đã đoán trước một chút nhưng bây giờ nghe lão giả tự mình khẳng định thì cũng không khỏi thoáng kinh hô khóe mắt có chút kinh hoàng từ khi tiến vào linh giới thì đây chính là tu sĩ đại thừa đầu tiên hàn lập nhìn thấy lấy thân phận tiền bối làm sư phụ vãn bối đây là một việc vô cùng vinh hạnh chỉ là nó đến quá mức đột ngột tiền bối có thể để vãn bối cùng sư tỷ và hàn đạo hữu thương lượng một chút không nguyên giao dù sao cũng không phải nữ tu bình thường nàng cố gắng áp chế tất cả mớ hỗn loạn trong đầu rồi chậm rãi nói ha ha lão phu có chút lỗ mãng rồi việc này đương nhiên cần để nguyên đạo hữu nguy nghĩ qua các ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút trong động phủ của ta đi ba ngày sau cho ta một câu trả lời là được nếu nguyên đạo hữu có quyết định sớm hơn thì cũng có thể tới đây tìm ta lão giả họ khương khẽ vuốt râu nói dường như ông ta sớm đã định liệu trước tình huống này. Chương 1513, ý kiến trái chiều. Nghe lão giả họ Khương nói vậy, hai người Nguyên Dao Nguyên Lệ cũng cảm thấy nhẽ nhõm phần nào liền vội vã cảm ơn. Lão giả lại cười, đột nhiên vỗ tay. Thiên môn ngoài đại sảnh lóe lên bạch quang, một bật ảnh có chút mờ ảo hiện ra từ hư không. Anh nô, ngươi dẫn ba vị đạo hữu này đến khu phòng dành cho khách của ta để họ nghỉ ngơi. Ba vị đạo hữu cần gì ngươi cần tận lực thỏa mãn. Lão giả phân phó với bật ảnh. Vâng, chủ nhân. Bạch Ảnh cung kính khom người trả lời, Hàn Lập dùng thần niệm thoáng đảo qua Bạch Ảnh thì không khỏi dùng mình, khí tức của Bạch Ảnh này tuy cũng rất mạnh mẽ, kẻ này đã là một quỷ vương luyện hư hậu kỳ. Tuy trong lòng Hàn Lập còn một vài nghi vấn nhưng dưới cái nhìn chăm chập của Bạch Ảnh thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Nhìn ba người Hàn Lập biến mất sau thiên môn, lão giả họ Khương mới thu hồi ánh mắt, như lại lộ vẻ đăm chiêu. Đám người Hàn Lập đi cho Bạch Ảnh được gọi là ảnh nô đài liên tiếp xuyên qua vài thông đạo, trải qua một dãy phòng thì được dẫn tới trước một khu tiểu viện, tại tiểu viện này có hơn người gian nhà đá tuy rằng không tinh trí hoa mỹ nhưng cũng rất chỉnh tề có hàng có lối Bạn ảnh không thuốc khách khí chỉ vào tiểu viện lạnh lùng nói ba vị nghỉ ngơi ở đây đi ngoài ra ta khuyên ba vị một câu nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất không nên chạy loạn ở nơi này muốn gì ba vị cứ hô to tên tại hạ ba tiếng thì ta sẽ lập tức cảm ứng được mà đến bạch ảnh nói xong thì thân hình chớp lên một cái rồi biến mất để hại hàn lập cùng hai người nguyên giao đang ngơ ngẩn nhìn nhau trước hết cứ vào đó nghỉ ngơi một đêm rồi nói sao thời gian trước liên tục bỏ chạy, chắc hai vị đạo hữu cũng đã mệt mỏi. Có chuyện gì chờ ba người chúng ta khôi phục một chút tinh lực rồi cẩn thận bàn bạc, dù sao cũng có ba ngày thời gian. Cho nên không cần phải vội, Hàn lập thở dài, quay đầu nhìn hai người mỉm cười nói. Nhiên lệ miễn cưỡng cười đáp, có đôi mày liễu đen nhánh của nguyên dao vẫn nhíu chặt. Treo bản năng ưng một tiếng, Hàn lập gật đầu, bước vào tiểu viện chọn một gian nhà đá. Trên cửa nhà đá này cũng không hề có cấm chế gì, cho nên có thể đầy thẳng cửa mà vào diện tích trong phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 7-8 trượng vuông. Tất cả mọi vật dụng trong phòng đều có đầy đủ, từ bàn, giường, đều được làm từ đá. Tại một góc trong phòng thậm chí còn có một chiếc bồ đoàn bệnh bằng thúy thảo. Hắn lập nhíu mày, đoạn phất tay phóng ra hơn 10 cây trận kỳ tới bốn góc phòng, chúng lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Một tầng quang mạc thanh quang minh mông hiện lên. Đây chỉ là một cấm chế đề phòng nhìn trộm mà thôi, mặc dù không có tác dụng phòng hộ nhưng cũng không đến mức khiến bản thân bị âm thầm theo dõi mà không biết. Tiếp đó, Hàn Lập không chút do dự cười dày ngả lưng lên giường nằm ngủ, lại nói tiếp, từ khi tiến vào Minh Hà chi địa tới nay thì nếu không phải ứng phó với quỷ vật thì là không ngừng tinh kế với đám người quỷ bà, quả thực chưa từng nghỉ ngơi, hiện giờ tuy rằng hắn không hoàn toàn yên tâm về lão già họ Khương, nhưng lấy tu vị đại thừa kỳ của đối phương thì cho dù có cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng, nên ngược lại, hắn không lo nghĩ nhiều mà trực tiếp dẹp mọi chuyện sang một bên, chỉ một lát sau. Trong gian nhà đá đã vang lên tiếng ngáy đều đều của Hàn Lập, đêm nay, hắn có một giấc mơ tuyệt đẹp chẳng những mơ thấy cha mẹ huynh muội trước đây cùng cuộc sống nông dã trước đây mà còn thấy cả một số bạn bè thổ nhỏ tất cả lần lượt hiện ra tuy rằng tất cả đối với hắn đều rất thân quen nhưng khuôn mặt của từng người lại mơ hồ họ có thể thấy rõ cuối cùng một đôi mắt đẹp tràn ngập ngưu tình xuất hiện trong mộng chủ nhân của cặp mắt này đương nhiên là ái thê nam cung uyển tại nhân giới của hắn nam cung uyển không hề nói gì mà chỉ lặng lặng dùng ánh mắt cô nhu nhìn hàn lập trong mộng hàn lập cũng như si ngốc nhìn ái thê không nói lời nào dường như tất cả ngưu tình muốn nói đều gửi dám vào ánh mắt không biết qua bao lâu, mí mắt Hàn Lập khẽ giật, tỉnh lại từ trong mộng, trước mắt vẫn phảng phất nhìn thấy ánh mắt như làn thu thủy của Nam Cung Uyển. Hắn không lập tức rời giường mà vẫn nằm yên tại đó, tiếp tục tận hưởng tình cảm ngọt nào còn đọng lại. Qua tiếp thời gian một bữa cơm, nét si ngốc trong mắt Hàn Lập mới dần tiêu tán trở lại bình thường, không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe của Nghiên Lệ, "Hàn huynh đã dậy chưa? Nếu đã dậy thì chúng ta thương nghị một chút." Lời của nàng đầy khách khí, đạo hữu chờ một chút. Hàn Mỗ lập tức ra ngay. Hàn Lập ngồi dậy ngay lập tức, không lưỡng lự trả lời. Ta cùng sư muội tại gian nhà đá ở giữa chờ đại giá Hàn Huynh. Niên Lệ cười nhẹ, giọng nói phiêu đãng Hàn Lập thủng thẳng đi lại dày, rơi giường, đoạn giơ tay phóng ra một đoàn thanh quang rồi vuốt khắp toàn thân. Thoan chốc những chỗ quần áo nhăn nhúm đã được vuốt thẳng. Hàn Lập cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần sung túc. Lúc này mới đầy cửa bước ra khỏi nhà đá. Tối hôm qua hai người Niên Lệ cùng Nguyên giao ở một gian nhà khác trong biệt viện, không biết hai người này đã thương lượng qua điều gì chưa hắn lập rào bước tiến tới gian nhà đá ở giữa trong lòng tự cân nhắc một chút tiến tới gian nhà ở giữa nơi này so với nơi hắn ở thì lớn hơn khá nhiều giữa phòng có bày một bộ bàn ghế đá hai người nguyên giao và nghiên lệ đang ngồi đó nói chuyện mài ra ở bốn góc nhà đều có một cây hắc sắc phiên kỳ phiêu động tỏa ra một tầng hôi mang mờ ảo bao phủ trọn gian nhà đá xem ra hai người này cũng đã bố trí trước một vài cấm chế tại đây hàn huynh huynh tới thật đúng lúc ta cùng sư muội đang bàn về việc của khương tiền bối nhưng lệ vừa thấy hàn lập tiến vào thì mỉm cười đứng dậy trong mắt nguyên giao cũng thoáng lộ dị sắc cũng đồng thời đứng dậy đón chào ồ xem ra hai vị đạo hữu đã có thảo luận qua về việc này nếu tin tưởng hàn Mũi thì hai vị không ngại mà nói qua một chút chứ tuy rằng tu vị hàn mỗ không cao nhưng tự nhận thấy bản thân có chút cơ trí hàn lập mỉm cười sau đó hắn bước tiếp tới cùng hai người ngồi xuống kỳ thực sự tình cũng rất đơn giản lấy thân phận khương tiền bối thu tiểu muội làm đồ đệ quả thực là cơ duyên trời cho nhưng tiểu muội càng muốn trở về nhân tộc đi tìm công pháp bí thuật có thể khôi phục thân thể thần thông trường nguyên tộc kia cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể giải trừ bán quỷ chi thân nhưng sư tỷ lại cho rằng đây là một cơ hội khó có nên hy vọng tiểu muội đáp ứng nguyên giao bất đắc dĩ mở miệng nguyên sư muội khôi phục nhân thân cũng không cần quá nóng vội trước mắt hãy đi theo khương tiền bối tu luyện một thời gian chờ đến khi thần thông đại thành thì trở về nhân tộc tìm kiếm phương pháp khôi phục nhân thể cũng chưa muộn nhưng lệ lập tức phân tích thiệt hơn nếu thực sự về sau có thể khôi phục nhân thân thì tiểu muội lo lắng nhiều như vậy làm gì sư tỷ cũng biết rõ hai người chúng ta từ khi tu luyện âm dương luân hồi quyết thì thể chất đã có xu hướng biến thành quỷ vật tuy hai người chúng ta đã cật lực áp chế điều này nhưng chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ chân chính biến thành quỷ vật tiểu muội làm sao có thể tiếp tục trì hoãn mà tu luyện thần thông khác ngươi giao thở dài đầy buồn bã việc này tất nhiên ta biết cho nên mới nói sư muội lưu lại ngươi đây bái sư học nghệ ta trở về nhân tộc tìm công pháp bí thuật khôi phục nhân thân tuyệt không làm chậm trễ việc của sư muội nghiên lệ cũng thở dài một hơi trả lời sư tỷ biết rõ việc này rất khó ý tứ trong lời của khương tiền bối rất rõ hàn sư tỷ cũng biết thiên kiếp của tiền bối không lâu nữa sẽ tới cho dù tiểu muội hết lòng tu luyện thần thông của trường nguyên tộc kia thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi một khi trở thành môn hạ sao có thể vân tâm tu luyện thứ khác nguyên giao lắc đầu chỉ cần tỷ muội chúng ta cùng ở bên nhau thì cho dù biến hành quỷ vật cũng có sao linh giới hung hiểm sư muội không phải không biết cho dù hai người chúng ta khôi phục nhân thân nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ bỏ mạng nếu như vậy không bằng sư muội trở thành môn hạ khương tiền bối tiếp nhận che chở sau khi thần thông đại thành thì quay lại tu luyện bí pháp khôi phục nhân thân cũng không muộn hơn nữa cho dù hai ta có trở thành quỷ vật chi thân thì khẳng định sẽ có khác biệt so với quỷ vật chân chính hẳn là còn phương pháp nghịch chuyển càn khôn hơn nữa thấy khương tiền bối coi trọng ngươi như vậy nếu ngươi không đáp ứng chỉ sợ cũng khó có thể đi khỏi nơi này nhiên lệ tiếp tục khuyên nếu thực sự không có phương pháp nghịch chuyển thì sao ánh mắt nguyên giao liếc nhìn hàn lập có chút khác thường tiếp tục lắc đầu không đồng ý hàn huynh huynh thấy việc này thế nào nhưng đệ bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng quay sang cầu cứu hàn lập ý của hai vị đạo hữu ta đã nghe rõ chủ yếu là do nguyên cô nương lo lắng sau này không thể khôi phục nhân thân cho nên lúc này không muốn bái làm môn hạ khương tiền bối còn nhiên đạo hữu lại cảm thấy đây là cơ duyên khó có được nên không muốn nguyên cô nương bỏ qua ta nói vậy đúng chứ hàn lâm trầm ngâm một chút rồi bình tĩnh phân tích đúng vậy kỳ thực hai người chúng ta đã nói từ tối hôm qua nhưng không ai thuyết phục được ai. Nhiên lệ cười khổ một tiếng, tâm tình không muốn trở thành quỷ vật của nguyên cô nương, hàn mỗ tất nhiên hiểu được. Việc niên đạo hữu không muốn nguyên cô nương bỏ qua cơ hội khó có này tại hạ cũng hiểu. Kỳ thực hai vị đạo hữu đều không hề sai, hàn lập mỉm cười trả lời. Hàn huynh, ta cùng sư muội tìm ngươi để thương lượng việc này chứ không phải để ngươi cho đùa. Hai hàng lông mày nhiên lệ nhíu chặt lại, lời nói có chút bất mãn. Ha ha, đạo hữu hiểu, hiểu nhầm rồi. Kỳ thực hàn mỗ muốn, nói là, hai việc mà nguyên cô nương cùng ngươi vừa nêu không phải không thể đồng thời giải quyết hắn lập cười dài nói cái gì lời của hắn huynh là thật sao nhưng lệ ngẩn ra nửa tin nửa ngờ nguyên giao cũng có chút kinh ngạc chương một nghìn năm trăm mười bốn tân thanh nguyên kiếm quyết việc này trọng đại hắn mỗ nào dám nói dỡn cùng hai vị hắn lập nghiêm sắc mặt nếu quả thật có biện pháp chọn cả đôi đều thì là tốt nhất hắn huynh xin nói ra cao kiến như lệ mừng rỡ nói kỳ thật việc này hai vị đạo hữu chỉ cần đem lỗi khó xử của mình trực tiếp nói với khương tiền bối là được hai vị chẳng lẽ đã quên tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ thâm khả bất chắc có một số việc đối với chúng ta là rất khó phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành nhưng đối với một tu sĩ đại thừa mà nói thì chỉ là một thoáng nhấc tay mà thôi cho dù không thể lập tức nghịch chuyển hai vị từ bán quỷ chi thân về nhân thân nhưng bảo trì khiến quá trình chuyển hóa ngưng tại là khẳng định có thể hai vị đạo hữu sao không đi hỏi trước rồi quyết định cũng không muộn Hán lập mỉm cười nghe hàn lập nói vậy Nguyên giao cùng niên lệ đều rung động đa tà hàn huynh đề tỉnh hai người chúng ta như ở trong mê cục không suy nghĩ thấu đáo không ngờ sự tình lại đơn giản như vậy vẻ mặt Nguyên lệ vô cùng hưng phấn nói nguyên giao suy nghĩ một khối cũng gật đầu nói thật so với việc nguyên cô nương làm môn hạ khương tiền bối thì tại hạ còn có một chuyện khác băn khoăn hàn lập chủ trừ một chút rồi bỗng nhiên nói ra ý của hàn huynh là niên lệ ngần ra đôi mắt đẹp của nguyên giao cũng ngóng nhìn hàn lập không chớp lấy một cái Hàn Lập cười hắc hắc cũng không lập tức nói ra mà khẽ truyền tay lấy ra một đồ vật màu đen. Trong nháy mắt, vật này hóa lớn đến cả trượng. Đây đúng là nguyên tử thần sơn. Cổ tay khẽ rung lên, tiểu sơn đã hóa thành một đạo ô quang bay lên nóc nhà quay tròn trên đỉnh đầu ba người rồi phóng ra từng mảnh hô sắc hà quang bao. Phủ ba người vào bên trong, nhìn quang cháo màu xám này, nhị nữ không khỏi bất ngờ nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi. Lúc này Hàn Lập mới bình tĩnh nói. Đây là nguyên tử thần quang mà ta tu luyện, cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ đại thừa nhưng để phát hiện có thần niệm theo dõi hay không thì vẫn có khả năng. Mấy lời kế tiếp muốn nói với hai vị đạo hữu có chút bất kính với Khương Tiền Bối, hắn mẫu muốn làm tiểu nhân trước quân từ sao? Nhắc nhở hai vị một chút, nhân đạo hữu một lòng muốn Nguyên cô nương bái nhập làm môn hạ Khư Tiền Bối nhưng đã từng nghĩ tới vạn nhất nếu không phải tiền bối muốn, nhiều Nguyên cô nương trợ lực độ kiếp mà là có mục đích khác, hoặc là phương pháp độ lôi kiếp chính là Nguyên cô nương. Như vậy thì việc Nguyên cô nương bị tổn hại, hoặc nguy hiểm về tính mạng rất dễ xảy ra các ngươi đã nghĩ tới chưa nhị nữ lướt mắt nhìn nhau cũng không lộ vẻ giật mình ngược lại nghi lệ hượng cười nói lời này của hàn huynh có chút quá rồi lấy thân phận tu sĩ đại thừa của khương tiền bối thì sao có thể lừa gạt chúng ta hàn lập nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ độc nhìn hai người một lát mới khẽ lật đầu cười xem ra là tại hàn mỗ đã quá lo lắng hai vị đạo hữu nếu không lo lắng đến vấn đề này thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều chỉ là cuối cùng xin nhắc nguyên cô nương một câu Khương Tiền Bối đã dùng ngữ khí thương lộ để mong nhận ngươi làm môn hạ thì khẳng định cũng có băn khoan riêng của mình. Chỉ sợ do không tiện vận dụng thủ đoạn cứng rắn, Nguyên đạo hữu chỉ cần giữ chừng mực thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ từng giữ hóa lành, đa tạ các ngôn của Hàn huynh, Nguyên giao cười khổ, lên tiếng cảm ơn, khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, đoạn vung tay lên không trung, Nguyên Tử Thần Sương vốn quay tròn phía trên bỗng biến mất, khôi sắc quang cháo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã. Tiếp theo, Hàn Lập cùng nhị nữ lại trao đổi qua một số sự tình khác, cũng có một số suy đoán, phân tích vì sao Khương lão giả lại ở nơi đây. Tiếp đó, Nguyên Giao cũng không kiềm chế được mà muốn lập tức đi gặp lão giả hỏi xem có phương pháp xử lý chuyện bán quỷ chi thân của nàng không. Hàn Lập cùng Nguyên Lệ tất nhiên sẽ không ngăn cản, cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá. Nguyên Giao hô to ba tiếng, Bạch Ảnh lập tức xuất hiện, sự xuất hiện của hắn nhanh đến lỗi có cảm tử như hắn chưa từng rời đi khỏi nơi đây. Nghe ba người nói muốn đi gặp lão giả họ Khương thì quỷ vật gật đầu, xoay người dẫn ba người rời đi một lát sau ba người đã trở lại đại sảnh hôm trước gặp gỡ lão già lão già họ khương vẫn ngồi trên ghế vừa thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái hỏi kẽ nào nguyên cô nương đã nghĩ thông nguyện ý bái nhập làm môn hạ khương mẫu chứ được lọt vào mắt xanh của tiền bối vãn bối cảm kích vô cùng tất nhiên là nguyện ý ở lại tu luyện bên cạnh tiền bối nhưng vãn bối có một việc khó xử chỉ sợ khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ tiền bối nguyên giao trước khách vén áo chi lễ rồi lại đưa ra lý do thoái thác khi trước của mình cẩn thận nói ra việc khó xử. ha ha có sự tình gì không mại nói thử với lão phu xem lão giả họ không thấy nguyên giao nguyện ý bái sư thì hai mắt sáng lên rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình nguyên giao cũng không dám trần chiếu chầm chậm nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình ra ha ha ta tưởng sự tình gì hóa ra là việc một lần nữa trở về thân thể con người việc nhào chỉ cần ta khai lô luyện chế vài loại đan dược lại tư phí một chút pháp lực giúp ngươi khu trừ âm lực trong cơ thể là có thể khôi phục nhân thân tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi căn bản sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện thần thông trường nguyên tộc lão già họ khương nghe vậy thì cười ha hả cho lời ông ta thì việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng kể nếu được như vậy thì vãn bối xin nguyện ý bái tiền bối làm thầy giao nhi bái kiến sư phụ nguyên giao quá đỗi vui mừng lập tức quyết đoán hành đại lễ với lão già tốt tốt đồ nhi an tâm mấy năm tới lão phu sẽ giúp ngươi khôi phục nhân thân lúc đó mới để ngươi tu luyện thần thông của trường nguyên tộc lão già cũng cao hứng lập tức phất tay áo một cỗ lực lượng vô hình cuốn quanh thân thể nguyên giao đỡ nàng đứng lên sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân đồ nhi vốn không nên quá phận nhưng nghiên lệ sư tỷ là tỷ muội từ thủ nhỏ với giao nhi cả hai nương tựa vào nhau mà sống tiền bối nếu không ngại xin thu nhận thêm niên tỷ tỷ làm môn hạ giúp tỷ tỷ truyền từ bán quỷ chi thể về nhân thân nguyên giao vừa đứng dậy bỗng hai mắt đỏ lên hướng về phía lão giả cầu xin ta thu ngươi làm môn hạ đã là phá lệ rồi lão phu không thể tiếp tục thu nguyên đạo hữu làm đệ tử nhưng nể mặt ngươi ta có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân khương lão già khó xử lúc lâu sau mới thở dài một hơi nói nguyên giao vốn định tiếp tục cầu xin nhưng nghiên lệ bên cạnh đã cướp lời tiến tới bái lão già một cái nàng nhìn nguyên giao lắc đầu nói tiền bối hao phí đan dược cùng pháp lực giúp ta khôi phục nhân thân nghiên lệ đã vô cùng cảm kích sao có thể hy vọng so với được bái nhập làm môn hạ khương tiền bối sư muội đừng làm tiền bối khó xử lời này của nguyên lệ là thật tình thần sắc nguyên giao ti buồn bã nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng nàng biết rõ với thân phận của khương lão giả một khi đưa ra quyết định khẽ không dễ dàng thay đổi có thể đáp ứng khôi phục nhân thân đã là quá chiếu cố rồi muốn tiếp tục cầu xin thêm nữa quả thực không thể được hàn lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đại sảnh vẫn yên lặng đứng một bên không nói lời nào nhưng vẫn thủy chung chăm chú quan sát nét mặt lão giả muốn từ đó mà nhìn ra một chút gì nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lòng xuống xem ra vị khương lão giả này thực sự muốn thu đồ hàn đạo hữu ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi, ngươi có bằng lòng không? Bên tai Hàn Lập bỗng vang lên truyền âm của lão già khiến Hàn Lập giật mình, tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói. Vãn bối xin lắng nghe. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, đồng dạng truyền âm trả lời. Ngươi giao cùng nguyên lệ bên kia thấy môi lão giả cùng Hàn Lập khẽ động nhưng lại không phát ra âm thanh thì biết hai người đang dùng truyền tâm thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng chỉ đứng yên tại nó. Kỳ thực, nếu lão phu không phát hiện đồng bạn của ngươi là thiên âm chi thể thì vốn muốn thu ngươi làm môn hạ cho ngươi kế thừa y bát của ta nhưng hiện tại một bên ta đã thu giao nhi làm đồ đệ một bên còn phải chuẩn bị độ thiên kiếp nên không thể phân tâm thu thêm ngươi việc này quả là tiếc nuối ta vốn rất hứng thú với con đường phát thể song tu của ngươi thực sự rất hứng thú lão giả từ từ truyền âm lời nói đầy vẻ đáng tiếc điều này chứng tỏ vãn bối không đủ phúc duyên không thể trở thành môn hạ của tiền bối hàn lập nghe được lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn một lúc lâu sau mới trả lời chẳng qua ngươi cũng đã học được kiếm quyết lưu tại nhân giới của thanh nguyên tử hơn nữa lại dùng kim lôi trúc luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm nên cũng miễn cưỡng xem như nửa môn nhân của ta như vậy đi nếu ngươi còn hứng thú với việc tu luyện tân thanh nguyên kiếm quyết và một lần nữa tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm thì ta có thể đem thần vong này truyền cho ngươi chẳng qua ngươi dù sao cũng không phải đệ tử chân chính của ta nên muốn có khẩu quyết này thì cần vài thứ để trao đổi ngươi cứ suy nghĩ đi lão giả trầm giọng nói tân thanh nguyên kiếm quyết Hàn Lập nghe xong cũng thoáng rung động. Đúng vậy, kỳ thực kiếm quyết thanh nguyên tử lưu lại ở nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi. Sau khi tiến vào linh giới mới tiếp tục sáng tạo ra nửa sau kéo dài thẳng tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Sau đó bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể với trường nguyên tộc ta mới truyền tu thần thông của trường nguyên tộc. Nhưng muốn tu thành kiếm quyết này thì ngươi cần một lần nữa tinh luyện lại bài trừ tạp chất trong phi kiếm kim lôi trúc của ngươi. Đến khi tu luyện đại thành có thể bày ra kiếm trận đối kháng được với tồn tại hợp thể hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Lão già khẽ mỉm cười nói vãn bối chỉ là một tu sĩ hóa thần đâu có đồ vật gì trên người có thể lọt vào trong mắt tiền bối tuy động tâm nhưng hàn lập vẫn bảo trì lý trí hỏi những vật khác của ngươi có lẽ là đúng vậy như loại tài liệu kim lôi trúc này ngươi còn chứ hai mắt lão già híp lại nói ra từng chữ kim lôi trúc tiền bối muốn vật này hàn lập ngẩn ngơ việc này quả nằm ngoài dự đoán của hắn đúng vậy ngươi nếu có thể có đủ kim lôi trúc luyện đề ra ba thanh phi kiếm thì ta sẽ đem tân kiếm quyết này truyền thụ cho ngươi nếu nhiều hơn ba thanh thì ta còn có thể tự mình giúp ngươi tinh luyện 72 thanh phi kiếm lão giả cười nhẹ nói chương 1515, trúc diệp tiền bối khẳng định vãn bối có tài liệu kim lôi trúc nhét mặt hàn lập kỳ khoái chậm rãi hỏi tất nhiên lão phu không thể khẳng định nhưng hàn đạo hữu một lần có thể luyện chế 72 cây phi kiếm kim lôi trúc nên đoán chắc số kim lôi trúc còn dư trong tay đạo hữu cũng không ít bởi vậy ta mới nhắc tới chuyện này khương lão giả thản nhiên nói chỉ sợ khiến tiền bối thất vọng rồi trong tay Vãn Bối quả thực không còn thừa kim lôi trúc, năm đó do cơ duyên nên mới có vừa đủ số trúc để luyện chế 72 cây phi kiếm mà thôi. Hàn Lập thở dài một hơi, trả lời, "Không có." Lão già như mày, tựa hồ có chút bất ngờ. "Đúng vậy, Vãn Bối tuy rất muốn nhiều tiền bối tinh luyện lại phi kiếm nhưng cũng đành lực bất tòng tâm." Hàn Lập cười khổ, lời này của hắn cũng không phải là giả, tuy rằng trong tay hắn có cái bình nhỏ thần bí cùng linh căn kim lôi trúc, nhưng nhiều năm qua, tích tà thần lôi ẩn chứa trong 72 phi kiếm gươn luôn đủ để hắn sử dụng còn bình nhỏ cũng cần để thôi thúc nhiều loại khác nhiều năm trôi qua hắn không bồi dưỡng thêm kim lôi trúc nên hiện tại đột nhiên khương lão giả muốn dùng kim lôi trúc để cho đổi tuy hắn động tâm nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cự tuyệt lão giả ngóng nhìn hàn lập một hồi lâu nét mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì lúc này mới nhàn nhạt nói nếu không có kim lôi trúc thì lão phu cũng không thể giao kiếm quyết cho ngươi đúng rồi năm đó ngươi thu kim lôi trúc hẳn là cũng lấy được không ít lá kim lôi trúc lão giả tựa hồ nhớ tới điều gì cuối cùng lại nhắc tới lá của kim lôi trúc quả thực do vãn bối thấy lá trúc này rất kỳ lạ phi kim phi mộc tuy không biết sử dụng nhưng vẫn thu lại tất cả hàn lập ngơ ngác một lúc thành thật trả lời thu lại tất cả tốt lắm tuy ngươi không có kim lôi trúc nhưng giao lại cho ta lá trúc này ta cũng có thể đem kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện truyền thụ cho ngươi nhưng ta cũng sẽ không thể giúp ngươi tinh luyện phi kiếm ngươi nguyện ý chứ trong ánh mắt lão giả thoáng hiện nét vui mừng đương nhiên là nguyện ý hàn lập không chút do so dự nói cho dù biết là kim lôi trúc có chỗ thần diệu, đều không thì đối phương cũng đã không yêu cầu thứ này. Nhưng đối với hắn mà nói thì dùng một đồ vật không thể sử dụng đối lấy một thứ có thể dùng đương nhiên là một việc nên làm. Chư vật thủ trạc của Hàn Lập sáng lên, thanh mang chớp động, Thoan chốc hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay. Tiếp đó cổ tay khẽ rung lên đưa hộp gỗ đến phía đối diện, lão giả tuy không cử động chỉ có ánh mắt lóe lên kỳ qua hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người đã lập tức dừng lại giữa không trung. Tiếp nó, phốc phốc hai tiếng, nắp hộp tự động mở ra để lộ từng chồng lá trúc kim quang rực rỡ như được đúc ra từ vàng ròng không sai đây chính là lá kim lôi trúc ánh mắt lão giả thoáng quét qua hai chiếc hộp trong nháy mắt đã phân biệt thật giả nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng tay áo ông ta rung lên hai hộp gỗ một lần nữa tự động đậy lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh tiếp đó ngón tay ông ta lại bắn ra một đạo bạch quang đến thẳng chỗ hàn lập hàn lập phung tay bắt lấy đạo bạch quang này đây rõ ràng là một khối ngọc giả tân kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện đều đã được ta hy lại trong đó ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút để tránh việc lão phu lừa vặt ngươi lão giả mỉm cười nói Vãn bối không dám Hàn lập cũng không hề quan sát ngọc giản mà lập tức thu nó vào trong áo lão giả thấy vậy khẽ vật đầu lá trúc cũng đã giao cho tiền bối tiền bối có thể cho vãn bối biết một chút lá trúc này dùng để làm gì được không cũng là để vãn bối tăng thêm kiến thức hàn lập không nhịn được liền hỏi ha ha trong tay hàn đạo hữu có phải còn lưu lại một ít lá trúc đúng không Yên tâm, trường này cũng đủ để ta dùng nên ta sẽ không chú ý đến phần ngươi lưu lại. Trong nhân tộc rất ít người biết, nhưng ở trường nguyên tộc thì ai cũng biết đến việc này. Nói cho ngươi cũng không sao cả. Lá kim lôi trúc có hai công năng sử dụng, một là có thể dùng để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi, trong lúc đối phó với ma vật uy lực còn trên tích tà thần lôi, là một lợi khí khi tu sĩ bước chân vào đại thừa kỳ để đối phó với vực ngoại thiên ma. Còn công năng nữa chính là dùng để ngươi linh trùng, nó có khả năng khiến linh trùng sinh ra biến dị rất lớn. Nhưng yêu cầu là cũng cần phải ăn khá nhiều lá kim lôi trúc mới được, lão già không hề để ý, đem tất cả công dụng nói cho Hàn Lập, vực ngoại thiên ma là gì? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu, vực ngoại thiên ma cũng giống tư lôi kiếp của tu sĩ chúng ta. Lôi kiếp của tu sĩ trên linh giới trên cơ bản thường cách một đoàn thời gian sẽ diễn ra không thay đổi, hơn nữa vực ngoại thiên ma là một loại ma đầu công kích sau khi tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô sắc, giống như tâm ma nhưng so với tâm ma lợi hại gấp trăm lần. Nói như vậy, khi pháp lực của tu sĩ đại thừa chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định thì vực ngoại thiên ma này sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn cản được thì thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô uế cuối cùng trở thành một thành viên trong thiên ma. Ta muốn dùng một ít lá kim lôi trúc để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi để phòng khi độ kiếp bị thiên ma quấy rối. Lão giả do hôm nay đặt thành hai tâm nguyện tâm tình rất tốt nên mới nói nhiều như vậy. Trên mặt hàn lập dường như nghĩ tới điều gì đó, đặc biệt là lúc nghe thấy lá kim lôi trúc có thể khiến linh trùng biến dị thì trong lòng thoáng động. Đúng rồi. Hàn đạo hữu định ở tại chỗ này bao lâu? Lão giả bỗng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi. Nơi đây âm khí quá nặng không thích hợp để vãn bối tu hành lâu dài. Hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý nên không thể ở chỗ này lâu. Hàn lập trần chờ một chút rồi trả lời. Vừa nghe Hàn lập nói vậy, sắc mặt nguyên dao trắng nhợt như nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Mọi trừ nghiên lệ đứng ngay bên cạnh thì những người khác đều không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt nghiên lệ khẽ động, khoái miệng hơi nhếch thoáng để lộ nét mặt kỳ khoái nhưng cũng lập tức che giấu đi nói như vậy thì ngươi đã tìm được phương pháp rời khỏi không gian này. Khương lão giả nhìn Hàn lập, nét mặt đầy thưởng thức. Ván bối còn chưa tìm được. Hàn lập sờ mũi, xấu hổ nói: Ha ha, vậy ngươi cũng không cần tìm. Để đưa người tiến vào không gian này có lẽ lão phu không làm được nhưng để đưa người rời đi thì lại có biện pháp. Nếu không lão phu sao có thể yên tâm sống trong thánh địa phù du tộc này được? Mấy ngày nữa lão phu sẽ tự mình thi pháp đưa ngươi rời đi. Lão giả hắc hắc cười nói. đa tạ tiền bối. Hàn lập không khỏi vui mừng lập tức mở lời cảm ơn Như ngươi nên nhớ kỹ lão phu không hề làm chuyện không công mà do còn muốn cùng ngươi làm tiếp một số giao dịch khác nét mặt vui mừng của hàn lập chưa hết thì lão giả đã tiếp tục truyền âm tới tiếp tục giao dịch hàn lập ngẩn ngơ đạo hữu có hứng thú với minh hà thần nhũ không thanh âm của lão giả trở nên ngưng trọng tiền bối định lấy thần nhũ ra để giao dịch hàn lập giật mình kinh hãi lão phu ở minh hà chi địa thời gian dài như vậy nếu ngay cả một chút thần nhũ cũng không lấy được thì chẳng phải là một việc đáng chê cười sao lão giả cười nhạt một tiếng bộ dạo tỏ ra đây là một việc đương nhiên chẳng lẽ người phù du tộc không biết việc này thần nhũ không phải là có hai minh lôi thú canh giữ sao hàn lập nghi hoặc hỏi hai con minh lôi thú đó có thể ngăn cản lão phu sao ta tất nhiên là có thủ đoạn tránh khỏi tay mắt chúng mà lấy di thần nhũ hơn nữa mỗi một lần lão phu lấy đi cũng không nhiều nên ngay cả bọn họ có biết cũng không dám tìm lão phu lý luận khương lão giả nạo mỹ nói thần nhũ đương nhiên là vãn bối muốn nhưng quả thực trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối hàn lập kinh hãi một hồi có xử nói lão phu đâu có nói muốn thứ gì trên người ngươi lời của lão giả có chút quỷ dị ý của tiền bối là thân sắc hàn lập thoáng động rất đơn giản vì ta còn phải nên đón đợt thiên kiếp tiếp theo nên không thể rời khỏi không gian này nhưng có một yêu cầu trọng yếu chỉ cần ngươi ở bên ngoài giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu trong vòng ngàn năm sau đó đưa đến đây thì ta sẽ dùng một chút minh hà thân nhũ để trao đổi hàn đạo hữu cảm thấy giao dịch này thế nào lão già hỏi tiền bối vẫn chưa nói cho vãn bối biết cần thu thập những thứ gì hàn lập không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại thấy thái độ hàn lập cẩn thận như vậy ngược lại khương lão già tỏ ra rất hài lòng không nói một lời ông ta vứt tay láo lại phóng ra một khối ngọc giản nữa hàn lập cầm lấy khối ngọc giản này đem thần thức tiến nhập vào trong đó chỉ một lát sau sắc mặt của hắn tỏ ra trù trừ không quyết qua một lúc nữa hàn lập mới rút thần niệm khỏi ngọc giản cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lão già ngượng cười tiền bối Tuy rằng những thứ người nêu trong mộc giản không nhiều nhưng Vãn Bối cũng mới nghe qua một phần mười trong số đó mà thôi. Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm, nếu không có cơ duyên thì ngay cả nhìn thấy cũng khó. Tiền bối cũng quá đề cao Vãn Bối rồi. Hàn Đạo Hữu thấy Minh Hà Thần nhũ là thứ phổ thông sao? Đây là thứ mà ngay cả tu sĩ hợp thể cũng mong muốn, không tiếc mạo hiểm tính mạng để lấy được. Huống hồ ta cũng không bảo ngươi cần nhất định thu đủ số lượng trong danh sách, chỉ cần ngươi tìm cho ta 2 phần 3 rồi trở về đây thì ta cũng sẽ dùng thần nhũ trao đổi, lão giả thông giọng nói. 2 phần 3. Nếu như vậy thì cũng không phải không có hy vọng làm được, Hàn Lập cân nhắc thêm một lát rồi nói. Nói như vậy, Hàn Đạo Hữu đã đáp ứng giao dịch này phải không? Nếu vậy thì việc ta đưa ngươi rời khỏi Minh Hà Chi địa coi như là đặt cọc trước, vãn bối có thể không đáp ứng sao? Hàn Lập phút mũi, cười khổ nói. Hai ngày sau, ta sẽ đưa Đạo Hữu rời khỏi Minh Hà Chi địa, hai mắt lão giả híp lại, cười lớn. Chương 1516, ly khai, hai ngày nhanh chóng trôi qua, tại trên một đỉnh núi vô danh của bạch sắc sơn mạch có bố trí một pháp trận cực lớn to hơn trăm trượng bên cạnh pháp trận này do tám tòa cao thai tổ thành mỗi một tòa đều cắm một cây phiên kỳ cực lớn phù văn kim ngân sắc không ngừng chấp động ở phía trung tâm pháp trận hàn lập đang đứng yên trong đó bên ngoài có vài người đang đứng đúng là khương lão giả và hai người nguyên giao nghiên lệ trên không trung vũ khí minh mông giữa không trung một đạo bạch ngân thật lớn hơn trăm trượng di động như ẩn như hiện hàn đạo hữu Ta tuy rằng mượn khe hở không gian ở Minh Hà Chi Địa dùng truyền tống trận đem ngươi ra ngoài, nhưng ngươi truyền tống tới nơi nào ở ngoại, dưới thì ta không cách nào cam đoan. Chỉ là ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không đem ngươi truyền tống tới đại lục khác. Hơn phân nửa sẽ ở phụ cận khu vực phi linh tộc, một lúc sau. Lão giả cúi đầu nói với Hàn Lập, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã biết. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, cung kính trả lời, "Hại lắng, thời gian cũng không sai biệt. Bây giờ ta sẽ thi pháp đưa ngươi rời khỏi Minh Hà Chi Địa." đúng rồi vật này cất kỹ đến khi ngươi thu thập đủ muốn tiến vào nơi đây thì cứ theo phương pháp ở đó tiến nhập minh hà chi điện thứ này ta chỉ có một khối thôi hơn nữa lại là tiêu hao phỏng lão giả vung tay lấy ra hai đầu vật hắn lập phôi đưa tay nhận lấy ngưng thần nhìn lại rồi lên tiếng nghịch tinh bàn tiền bối lại có vật này trong tay hắn là một phiên cầu tỏa ra bạch quang cùng một khối nam sắc ngọc giản ồ ngươi cũng biết đến vật này quả là bất ngờ chẳng qua đây cũng không phải nịch tinh bàn chân chính mà chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm, ta ban đầu chế được mấy khối nhưng hơn phân nửa đã dùng hết, hiện tại chỉ còn một kiện này. trong ngọc giản có gì lại phương pháp để ngươi tiến vào minh hà chi điện, về sau ngươi xem kỹ là được. mài ra. hai con phệ kim trùng ngày đó ngươi đem dò đường cũng thu lại đi. trên mặt lão giả thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ nhàn nhạt nói vài câu rồi khẽ vung tay áo. nhất thời một bảo vật thanh sắc từ trong tay áo bay ra đây là một bảo tháp bằng gỗ toàn thân phủ một màu thúy lục bảo vật này quay tròn một vòng nhất thời hai đóa kim hoa từ trong đáy tháp phòng ra đây đúng là hai con phệ kim trùng bị lão giả thu lấy lúc trước hắn lập thấy vậy thì cũng vui vẻ vẫy tay tức thì hai con phệ kim trùng dương cánh bay trở về hàn đạo hữu không ngờ ngươi lại có thể đào tạo ra phệ kim trùng thành thục thể quả là thiên đại cơ duyên chẳng qua ta cũng cho đạo hữu một lời khuyên phệ kim trùng thành thục thể tuy vô cùng đáng sợ như dù sao cũng là loại linh trùng quần cư chỉ khi đạt tới một số lượng nhất định mới có thể chân chính phát huy uy lực còn nếu ít cỏi quá sẽ bị tu sĩ cấp cao dùng bảo vật mộc thạch thuộc tính khắc chế hơn nữa chỉ có dùng làm đòn bất ngờ chế thắng mà thôi đào hữu tư phí tâm tư trên đám kim trùng này không bằng đặt tâm tư trên việc tu luyện của bản thân đương nhiên nếu có thể đào tạo ra cả ngàn đầu phệ kim trùng thành thuộc thể hơn nữa sử dụng như tay chân thì có thể tung hoành khắp nửa linh giới bảo vật mộc thạch thuộc tính cũng không thể vây khốn nhiều phệ kim trùng thành thuộc thể như vậy chỉ là sử dụng chúng với số lượng lớn như vậy khiến cường độ thân niệm tiêu hao quá nhiều ngay cả tu sĩ đại thừa như ta cũng không thể chịu được nếu ngươi có thể đào tạo ra phệ kim trùng vương trong truyền thuyết thì không chỉ tu sĩ đại thừa như ta mà chỉ sợ ngay cả chân tiên trên tiên giới cũng phải thối lui ba thước lão già cười khẽ vài tiếng nhắc nhở phệ kim trùng vương hắn lập nghe xong thì ngần ra hắn quả thực lần đầu tiên nghe nói đến tên này thế nào ngươi không biết à mà cũng phải biết về phệ kim trùng vương cũng chỉ có phù du tộc cùng vài dị tộc có liên quan đến trùng loại mà thôi nên không biết cũng không có gì ngạc nhiên những việc có liên quan ta cũng không nói nhiều có cơ hội thì ngươi tự mình tìm tư liệu liên quan phệ kim trùng vương chỉ là một truyền lưu lâu đời mà thôi chưa từng nghe nói có ai thực sự bồi dưỡng ra được ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều lão giả cười nói tiếp đó không hề nói thêm điều gì một tay bắt đầu huy động pháp quyết tầm ẩm bầu trời quang đãng bỗng rền vang tiếng sấm hoàng không phủ cận chợt trở lên u áng Cùng phong lò thét ở trong gió tiếng trung ngữ mơ hồ từ trong miệng lão giả từ từ vang lên tuy rằng thanh âm không lớn nhưng vô cùng rõ ràng một màn kinh người xuất hiện tuy không thấy lão giả có bất cứ hành động gì nhưng tám cao thai đồng thời rung lên trên pháp trận nổi lên từng trận ông minh linh ti đủ mọi màu sắc ở phụ cận pháp trận hiện lên hoa thành vô số quang hà cuốn đến tám cây cự phiên linh quang trên tám cây cự phiên chớp động dần dần tỏa ra vạn đạo quang hà từng đợt linh áp kinh người truyền đi khắp pháp trận vô số phù văn xuất hiện trong pháp trận dần dần sáng lên thân ở trung tâm pháp trận hàn lập có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng ấn chứa trong đám phù văn này đáng sợ cỡ nào nếu đám phù văn này đồng thời bạo liệt thì cho dù hắn có mình đồng ra sát cũng tuyệt đối không thể ngăn cản sắc mặt hàn lập khẽ biến hít sông một hơi Ngư dao ở bên ngoài pháp trận nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng trở lên biến đổi ánh mắt nhìn hàn lập không khỏi lộ ra vẻ lo lắng tám cây cự phiên bát đầy quay tròn từ trên mặt lá cửa đồng thời bắn ra tám đạo quang trụ to bằng cái bát ăn cơm lên thẳng trên trời thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng nhất thời đạo bạch ngân trên không trung bùng lên tòa ánh sáng rực rỡ mạnh hơn lúc trước đến mấy lần lão giả thấy vậy thì phất một tay lên không trung pháp trận trên không vang lên từng tràng âm thanh trầm thấp thanh quang chói mát một cây thanh sắc kiếm quang hiện ra chạm vẻ mặt lão giả không chút thay đổi quát lên một tiếng chói tai hai ngón tay hướng về phía kiếm quang khẽ điểm thanh sắc kiếm quang thoáng chốc nhắm thẳng đạo bạch ngân trên bầu trời chém lên không chung gần đó bỗng nhiên nổ vang ông ông không dứt dường như thiên địa nguyên khí gần đó đều bị một kiếm này hút sạch thanh sắc cự kiếm trong lúc chém tới đã không ngừng lớn lên như một thanh kình thiên thần binh che kín hơn nửa thiên không sạt một tiếng giây phút này dường như vang vọng trong khắp thiên không thanh sắc cự kiếm chém mở đạo bạch ngân ở trong bạch ngân hiện ra một khe nhỏ màu đen một tay lão giả vung lên cự kiếm lập tức tiêu thất cùng lúc đó tại phục cận khe nứt màu đen đó hiện ra tám đạo phù văn thật lớn mỗi đạo đều to bằng cả một gian nhà kim quang trói mắt không ngừng chuyển động hàn lập chỉ cảm thấy không khí bốn phía căng lên phù văn dưới chân cũng đồng thời bay lên trên người hắn trong lòng đang kinh hãi phù văn lại lập tức biến thành hà quang đủ mọi màu sắc vây kín hàn lập rồi bắt đầu xoay chuyển hàn lập cảm thấy trời đất bốn phía như đang xoay chuyển sau một tiếng rít quái dị một đạo ngũ sắc quang trụ từ trung tâm pháp trận phóng lên lao thẳng vào vết nứt màu đen biến mất không thấy bóng dáng cùng thời gian đó quang mang trên pháp trận cũng trượt tác đình chỉ vận hành trong pháp trận trống rỗng không hề thấy bóng dáng hàn lập sư phụ hàn huynh đã ra ngoài rồi sao người giao tùy quan sát hết thảy nhưng lúc này cũng không tiếp tục che giấu sự quan tâm của mình trực tiếp hỏi lão già giao nhi không cần lo lắng kỳ pháp đã thành công hiện tại hẳn là hắn đã về tới linh giới nếu như có duyên thì ngắn thì mấy trăm năm lâu là hơn ngàn năm hắn tất nhiên sẽ trở lại minh hà chi địa bản thân con sẽ còn cơ hội gặp lại lão già họ khương ha ha cười nói xem ra ông ta cũng đã nhìn thấu một số điều nên trong lời nói có vài phần trêu chọc vẻ mặt nguyên dao hồng lên không khỏi đưa mắt nhìn về không trung chỉ thấy vết nứt màu đen kiên đã gần khép lại như cũ một lần nữa hóa thành một đạo bạch ngân sau đó dần dần trở nên mơ hồ sư muội, chúng ta trở về thôi khương tiền bối nói không sai có duyên tất gặp lại Đường nhìn tu vị thần thông của sư muội hiện tại không bằng hàn đạo hữu có khương tiền bối chỉ dẫn tin tưởng sau trăm năm tu vị cảnh giới của sư muội nhất định không giới hắn nhưng lệ bước tới khẽ đặt tay lên vai nguyên dao mỉm cười nói hắc hắc nha đầu kia nói không sai cho dù hàn tiểu tử không đơn giản chút nào nhưng lão phu tự mình ra tay trợ giúp giao nhi thì việc tiến vào luyện hư kỳ là nắm chắc ngay cả việc giúp ngươi tiến vào cảnh giới hợp kể lão phu cũng có bốn thành nắm chắc khương lão giả tỏ ra vô cùng tự tin nói để đền đáp đại ân của sư phụ giao nhi sẽ tận tâm tu luyện ngươi giao dù sao cũng không phải nữ tử yếu mềm nên vậy liền điều chỉnh tâm tình quay về phía lão giả chi lễ ngay tại lúc hàn lập được lão giả họ không phá toái hư không đưa ra khỏi minh hà chi địa thì cách hôi bạch sắc sơn mạch không biết bao nhiêu ngàn dặm tại một phiến hoang nguyên minh mông lục túc nghi phụ đầu bạc bà, huyết bào nhân cùng với tử huyết khôi lỗi đang khổ sở chống đỡ một phiến trùng hải vô luận là trên không hay dưới đất đều có một loại quái trùng giống như con rết nhưng trên lưng lại có một đôi cánh thần đuôi có một cái móc câu bọ chúng che kín đất trời vây công đám yêu vương này quái trùng này lớn độ ba bốn thước vô cùng dữ tợn hung hãn không sợ chết lúc này lục túc cũng đã hóa thân thành một hắc sắc cự trùng trên người bắn ra vô số đạo hắc sắc tiêm mang xuyên thủng thân thể đám quái trùng xông tới từ huyết khôi lỗi dưới sự thôi động của huyết bào nhân cũng nhanh chóng biến lớn đến nghìn lần trên người kim hồ lượn lờ sau mắt không ngừng phóng ra huyết sắc quang trụ mi phụ đầu bạc cũng đã mặc vào hắc sắc chiến giáp không ngừng thôi động quái chùi trên đỉnh đầu hơn nữa toàn thân mỹ phụ cũng được bao phủ trong một biển lửa lục sắc ngăn cản đám quái trùng ở bên ngoài đáng người lục túc tuy đang chiếm thượng phong nhưng vẻ mặt cả ba lại âu sầu vô cùng bởi vì vô luận bọn họ tiêu diệt nhiều ít bao nhiêu thì quái trùng bốn phía vẫn không ngừng lao tới, dường như vô cùng vô tận. Ở cách chiến đoàn hơn 10 dặm, có một con quái trùng thân thể giống bọ ngựa nhưng mang một bộ mặt người đang đứng giữa hư không. Hai mắt nó lạnh như băng nhìn tới chiến đoàn chỗ đám người lục túc, vẻ âm hàn trong mắt không ngừng chấp động, mà tại phía trên con quái trùng này lại là một vật thể hình quạt rộng đến trăm triệu đang lơ lửng phía trên, ngân quang chói lọi, vô số quái trùng từ đó tuôn ra liên tục lao tới đám người lục túc phía kia. Chương 1517, Vũ chung, không xong đây là thánh sao của phù du tộc chúng ta không thể giết hết được một gã kinh phù sao có thể có vật này cần lập tức phá vây từ trong miệng cự trùng do lục túc hóa thành phát ra tiếng giống to kinh nộ trong khoảnh khắc này lại có đến hàng trăm quái trùng bị hắc mang xuyên thủng người mà chết chuống về hướng nào đám quái trùng đó tốc độ không hề chậm hơn chúng ta bao nhiêu nếu tiếp tục bị chúng cuốn lấy thì chẳng phải chúng ta sớm muộn sẽ hao hết pháp lực hay sao huyết bào nhân đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi ngưng trọng nói trực tiếp quay trở lại lối vào thông đạo chúng ta chỉ cần kiên trì đến đó là có thể trở về minh hà chi điện tránh khỏi trùng hải do thánh sao biến thành lục túc không chút do dự trả lời lục túc đạo hữu ngươi điên rồi cho dù chúng ta toàn lực bỏ chạy theo lối đường cũ thì ước chừng tốn mất hai ba tháng thời gian chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chém giết cùng đám quái trùng này hay sao hú hổ còn ma phần nữa chúng ta vẫn chưa lấy được ma khí mi phụ đầu bạc rít lên chói tai hồ lam đạo hữu nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được thì ma khí có hữu dụng gì cùng lắm sau khi trở về ta vẫn xuất ra một ít bảo vật để bồi thường cho ngươi và địa huyết đạo hữu hiện tại thánh xào chỉ hóa ra thánh trùng cấp thấp nhất mà thôi chúng ta còn miễn cưỡng có thể thoát khỏi trùng hải đợi đến khi nào tiếp tục hóa ra thánh trùng cấp cao thì chúng ta muốn chạy cũng không kịp lục túc tức giận nói lớn nếu không phải trong tình hình trước mắt cần ba người hợp lực mới thoát được thì chỉ sợ hắn đã sớm mang minh hà thần nhũ một mình bỏ chạy dù sao không một ai hiểu rõ sự lợi hại của thánh sao một đại sát khí có thể diệt tộc chẳng qua lục túc không thể biết được thứ hắn gặp không phải thánh sao chân chính mà chỉ là một vật phòng chế mà thôi chỉ là uy năng của nó cũng không phải nhóm người lục túc có thể nạnh kháng hơn nữa do tâm lý sợ hãi thánh sao sẵn có nên vừa tiếp xúc hắn đã muốn rời khỏi minh hà chi điện nghe lời này của lục túc mi phụ đầu bạc không cam lòng nhưng cũng không thể nói gì về phần huyết bảo nhân cũng không có bất cứ dị nghị gì hiển nhiên cũng đồng ý với lời này của lục túc vì thế ba người đồng thời thi triển thần thông lục túc biến hành cự trùng thân hình vốn trơn nhẵn đột nhiên đại phóng hắc quang vô số gai xương dài hơn một trượng mọc ra tất cả tối đen như mực sắc bén dị thường thân hình cự trùng bỗng co lại nó tiếp tục há mồm phun ra một quầng hắc sắc quang hoàn mắt thường cũng có thể nhìn thấy quang hoàn này vừa ra khỏi miệng đã lập tức hóa lớn lên vô số lần cùng bạo lao trực tiếp vào đàn quái trùng lướt nhẹ trên người chúng một màn kinh người xuất hiện tất cả những nơi quang hoàn đi qua quái trùng ở đó nháy mắt mất đi khả năng khống chế từ không trung rơi thẳng xuống đất phía trước mặt lập tức mở ra một khu đất trống lớn từ huyết khối lỗi to như một tòa núi lớn há miệng phun ra một đoàn tử hồng quang trụ trói mắt về phía đàn trùng nơi quang trụ đi qua tất cả thân thể quái trùng đều lập tức tan biến thành cho bụi từ huyết khối lỗi quét ngang một cái quang trụ cũng ngáng lên nhất thời lại có vô số quái trùng biến mất đòn tấn công trong nháy mắt như phạm vi tựa hồ còn rộng hơn so với công kích của lục túc rất nhiều cuối cùng đến lực nghĩ phụ đầu bạc ra tay bà ta thấy hai người bên cạnh cũng không bảo lưu thủ đoạn nên không chút do dự ném quái chùi trong tay về phía đàn trùng hai tay liên tục khắc quyết nhất thời quái chùi trong lục diễn trùng trùng bỗng nhiên nổ tung tám đầu bạch cốt khô lâu hiện lên quay tròn trên không hóa thành một bánh xe cực lớn sau đó chúng lại há to miệng lần này khô lâu không chỉ còn phun ra lục xác quỷ diễm mà là một cỗ quái phong lạnh thấu xương những nơi quái phong này đi qua thì quái trùng nơi đó đều nháy mắt hóa thành từng bông tuyết trắng lớn nhỏ không đều tiếp theo không một tiếng động từ không trung rơi xuống như mưa dưới sự liên thủ ra tay của ba tu sĩ hợp thể ngay cả quái trùng bốn phía có vô cùng vô tận nhưng thế công cũng không khỏi bị chậm đi một chút ở phụ cận lập tức xuất hiện một khu vực chống cực lớn con bọ ngựa mặt người ở hơn người dặm bên ngoài thấy vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng một cánh tay như liêm đao của nó khẽ điểm về ngân sắc vật thể trên hư không vật thể hình quạt kia lập tức quay tròn quái trùng từ bên trong chen trúc lao ra lại nhiều hơn phân nửa nhưng trong lúc này ba người lục túc đang vọt thẳng vào khoảng trống vừa tạo ra pháp lực cả ba liên kết thành một thể đột nhiên hóa thành một quang đoàn cực lớn bắn đi chỉ sau vài lần chớp lên đã vọt tới mép ngoài trùng hải sau đó quang đoàn lại giải thể hóa thành ba đạo kinh hồng cực nhanh thoát khỏi trùng hải phóng về phía chân trời nhanh chóng đáo tổ bò ngựa mặt người không ngờ rằng đối thủ không đánh mà chạy nét mặt lộ rõ vẻ giận dữ trong miệng rít lên một tiếng dài tất cả quái cùng cũng lập tức cuồn cuộn đuổi theo chỉ thấy hai cánh của thanh sắc quái trùng chớp động phá không bay đi không ngờ động tốc của chúng quá kinh khủng không hề kém hơn đám người lục túc bao nhiêu Thân hình bọ ngựa mặt người cũng trở lên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó nó lại xuất hiện trên vật thể hình quạt, chớp mắt đã chui vào trong đó. Thanh xào vang lên từng tiếng ông ông. Đinh chỉ phun ra quái trùng rồi tự hóa thành một đoàn ngân quang bay đi. Lúc này bốn phía quanh nó có vô số quái trùng vây quanh. Chỉ một thoáng, ba người lục túc cùng đám trùng hải một chạy một đuổi biến mất ở khu vực phụ cận không còn thấy bóng dáng. Tại nơi khác, ngay lúc Hàn Lập bị cuốn vào trong khe hở không gian thì thân hình Mộc Thanh được vô số lục sắc quang điểm bao phủ đang lơ lửng ở hải vực nàng nhìn phiến hắc sắc vũ khí bên dưới vẻ mặt chu trừ khó quyết nơi này hình như là tại một phiến hắc sắc vũ khí khác có một bóng người đứng trong hôi sắc quang hà đang đánh giá chung quanh trong miệng thốt lên một tiếng người này toàn thân thanh bảo độ khoảng hơn 20 tuổi đang nhíu mày đánh giá đây chính là hàn lập mới rời khỏi minh hà chi địa hắn qua cơn choáng váng khi truyền tống tỉnh lại thì lập tức phát hiện thân mình đang ở trong màn hắc vụ này cũng may hắn đã sớm tu luyện nguyên tử thần quang đến mức thu phát tùy tâm nên không cần thôi động cũng tự động bảo hộ hắn vào bên. Trong, hiện tại, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy phía trên bầu trời, khe hở không gian đã khép lại hơn một nửa, dưới sự quan sát của hắn trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa từng xuất hiện, tuy rằng chỉ trong nháy mắt khi khe hở không gian khép lại như Hàn Lập phát hiện có vô số hắc vụ theo đó tuôn ra dung nhập vào. Hắc vụ nơi này, không thể phân biệt, chẳng lẽ vũ khí nơi này đều tuôn ra theo khe hở không gian đó? trong lòng hàn lập tự hỏi tiếp đó hắn lại quan sát chung quanh để tìm hiểu nơi mình đứng là đâu chỉ là thần nghiệm của hắn mới vượt qua được trăm triệu thì lập tức bị đầy ngược lại không thể tiến xa hơn hàn lập nhíu mày khẽ sờ cằm hắn dường như chợt nhớ ra điều gì nhách mặt hiện rõ vẻ kỳ khoái hai tay hắn nhanh chóng áp lại rồi tách ra bông nhiên trên bàn tay hắn lóe lên thanh quang một gốc linh thảo cao vài tức xuất hiện trên tay hắn phất tay ném gốc linh thảo này từ trong hà quang ra ngoài kết quả xảy ra thật khó có thể tin chỉ thấy gốc linh thảo vừa mới tiếp xúc với hắc sắc vũ khí đã lập tức khô vàng heo úa khi rơi xuống mặt đất đã hóa thành cho bụi biến mất hắc minh vụ hắn lập hít sâu một hơi rốt cục cũng biết nơi mình đang đứng là đâu hắn lại bị truyền tống đến nơi này hắc ẩn sơn mạch trên cự đạo trong khu vực của phi linh tộc rõ ràng đây là hắc minh vụ hải mà ngày đó hắn không đi vào ngày đó hắn cũng kiểm tra qua một chút phát hiện âm khí bên trong rất nặng có khả năng hấp thu linh khí của cây cỏ hắn lúc đó do nóng lòng đột phá bình cảnh nên có chút kiên kỵ vụ hải quỷ dị này cho nên mới không mạo hiểm đi vào trong sen xét. Hiện giờ hắn vừa rời khỏi Minh Hà Chi địa thì lại bị truyền tống tới đây. Liên hệ với hắc khí tuôn ra từ khe hở không gian mà nói thì vụ hải nơi này hình thành hẳn là có liên quan đến Minh Hà Chi địa. Chẳng qua cho dù âm khí ở Minh Hà Chi địa cũng không đáng sợ như hắc vụ nơi đây. Trong hắc vụ này khẳng định còn có điều gì đó cổ quái. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, trong nháy mắt đưa ra phán đoán của mình. Cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải nơi tốt lành. Hắn cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng nghĩ vậy, thanh quang trên người hàn lập chợt léo lập tức đằng không bay lên kết quả hai chân hắn vừa mới rời mặt đất được hơn một trượng thì vũ khí chung quanh liền ập đến khiến động quang trên người hàn lập tản đi cả người hắn mất trọng tâm rơi thẳng xuống dưới cấm không cấm chế trong lòng hàn lập dùng mình hiện tại rốt cục hắn cũng có phần hiểu được vì sao người thiên bằng tộc lại kiên kỵ vụ hải này như vậy thậm chí không cử người tới ở trên đảo này đối với thiên bằng tộc thờ phụng côn bằng như thần linh mà nói thì cấm không cấm chế đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm Hơi vân ngửa công pháp của thiên bằng tộc đều nằm ở đôi cánh sau lưng, một khi không thể phi hành thì chỉ sợ cũng phế hơn một nửa công pháp thần thông. Đây có thể là một trong những nguyên do. Cũng có thể từ khe hở không gian tràn ra vũ khí mang theo khí tức minh hà chi địa khiến thiên bằng tộc không cảm thấy thoải mái. Dù sao minh hà chi địa có đến chính phần người là do thân thể la hầu biến thành bởi vậy thiên bằng tộc mang huyết mạch côn bằng cảm thấy khó chịu là đương nhiên, chẳng qua hết thảy mới chỉ là suy đoán của hàn lập mà thôi. Còn cụ thể còn có nguyên nhân của quái nào thì chỉ trưởng lão trong thiên bằng tộc mới biết. Hắn tuy từng làm đánh từ thiên bằng tộc nhưng vẫn không thể tiếp xúc với việc này nên không thể biết được nguyên do bên trong. Nhưng cho dù không thể phi động quả thực tạo ra không ít ảnh hưởng cho hàn lập nhưng cũng không thể giữ chân được hắn. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn, cho dù chạy dưới mặt đất cũng rất nhanh có thể đi ra khỏi vụ hải này. Điều duy nhất cần cẩn thận chính là ở hắc vụ này không biết còn có thứ cổ quái gì hay cấm chế khó lòng phòng bị nào không. Hàn lập đương nhiên không đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi sau khi hắn phân tích kỹ càng thì lập tức phóng xuất toàn bộ thần niệm xác định phương hướng rồi sải chân bước đi chương 1518, sơn Lê. thanh bàn hắn lập bước từng bước nhìn động tác không nhanh nhưng thân hình ngáng một cái đã đi ra 78 tám trượng chỉ một lát hắn đã đi được mấy chục dặm đây là do hắn còn cẩn thận không dám dùng hết tốc bụng nếu toàn lực mà đi thì sớm đã được hơn trăm dặm lúc trước khi ở ngoài phiến hắc minh vụ hải này cho dù muốn đà qua nửa vòng dưới tình trạng toàn lực phi động cũng tiêu tốn đến một hai tháng mới được hiện giờ Tuy rằng hắn không biết bản thân ở nơi nào của Vũ Hải nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ mấy ngày là đi ra khỏi khu vực vũ khí này, cho nên Hàn Lập cũng không quá vội vã, chỉ thong dong đi về phía trước, vừa đi vừa tự cân nhắc lại quá trình ở Địa Uyên và Minh Hà Chi Địa, ở nơi này mạo hiểm thiếu chút nữa hắn đã bị mấy đại yêu vương hóa thành khối lỗi nhưng cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là từ Mộc Thanh biết được phương pháp sử dụng đích Tà Thần Lôi, ngoài ra còn có một bình ngũ sắc khổng tức chân huyết, lại từ chỗ Địa Huyết lão quái có được phương pháp luyện chế khối lỗi linh thị, cũng do đó mà lĩnh ngộ ra thuật luyện chế cửu cung thiên càn phù cùng giáp nguyên phù tiếp đó ở trong minh hà chi địa lại được khương lão giả truyền thụ tân thanh nguyên kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm chỉ cần về sau bỏ công nghiên cứu thì đủ khiến kiếm trận nâng cao uy lực thêm một bậc chẳng qua những thứ này đều không giá trị bằng việc lão giả đồng ý cho đổi minh hà thần nhũ hắn giờ đã biết được thần nhũ có công hiệu mịch truyền thể chất khiến thân người có thể hấp thu thêm nhiều thiên địa nguyên khí thứ thần kỳ như vậy hắn đương nhiên không định bỏ qua có thần nhũ này tương đương với việc tiết kiệm được nhiều thời gian tu luyện đối với một kẻ tư chất bình thường như hàn lập mà nói thì là một chuyện rất trọng yếu cho dù danh sách đồ vật mà lão giả dạ yêu cầu có hơn phân nửa đều là thứ khó tìm nhưng chỉ cần kiếm được hơn phân nửa thì cũng không phải không có hy vọng dù sao chàng giao dịch này cũng không thể hoàn thành lập tức chỉ cần trong màn năm hắn mang đến là được với thời gian dài như vậy hàn lập có vài phần tự tin có thể hoàn thành chẳng qua việc hắn cần làm bây giờ là trở về động phủ đem tất cả những gì thu được trong lần này tiêu hóa Đóng cửa khổ tu pháp lực, sau khi đạt tới Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong hắn sẽ lấy Hắc Viêm đan để trùng kích cảnh giới luyện hư. Lần ra ngoài này hắn liên tiếp đụng vài nhiều tồn tại hợp thể như vậy, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ thi pháp chiến đấu nên mơ hồ cảm nhận được việc bản thân đột phá cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ có vài phần nắm chắc. Tuy rằng lúc trước những tồn tại đó mới chỉ điểm cho hắn một chút, nhưng mộc thanh so với hắn hơn hẳn hai đại cảnh giới, nên thu hoạch cũng không nhỏ. Dù sao tu sĩ bình thường có mấy người được tận mắt thấy tu sĩ hợp thể tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ, trong phút chốc đã sắp đặt xong kế hoạch tu luyện tiếp theo của bản thân. Tiếp đó, từ trong chữ vật thủ chạc lấy ra một khối ngọc giản, đây đúng là vật mà Khương lão giả đưa cho hắn, bên trong di lại Tân Thanh Nguyên kiếm quyết, hắn lập chia thần niệm làm hai, một phần nhỏ để khống chế bản thân tiếp tục đi về phía trước, phần còn lại tiến vào trong ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu bộ kiếm quyết này. Lúc đầu, vẻ mặt hắn vẫn bình đạm như cũ, nhưng càng nghiên cứu tiếp thì thân sắc hắn càng trở lên nghiêm túc, cuối cùng trong mày không thôi. Túc chừng khoảng một bữa cơm sao? Mao trong tay Hàn Lập chớp lên thanh quang rồi biến mất, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ trầm ngâm suy tư. Đại khai hắn cũng đã xem qua một lượt về bộ Tân Kiếm Quyết này, bộ Tân Kiếm Quyết này ở người ba tầng giới cũng không có thay đổi quá lớn, không ảnh hưởng đến sở học trước kia của hắn, biến hóa chủ yếu nằm ở năm tầng sau của kiếm quyết, năm tầng này phân biệt đối ứng với ba giai đoạn của Hóa Thần cùng hai giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ của Luyện Hư, nếu tu luyện hoàn tất có thể tiến vào cảnh giới Luyện Hư hậu kỳ nếu hàn lập không tu luyện phạm thánh chân ma công thì quả thức cảm thấy hứng thú với công pháp này hiện giờ hắn chỉ có thể ở trong năm tầng kiếm quyết về sau chọn ra một ít bí thuật thần thông để tu luyện mà thôi dù sao hắn đã là pháp thể song tù không thể tiêu phí thời gian tiếp tục tu luyện công pháp này đây cũng là do hắn có 13 tầng kiếm quyết ban đầu làm cơ sở hơn nữa bản thân cũng là tu sĩ si hóa thần hậu kỳ nếu không gặp phải một tu sĩ cấp cao khác lấy được bộ kiếm quyết này thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn hơn phân nửa không thể tu luyện chẳng qua trong tân kiếm quyết mới này thứ hàn lập cảm thấy hứng thú nhất chính là hai bộ kiếm trận mới một bộ có tên sân lề một bộ có tên thanh bản hai bộ kiếm trận này nếu phối hợp với năm tầng kiếm quyết phía sau sẽ vô cùng lợi hại đủ để vượt cấp khiêu chiến tồn tại cấp cao hơn cho dù không có năm tầng kiếm quyết phía sau duy trì thì vẫn có thể bày ra hai bộ kiếm trận này chỉ là yêu cầu đối với phi kiếm vô cùng cao nhất định phải là phi kiếm thuần túy mộc thuộc tính được bồi dưỡng đến một mực độ cực cao với 72 cây thanh trúc phong vân kiếm hiện nay của Hà Lập thì đúng là không thể thỏa mãn yêu cầu của hai bộ kiếm trận này, mà cần phải rèn luyện một phen nữa. Trong đó thì dân lê kiếm trận chỉ cần phi kiếm của hắn thỏa mãn điều kiện là có thể lập tức tu luyện, còn bộ kiếm trận thanh bản thì sau khi hắn tiến giai lên luyện hư trung kỳ mới có thể tu luyện. Kể từ đó, Hàn Lập tập trung tinh lực nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm được ghi lại ở phần cuối, chỉ là đọc đến đây, thân xác hắn lại tỏ ra trần trừ không quyết. Bộ pháp môn này không có gì phức tạp, nhưng quá trình rèn luyện phi kiếm lại tương đối lâu dài mà trong lúc đó phi kiếm vô cùng yếu nhược, không thể dùng để đối địch, chỉ sau khi tinh luyện hoàn thành, tiếp tục bồi luyện đến khi kiếm tâm thông linh thì mới có thể chân chính phát uy. Chiếu theo những gì ghi lại thì canh tinh ban đầu hắn nhập vào phi kiếm cũng phải khô trừ. Nếu như vậy, đại canh kiếm trận về sau cũng không thể bố trí. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi do dự, thời gian dài một chút cũng không thành vấn đề, tạm thời không vận dụng phi kiếm cũng không sao bởi hắn không phải chỉ dựa vào một bộ thanh trúc phong vân kiếm này để đối địch, nhưng mất đi đại canh kiếm trận khiến hắn không khỏi tiếc nuối tuy rằng nói hai bộ kiếm trận mới xuân lê thanh bản có uy năng hơn xa đại canh cho nên bỏ đi đại canh là đương nhiên nhưng hàn lập vẫn chưa tận mắt chứng kiến uy lực hai loại kiếm trận này còn đại canh kiếm trận lại không chỉ một lần trợ giúp hắn khắc địch chế thắng cho nên trong lòng không tránh khỏi do dự hắn không có ý định tu luyện năm tầng còn lại của thanh nguyên kiếm quyết mà chỉ căn cứ theo đó mà tinh luyện lại phi kiếm mà thôi còn về sau có thể phát huy uy năng của hai loại kiếm trận đến trạng thái nào cũng là chuyện khó nói nếu uy năng của hai loại kiếm trận này do hắn sử dụng mà không bằng đại canh kiếm trận ban đầu thì quả thực là mất nhiều hơn được ngay lúc hàn lập bởi vì kiếm trận mà trần chờ không biết thì bỗng thân sắc thoáng động cước bộ ngừng lại đứng yên một chỗ ánh mắt đảo qua phiến hắc vụ bên cạnh sắc mặt hắn trầm xuống lạnh giọng nói các hạ lấy lút ở đó chẳng lẽ muốn đánh lén tại hạ sao hắn vừa nói xong liền lập tức nhấc tay tiếng sấm rền vang một đạo kim hồ thô to bắn ra trong chớp mắt tự động cuộn lại hóa thành một khỏa kim sắc lôi cầu ở bên ngoài lôi cầu truyền tới tiếng sấm y ung không dứt ẩn ẩn còn có kim sắc phù văn không ngừng chớp động thanh thấy kinh người các hạ không phải người thiên bằng tộc một thanh âm bỗng vọng tới từ phương hướng hàn lập qua sát ngươi là ai sao biết được hàn lập nhíu mày chậm rãi hỏi hắc hắc nếu đã không phải thiên bằng nhân lại còn là một gã linh tướng nữa ngay cả một linh xuất cũng không thể bình yên vô sự ở nơi này thanh âm kia lại lùng nói ồ nhét khẩu khí của ngươi thì dường như biết rất rõ thiên bằng nhân cùng nơi này chẳng qua các hạ cần gì né tránh, còn không đi ra đây nói chuyện sao. Lời của Hàn Lập vừa dứt thì lôi cầu trong tay đã ngáng lên, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, tờ trong hắc vụ chợt lóe kim quang, lôi cầu từ trong hư không quỷ dị xuất hiện rồi lập tức nổ mạnh, trong kim quang chớp động. Một bóng ảnh màu đen từ trong vũ khí lướt qua, chỉ chớp lên vài cái đã xuất hiện ở người trượng phía trước Hàn Lập. Hàn Lập cẩn thận nhìn thì không khỏi ngần ra, kẻ đứng đằng trước trên đầu lại có một cặp ngư giác màu trắng, vẻ mặt xanh lét thân niệm đảo quang người đối phương phát hiện đây là một gã luyện hư kỳ hơn nữa trên người hắn còn có một cỗ khí tức khá quen thuộc hắn lập cảm thấy kỳ quái trong lòng tự hỏi bỗng nhiên hắn kinh ngạc nói hạo thú các hạ là cao nhân hạo thú tộc không đúng âm khí trên người ngươi nặng như vậy nhất định là tu luyện công pháp quỷ đạo nưu giác thanh niên thấy hàn lập có thể nói ra lai lịch của mình thì thoáng biến sắc nhưng trong mắt lập tức lóe lên sắc khí ngày mặt dữ tợn tiểu bối lão phu vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng hiện tại nếu đã nhận ra lai lịch của ta thì bất kể ngươi là người trong chi nào của phi linh tộc cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này vừa dứt lời thanh niên hái miệng phun ra một cỗ âm phong cuồn cuộn thổi đến người hàn lập người này nói giết là giết không chút chần chờ hàn lập một chút lỡ lời nói ra lai lịch đối phương vốn cũng có chút hối hận nhưng thấy đối phương động thủ thì ngược lại còn mỉm cười cũng không thấy hắn có hành động gì hôi sắc hà quang trên cơ thể bỗng nhiên của trướng quay tròn chung quanh cơ thể hàn lập Cuối sắc âm phong vừa tới trước người hàn lập thì lập tức tách ra làm đôi chảy qua hai bên thanh niên đối diện thấy vậy thì kinh hãi liền vỗ lên lên trên đầu mình hai chiếc sừng trên đầu hắn vô thanh vô tức bay ra hóa thành hai thanh loan đao bạch quang lập lè rơi xuống tay hắn thanh niên cầm song đao trong tay sự tự tin lên cao lộ hắn nhe răng cười một tiếng rồi dùng sức nhún mạnh cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh lao về phía hàn lập hàn lập vừa thấy người này định cận chiến thì dị sắc trong mắt chật léo liền đứng yên không nhúc nhích trên người đại phóng kim quang một tầng kim lân xuất hiện bao phủ bên ngoài cánh tay đồng thời sau lưng xuất hiện tiếng vang trầm thấp một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra chương 1519, hồi phủ thanh liên thấy hàn lập hành động quỷ dị như vậy liền cảm thấy nao nao nhưng thân hình không chút dừng lại thoáng chốc đã vọt tới trước mặt song đao trong tay giao vào nhau chén xuống nhất thời hai đạo đao mang đen như mực giao nhau thành hình chữ thập vọt ra đao mang này vừa xuất hiện hắc vụ vùng phụ cận liền trở lên quay cuồng cuốn tới đao mang nháy mắt hai đạo đao mang đã lớn lên vô số lần trận lóe tới trước mặt hàn lập khóe mặt hàn lập nhíu lại hai tay hắn bỗng chốc xuất hiện hai cây kim sắc trường kiếm cổ tay rung lên trực tiếp đón đỡ đao mang tiếng sấm rền vang kim sắc điện hồ mày mặt trường kiếm lóe lên Phóc phốc hai đạo hắc sắc đao mang vừa tiếp xúc cùng kim sắc lôi quang đã lập tức tán loạn tiêu thất dường như hoàn toàn bị khắc chế ta à, thanh niên kinh hãi trên khóe miệng hàn lập nở một nụ cười nhạt hiển nhiên đao mang do kẻ kia phóng ra chứa không ít tà ma chi khí nếu không ngay cả thanh trúc phong vân kiếm của hắn sắc bén cũng không thể dễ dàng chém nát chúng như vậy người này hướng mình động thủ cũng là tự tìm đường chết tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển không đợi cải kia kịp khôi phục tinh thần cặp cánh ngũ sắc phía sau lưng liền bộc phát ra một vầng sáng năng màu vầng sáng này vô cùng chói mắt sau khi quay tròn một vòng ngũ sắc quang hải đều lập loài phát quang dường như một tầng dương quang chói lọi phát ra từ trong cơ thể hàn lập à, thanh niên cho dù có bán yêu bán quỷ chi thân nhưng dưới cường quang chói mắt theo bản năng cũng nhắm chặt hai mắt hắn biết tình hình không ổn liền dừng lại thế tới đoạn dẫm manh chân nhanh chóng lui lại phía sau nhanh như tên bắn thế lui này so với thế tới còn nhanh hơn vài phần lúc này trong vầng sáng ngũ sắc tiếng sét in tai ở phía sau lưng thanh niên bỗng lóe lên một đạo thanh bạch sắc điện hồ thân hình hàn lập quỷ dị hiện ra hai tay vung lên tiếng xe gió bút tai hai thanh trường kiếm hóa thành hai đạo kim quang chén xuống hai mắt của thanh niên còn chưa mở ra thân niệm đã cảm ứng được công kích hắn tự biết không ổn bèn lập tức ném ra dòng đao trên tay song đao này hóa thành hai đạo ô quang bắn đi tiếp đó hắn nhanh chóng huy động hai tay bắt quyết cơ nhục trên thân thể lập tức biến mất để lộ ra một không xương như bạch ngọc không xương này thoáng rung lên bành phóng ra một tầng bạch sắc quang cháo bao phủ thân hình bên trong tầm ẩm hai tiếng sấm nổ lại vang lên hai thanh trường kiếm biến thành kim quang bị song đao ngăn cản hàn lập cũng không hề cảm thấy bất ngờ một yêu vật cấp luyện hư dùng binh khí do bản thể biến thành nếu không có một chút uy năng mới là kỳ quái hắn vốn từ đầu đã không kỳ vọng hai phi kiếm này có thể giết chết yêu vật trong nháy mắt song kiếm chém ra pháp tướng phạm thánh chân ma công sau lưng hắn cũng vung lên sáu cánh tay nhất thời vô số quyền ảnh như kim sắc liên hoa nở rộ lại như mưa rào trùng trùng đánh tới bạch sắc quang cháo quyền ảnh che kín đất trời mỗi quyền đều ẩn chứa thần lực mạnh mẽ hơn người của hàn lập lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể mà phát động công kích liên tục trong nháy mắt bạch sắc quang mạc phải chịu vô số quyền ảnh đánh lên Bên ngoài quang mặc vốn vô cùng chắc chắn giờ phút này cũng ảm đạm đi nhiều quang trao dưới sự công kích liên tục của quyền ảnh rốt cục cũng không chịu được nữa mà vỡ nát hết thảy quá trình chỉ trong một lực hô hấp yêu vật kia vốn cũng chỉ mới đảo ngược lại thân hình và mở ra hai mắt mà thôi huyết nhục bên ngoài đã biến mất trong đôi mắt trống rỗng chỉ còn hai lùng lục hỏa không ngừng chớp động vừa thấy hổ thể quang trao không thể chịu nổi một kích yêu vật này đã kinh hồn táng đả không chút lưỡng lự liền há to miệng phun ra mấy đạo hắc mang đen như mực bắn về phía hàn lập đồng thời thiên linh cái trên đỉnh đầu cũng tự động vỡ ra để lộ một viên châu xanh biết bay vọt lên không trung còn thân hình bạch cốt bên dưới lập tức phân giải hóa thành một bạch cốt thuẫn bài ngăn cản phía sau viên châu theo sát nó bay vụt đi tiêu vật này quyết định cực nhanh do gặp phải hàn lập thần thông kinh người hắn tự thấy bản thân không thể địch lại lên liền tính kế bỏ trốn nó tại trong hắc minh vụ tu luyện nhiều năm tự nhận chỉ cần nới rộng khoảng cách thì tuyệt đối có thể bỏ rơi hàn lập mà biến mất không để lại tung tích chỉ là lúc này hàn lập đã động sát tâm Tiêu vật trước mắt nếu chạy thoát thì quả là một đại họa sau này. Hắn hừ lạnh một tiếng, hôi sắc hà quang trên người chợt lóe, vài đạo hắc mang quay tròn trong hôi quang rồi biến mất vô tung vô ảnh, kim sắc quyền ảnh đầy trời cũng biến mất, pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma công sau lưng chợt lóe kim quang, sau cánh tay dừng lại sau đó phun ra sáu đạo điện hồ, tiếng rét ầm vang. Thoáng chốc sáu đạo điện hồ huyễn hóa thành sáu cây kim sắc lôi thương. Sau cánh tay lập tức né manh lôi thương trong tay, kim quang chợt lóe liền lập tức lướt tới phụ cận cốt thuẫn bốn phía phù văn không ngừng lưu chuyển mũi thương vô cùng sắc bén lập tức đánh lên trên cốt thuẫn ầm 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 ba tiếng nổ lớn vang lên mặt trên cốt thuẫn chỉ đỡ được ba cây kim thương đã bắt đầu nứt toác cây kim thương thứ bốn tiếp tục đánh lên cốt thuẫn rốt cục không thể tiếp tục duy trì liền vỡ vụn ba cây kim thương còn lại đồng loạt đánh lên trên lục châu gần nó điện hồ chớp động bích lục viên châu lập tức vỡ nát hư ảnh hạo thú kinh hãi từ bên trong bán ra kim sắc điện hồ trên không trung đồng thời có rút lại hóa thành điện võng mưa gió không lọt bỗng chốc đem nguyên thần của yêu vật vây chặt, một tiếng kêu thi lương thảm thiết từ trong điện quang vang lên. hư ảnh của hạo thú chớp lên vài lần rồi lập tức tiêu thất. yêu vật này mới tiến dài lên luyện hư không lâu, nhưng vẫn bị hàn lập dễ dàng tiêu diệt. trong khi đương nhiên một phần là do hắn thấy hàn lập có tu vị hóa thần nên coi thường, còn một phần là do thần thông của hàn lập do với trước khi rời khỏi cự đảo khác nhau rất lớn, tuy rằng hắn không có nhiều thời gian tu luyện, nhưng trước tiên ở thiên bằng tộc chiếm được kinh chập thập nhị biến sau đó ở địa uyên lại học được tế lôi thuật khiến uy năng của ích tà thần lôi tăng lên rất nhiều hơn nữa lúc trước hắn cùng phục dụng chân huyết côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước khiến pháp được dưới sự kích thích tăng lên rất nhiều trước khi tiến giai hóa thần hậu kỳ hắn lập đã có thể tiêu diệt tồn tại cấp luyện hư hiện giờ tất nhiên không để kẻ bán yêu bán quỷ kia vào trong mắt hơn nữa yêu này tựa hồ không hề có bảo vật trên người tất nhiên càng không thể là địch thủ của hàn lập được hàn lập sau khi tiêu diệt yêu vật này thì lạnh lùng đánh giá bộ xương như bạch ngọc dưới đất ngón tay khẽ búng ra một hỏa cầu đỏ động phóc một tiếng hai cốt yêu vật ở trong hỏa diễm trùng trùng thiêu đốt càng trúc đã tiêu biến hàn lập cũng không lưu lại nơi này mà tiếp tục rời đi không lâu sau thân hình hắn đã tiêu thất trong hắc sắc vũ khí lúc này tuy hắn có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ nhưng việc vô duyên vô cớ phải đánh nhau sống chết một hồi khiến hắn vô cùng buồn bực hắn tất nhiên không biết vừa rồi đã tiêu diệt chỗ dựa vững chắc nhất của đám trung gia yêu thú tại hắc ẩn sơn mạch khiến ý định mượn sức yêu vật bán yêu bán quỷ giúp chúng thoát khỏi nô ngân của thiên bằng tộc lấy lại tự do đã hoàn toàn phá sản chẳng qua việc này cũng không có quá nhiều căn hệ với hàn lập hắn vẫn một mạch đi trong vũ khí vừa đi vừa tiếp tục cân nhắc về bộ tân kiếm quyết kia hơn nửa tháng sau tại trong vụ hải bên cạnh một tòa hoang sơn bỗng quay cuồng nhiễu động hôi quang chật lóe một đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra tiếp theo đó nhân ảnh liền lập tức bay thẳng lên trời cao chỉ sau vài lần chớp động đã đứng trên đỉnh hoang sơn quang mang tắt đi thân hình hàn lập hiện ra hắn rốt cục cũng đi ra khỏi hắc minh vụ hải đang vô cùng hương phấn toàn thân đứng trên một khối bạch sắc cự thạch huyết gió vang vọng tông thanh như lên tận cửu tiêu cả khoảng không phụ cận không ngừng ông ông mây trắng trên trời cũng trở lên quay cuồng lúc này hàn lập mới đảo mắt nhìn quanh bốn phía rất nhanh biết được bản thân đang ở nơi nào trên cự đảo cả người lập tức hóa thành một đạo cầu vòng thanh sắc vọt đi chỉ sau vài lần chớp lên đội quang đã hóa thành một chấm nhỏ phía cuối chân trời rồi biến mất không thấy bóng dáng ở sâu trong hắc ẩn sơn mạch một tòa núi lớn bị bạch sắc vũ khí che phủ thanh quang chật tắt thân hình hàn lập xuất hiện ở dưới chân núi hắn ngẩng đầu nhìn cả tòa núi này tự hồ không hề có chút thay đổi so với khi mới rời đi hàn lập phung tay kháp quyết nhất thời bạch sắc vũ khí trước mắt trở lên quay cuồng để lộ ra một tông đạo tiếp theo từ từ khống chế độn quang bay vào trong đó mới tiến vào động phủ hàn lập trước tiên đi đến dược viên xem xét hắn thấy tất cả vẫn bình yên vô sự các linh mộc linh thảo gieo trồng lúc trước vẫn còn nguyên lúc này mới hoàn toàn an tâm sau đó hàn lập tiến đến phòng ngủ của mình hắn lập tức lên giường nằm lần này hắn ngủ qua hai ngày hai đêm cho dù lúc trước ở động phủ của lão già họ khương có nghỉ ngơi một chút nhưng sao có thể thoải mái bằng động phủ của mình khi hàn lập thức dây thân thể tinh thần đều trở lên thoải mái không còn chút mệt mỏi nào hắn rời rửa rửa mặt qua một chút rồi ra khỏi phòng ngủ nghỉ ngơi xong đương nhiên hắn muốn tiến vào mật thất để tìm hiểu những thu hoạch được trong lần ra ngoài này mai ra tiếp tục dùng chân thiềm linh dịch bế quan muốn tiến tới hóa thần đại viên mãn thật nhanh sau đó trùng kích vào luyện hư kỳ tinh thần lực lưu lại trong thiên bằng xá lợi cần nhanh chóng luyện hóa hết từ đó chiếm được khẩu quyết luyện hóa chân long thiên phượng chân huyết như vậy mới có thể nhanh chóng dung hợp hai loại chân huyết này vào trong thân thể về phần tìm hiểu kiếm trận trong tân kiếm quyết cùng cách tinh luyện phi kiếm cũng là một việc cần là ngay trong lòng âm trầm cân nhắc hàn lập vừa đi đến mật thất vừa vỗ vào sau ót nhất thời một đoàn điểu quang từ trên đỉnh đầu bay ra trong nháy mắt hóa thành một hắc sắc tiểu nhân cao độ một thốn đang huyền phù trên không trung đây đúng là địa nhị nguyên anh tiếp đó ống tay áo hắn rung lên đề hồn cùng báo lân thú cũng được phân biệt thả ra hàn lập nhìn cả ba mỉm cười rồi khoát tay đem tiểu bình thần bí kia cho địa nhị nguyên anh đệ nhị nguyên anh sau khi nhận được tiểu bình cũng khẽ mỉm cười chờ thân hình hàn lập biến mất thì mới hướng nhị thú vân phó vài câu rồi bay sang một hướng khác chương 1520, trong luyện thần sơn sau một lát hàn lập tiến vào trong mật thất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đảo qua mọi nơi kết quả ánh mắt của hắn dừng lại tại một góc mật thất nơi có ba khối đá hôi bạch sắc đây là vài mảnh vụn từ khối thạch đông kỳ dị trong động phủ lam giao ngoài biển thứ này năm đó bị hắn dùng phệ kim trùng cắt ra nhưng bởi bận tu luyện nên vẫn chưa xử lý qua thứ này lại nói tiếp vận này nặng vô cùng hàn lập vốn định đem luyện chế thành một kiện bảo vật thuần uy lực nhưng sau khi phệ kim trùng thôn phệ một ít toái thạch đã bất ngờ xảy ra biến dị điều này làm hàn lập có chút do dự có thể khiến phệ kim trùng thành thuộc thể biến dị, đủ để thấy vật này quý hiếm thế nào. Chẳng qua linh trùng biến dị cũng không nhất định là chuyện tốt, sau khi biến dị năng lực ti phần lớn là mạnh hơn ban đầu nhưng cũng không ít trường hợp trở lên yếu đi, ít nhất. Hơn hàng đầu phệ kim trùng biến, chị kia của hàn lập trừ bỏ thân thể càng thêm cứng rắn cùng tăng cường sức nạo thì đến giờ hàn lập, vẫn chưa phát hiện ra chỗ dự dụng nào khác. Hơn nữa bình thường thì linh trùng sau khi trải qua một lần biến dị sẽ rất khó lại trải qua biến dị lần nữa cho nên năm đó hắn vẫn không đem tất cả phệ kim trùng thành thực thể ra ăn vật nó, nên chưa biết sử dụng cái nào. Chẳng qua hiện giờ hắn từ trong lời của Khương lão giả biết tới phệ kim trùng vương thì cảm thấy vô cùng hứng thú, nên lại càng không dễ dàng để phệ kim trùng thành thực thể biến dị. Nếu không, và nhất về sau bởi vì phệ kim trùng bị biến dị hết nên không thể bồi dưỡng ra phệ kim trùng vương, thế chẳng phải là vô cùng đau khổ sao? Ngũ hồ lần này ra ngoài, Hàn Lập đã có một ý tưởng tốt hơn để xử lý loại đá cực nặng này. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn nhấc tay, từ bên trong ống tay áo có thể nhìn thấy một bàn tay đen như mực năm ngón tay khẽ run lên từ trong hắc mang chớp động một tiểu sơn độ vài tấc bắt đầu hiện lên núi này trong nháy mắt đại phóng hôi mang biến lớn hơn trượng đứng sừng sững giữa hư không Kiên quang trên người chợt lóe hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng hàn lập hiện ra trong miệng quát nhẹ một tiếng sau cánh tay của pháp tướng đồng thời chụp tới một khối đá trong góc nếu như là mấy năm trước khi chưa dung nhập côn bằng cùng mũ sắc khổng tức chân huyết thì chỉ sợ một trảo cách không này còn không thể làm động đậy khối đá hôi bạch sắc này. Nhưng hiện giờ chẳng những tu vị của hắn tiến đến hóa thần hậu kỳ, thân thể sau khi dung nhập chân huyết hai loại chân huyết cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên dưới một chảo này, một khối đá trong đó khẽ rung lên rồi chậm chậm bay tới bên Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, năm ngón tay đen như mực co lại, nhất thời hôi quang trên ngươi tử thần sơn đại phóng, vô số hôi sắc hà ti bắn tới vây chặt khối đá kia, mưa gió không lọt. Sau cánh tay của pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma công phía sau cũng đồng thời huy động, khối đá màu xám cứ vậy bay thẳng tới hắc sắc tiểu sơn hàn lập khẽ nhíu mày trong miệng không ngừng đọc chú ngữ đồng thời điểm một chỉ về phía tiểu sơn nhất thời hình thể nguyên từ thần sơn lớn lên bề mặt tiếp xúc với khối đá kia tự động mở ra một lỗ hồng bên trong chứa vạn đạo hôi quang do hàn lập đen thần sơn hoàn toàn luyện hóa cùng thủ trưởng thành một thể nên có thể điều khiển như ý hơn nữa sau khi tu vị tới một trình độ nhất định liền lĩnh mộ ra bí thuật biến hóa nói lại nếu trước khi tu luyện bách mạch luyện bảo quyết thậm chí trước khi rời khỏi cự đảo thì chỉ sợ đều không thể làm được thế này oanh một tiếng vang thật lớn xuất hiện khối đa hôi bạch sắc kia dưới hôi ti bao bọc lập tức tiến vào lỗ thủng do thần sơn để lộ ra cú va chạm đó khiến nguyên từ thần sơn chấn động bay ra phía sau mấy trượng đồng thời rơi mạnh xuống dưới mặt đất lại một tiếng vang nữa nổi lên mặt đất ở mất thất cùng cống chế trên bốn vách tường đều chớp lên vài cái tiểu sơn bị lún xuống mặt đất đến hơn nửa thước ngay cả nguyên tử thần sơn trọng lượng không nhẹ như dưới hình thái chưa biến hóa cũng tuyệt không thừa nhận nổi trọng lượng của khối đá này chẳng qua cũng may toàn gian mật thất đều được hàn lập dùng cấm chế cường hóa qua nếu không thật khó có thể chịu nổi lúc này hàn lập nhìn lỗ hồng trên nguyên tử thần sơn nhét mặt lộ ra biểu tình của quái hai tay lập tức kháp quyết sau đó lại há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng liền quay tròn hóa thành một con hỏa điểu dưới sự thôi động của pháp quyết hỏa điểu trực tiếp chui vào lỗ hồng của nguyên tử thần sơn hà lập không chút lưỡng lự tế ra chữ vật thủ trạc vật này lơ lửng trên không trung lóe lên linh quang một ít tiểu bình cùng mộc hạp đều được phóng ra nằm lặng yên dưới đất trước mặt hà lập thần niệm hàn lập đảo qua mấy thứ này tất cả các nắp hộp nắp bình đều tự động mở ra để lộ các loại tài liệu luyện khí bên trong Thần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm trong đó hơn phân nửa là do hắn dùng đại lượng linh thạch mua được ở thiên nguyên thành còn đâu là do hắn thu thập được ở nhân giới và mây ngày ở thiên bằng tộc ánh mắt hàn lập đảo qua đám tài liệu này lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mình cần tay áo vung lên một mảng thanh mang minh mông cuốn ra hơn người loại thành phẩm đã phối chế tốt hai tài liệu bán thành phẩm đều lơ lửng trên không trung tất cả đều bị hà quang cuốn tới lỗ hồng trên tiểu sơn bên trong lập tức vang lên tiếng chim hót tiếp đó bên trong chật lóe ngân quang một cỗ nhiệt độ cực nóng từ bên trong cuồn cuộn toát ra không khí chung quanh đều vì nhiệt độ cực nóng này mà trở nên vặn vẹo mơ hồ thần sắc hàn lập ngương trọng hắn giơ một tay lên từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hôi quang giống như hô ứng vây nguyên tử thần sơn cũng chật lóe hôi hà lỗ hổng trên thân tiểu sơn cũng lập tức liền lại nhiệt độ cực nóng cũng theo đó mà biến mất hàn lập muốn lấy bản thể nguyên từ thần sơn làm lô đỉnh lại dùng phệ linh hỏa điểu để hoàn toàn luyện hóa dung hợp khối đá hôi bạch sắc kia với tiểu sơn kể từ đó chưa cần nói tới việc khối đá có mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của nguyên từ thần sơn không mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng cũng đủ để thần sơn trở thành một kiện đại sát khí đương nhiên cho dù lấy uy lực của phệ linh thiên hỏa cũng không thể lập tức hòa tan nếu không hàn lập đã một lần tiến nhập cả ba khối chứ không phải chỉ là một khối như hiện nay. Nhưng cứ như vậy, nếu thực sự đem dung hợp mảnh vụn của Thạch Đôn vào Nguyên Tử Thần Sơn cũng đòi hỏi cần đến 3-40 năm, để cả ba khối đều luyện hóa thì thời gian ít nhất cũng lên tới trăm năm. Nếu Hàn Lập dùng Nguyên Anh chi hỏa của mình để tự luyện hóa thì cũng không tốn thời gian dài như vậy, nhưng hiện tại có Phệ Linh Thiên Hỏa luyện hóa, đương nhiên cũng không vấn đề gì. Nhiều lắm là trong vòng hơn trăm năm hắn không sử dụng đến Nguyên Tử Thần Sơn là được. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lồng nhẩm đánh ra một đạo pháp quyết vào tiểu sơn, sau cánh tay pháp tướng sau lưng đồng thời xuất trảo nhất thời tiểu sơn khẽ nháng lên hình thể nháy mắt nhỏ đi còn một thước sau đó từ từ bay đến một góc mất thất rồi lần nữa hạ xuống khi chưa hoàn toàn luyện hóa được khối đá hôi bạch sắc trong đó thì hàn lập không thể thu hồi nguyên từ thần sơn vào trong cơ thể nên chỉ có thể để qua một bên kế tiếp hàn lập lại tự đánh giá một lúc hàn dương tay trộp về phía chữ vật thủ trạc nhất thời một ngọc hạt bạch sắc bay ra rơi vào trong tay hắn tay kia lập tức mở nắp hộp nắp hộp vừa mở nhất thời lộ ra một chiếc hột quả đỏ đậm to bằng ngón tay cái, đồng thời một cỗ dược hương nồng đậm sộc vào trong mũi. Đây đúng là hột thanh la quả mà Hàn Lập thu được trong Thiên Bằng tộc, chỉ cần thứ này sau đó mượn tiểu bình bồi dưỡng là có thể dễ dàng có được thanh la quả chân chính, sau đó có thể tiếp tục luyện chế ra Thiên La đan. Có đan này, lại thêm phối hợp với Hắc Viêm đan thì việc đột phá bình cảnh lại càng thêm nắm chắc. Hàn Lập dùng hai ngón tay kẹp lấy hột quả, hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá sau đó nhánh mắt phóng xuất thần niệm ra khỏi thạch thất. Lát sau, có một đoàn ô quang bay tới nơi này đây đúng là đệ nhị nguyên anh hàn lập căn bản không cần mở miệng nói gì hắn chỉ lần nữa để lại hộp quả vào trong hộp ngọc rồi trực tiếp nén tới bàn tay nhỏ bé của đệ nhị nguyên anh trực tiếp đỡ lấy tiếp đó thân hình lại nắng lên biến mất khỏi nơi này sau khi làm xong hai việc quan trọng hàn lập thở dài một hơi chậm rãi nhắm lại hai mắt việc kế tiếp hắn cần làm chính là tìm hiểu kiếm trận trong bộ tân kiếm quyết kia để xem uy lực của dân lê và thanh bàn có thực sự lợi hại không từ đó sẽ có quyết định buông hay không buông đại canh kiếm trận cũng từ đó mà tinh luyện 72 cây thanh trúc phong vân kiếm, hóa thần từ trung kỳ trở lên đã có thể sử dụng xuân lê kiếm trận, nhưng độ phức tạp và thâm ảo của kiếm trận này thì hơn xa đại canh kiếm trận. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 3 tháng, hai mắt Hàn Lập khẽ động, lúc này hắn mới từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, nhưng trong mắt hắn có chút thần sắc cổ quái, cùng một chút do dự. Xuân lê. Hóa ra là ý này, thảo nào ta thấy tên này lại cổ quái như vậy, hóa là kiếm trận lấy ảo thuật làm chủ, thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người nếu nói như vậy uy lực của trận này chẳng phải là dùng ảo thuật để đánh vào công pháp tu luyện cùng thần thức của kẻ bị hãm trong kiếm trận hay sao nhưng chỉ dùng ảo thuật là được ư hàn lập nhăn mày lộ rõ vẻ khó quyết hàn lập trầm ngâm suy nghĩ thêm một chút cân nhắc rõ ràng cái lợi và hại trong đó thật lâu sao Nhách mặt hắn đã lộ vẻ kiên quyết xem ra là đã có quyết định với tài năng của thanh nguyên tử có thể sáng tạo ra thanh nguyên kiếm quyết ông ta đã lựa chọn bỏ qua đại canh kiếm trận chọn dùng ảo thuật làm kiếm trận trụ cột bộ dân lê kiếm trận này khẳng định có chỗ độc đáo của nó còn đại canh kiếm trận dùng để đối phó với tu sĩ đồng giai đương nhiên không thành vấn đề nhưng nếu để chống lại tu sĩ hợp thể thì quả thực khó có thể quan trọng hơn nữa chính là ngay phía sau sân lê kiếm trận là thanh la kiếm trận cũng đồng dạng cần tinh luyện phi kiếm mới có thể bố trí kể từ đó cân nhắc xong lợi hại hàn lập cuối cùng cũng nhịn đau bỏ qua đại canh kiếm trận về phần một lần nữa luyện chế thêm phi kiếm hàn lập căn bản không hề cần suy nghĩ tới dù sao phi kiếm cũng không phải càng nhiều càng tốt chỉ cần đủ để bố trí kiếm trận là được nếu nhiều quá thì đương nhiên sẽ làm chậm quá trình bồi dưỡng phi kiếm hàn lập không hy vọng bổn mạng pháp bảo của mình cuối cùng lại trở thành một cái vân là bỏ cũng không được mà không bỏ cũng không xong